giao phó xong hết thảy về sau, để lái xe đem hắn mang đến Tế Châu cổ thành, hắn tại Thái Bạch cư cổng xuống xe, lần trước hắn chính là gặp gỡ ở nơi này Chu Nhân Hòa, lần này đến đây Tế Châu còn muốn cùng lão gia tử gặp mặt một lần, Hứa Thuần Lương biết hắn bình thường thời gian này trên cơ bản đều ở nơi này. Tiến trước khi đi, hắn trước cho Lưu Hải Dư gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ điều tra một chút Lục Vân Kỳ cùng Lương Hinh. Lưu Hải Dư có chút im lặng, cái này cũng không tại công tác của hắn trong phạm vi. Hứa Thuần Lương nói cho Lưu Hải Dư, giữa bọn hắn là tương hỗ quan hệ hợp tác, quá khứ là hắn giúp đỡ Lưu Hải Dư, hiện tại nên là Lưu Hải Dư có qua có lại thời điểm. Lưu Hải Dư cũng không nói không giúp, chỉ là hắn không rõ ràng mình từ đâu giúp lên. Hứa Thuần Lương nhìn không được vui vẻ, cái này còn không dễ làm. Chỉ cần lão Lưu vận dụng quan hệ điều tra thêm Lục Vân Kỳ cùng Lương Hinh quan hệ, Hứa Thuần Lương tin tưởng mình không nhìn lầm, giữa hai người khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Lưu Hải Dư thở dài, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao, loại này thấp kỹ thuật hàm lượng sự tình thế mà phải vận dụng mình, truyền đi chẳng phải là cái chuyện cười lớn. Không qua người ta, Hứa Thuần Lương nói không sai, vẫn luôn là mình thiếu người ta, hiện tại Hứa Thuần Lương tìm mình hồi báo, nếu là hắn không đáp ứng, tình lý trên cũng không thể nào nói nổi, hắn đáp ứng sẽ tìm người đi xử lý. Hứa Thuần Lương yêu cầu lập tức, tốt nhất trong vòng 3 canh giờ thanh chuyện này giải quyết. Giao phó xong chuyện này, Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, Lý Thành Ba điện thoại lại đánh tới, hỏi tình huống của hắn tiến triển được thế nào. Hứa Thuần Lương biểu thị hết thảy đều tại thuận lợi đang tiến hành, để Lý Thành Ba trước chờ. Lưu Đức Thuận bên kia cũng gọi điện thoại tới, tan tầm còn sớm, mắt thấy liền trời muốn mưa, hắn có phải hay không còn muốn tiếp tục tại giữ cửa. Hứa Thuần Lương để hắn thủ vững cương vị, lần này có thể hay không giải quyết mấu chốt của vấn đề đều ở trên người hắn. Nếu như không giải quyết được, chính là hắn công việc không làm tốt. Lưu Đức Thuận cái này phiền muộn a, làm sao cảm giác Hứa Thuần Lương có hướng trên người mình trốn tránh trách nhiệm hiểm nghi. Cá nhân hắn cho rằng, Hứa Thuần Lương đơn thuần hồ nháo, coi như Lục Vân Kỳ cùng Lương Hinh thật có chút gì, không là theo dõi có thể giải quyết vấn đề, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể không làm. Bầu trời bắt đầu phiêu mưa, Lưu Đức Thuận chạy đến tới gần siêu thị mua thanh dù, có dù che mưa yểm hộ an tâm rất nhiều. Lương Hinh xe còn chưa đi, Lưu Đức Thuận nhìn đồng hồ, liền muốn đến giữa trưa giờ tan sở, chợt thấy Lương Hinh che dù từ ký túc xá bên trong ra, Lưu Đức Thuận lập tức hưng phấn lên, mục tiêu rốt cục đến, hắn lúc này mới nghĩ đến một vấn đề, mình cũng không thể dựa vào hai cái đùi theo dõi người ta ô tô đi, hắn tranh thủ thời gian đón xe, bởi vì có mưa, xe taxi sinh ý đặc biệt tốt, mấy chiếc trải qua xe taxi đều là chứa đầy. Thật vất vả gọi được một cỗ. Lưu Đức Thuận mắt thấy Lương Hinh kia chiếc BMW X3 mở ra ngoài, hướng tài xế nói, đuổi theo, cho ta đuổi theo. Lái xe nhíu mày, ta nói ngươi làm gì? Lưu Đức Thuận nói, ngươi quản ta làm gì, ta cũng không phải không trả cho ngươi tiền xe. Tài xế nói, ngươi cái này là theo dõi truy kích, ta muốn bất chấp nguy hiểm. Thêm 50. Đúng vậy. Mưa càng rơi xuống càng lớn, Hứa Thuần Lương tại mưa rơi biến lớn trước đó tiến vào Thái Bạch cư. Dọc theo thang lầu đi tới lầu 2, tại chỗ cũng thấy được chính ở nơi đó uống trà Chu Nhân Hòa, Chu Nhân Hòa cười tủm tỉm nhìn qua hắn, kỳ thật vừa mới Hứa Thuần Lương đứng tại cửa ra vào gọi điện thoại thời điểm, hắn liền đã thấy. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở đi tới, Chu Nhân Hòa chỉ đối diện nói, ngồi đi, trà cùng điểm tâm đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Nhà ôi, ngài thật là thương ta. Chu Nhân Hòa ý vị thâm trường nói, liền ngươi cái này cháu trai ruột, ta không thương ngươi thương ai. Hứa Thuần Lương ngồi xuống nói, ngài đã thông báo đồ vật ta tất cả an bài xong. Chu Nhân Hòa gật đầu nói, ngươi làm việc, ta yên tâm, lần này tới Tế Châu là vì công vụ đâu vẫn là vì nhìn ta. Hứa Thuần Lương nói, chủ yếu là công vụ, thuận tiện thăm viếng một chút lão nhân gia ngài. Chu Nhân Hòa cười nói, có thể thuận liền nghĩ đến ta đã an lòng. Hứa Thuần Lương nói, ta ở kinh thành nhìn thấy Hoàng Hữu Long. Ồ, Chu Nhân Hòa nhíu mày. Hứa Thuần Lương nói, Minh Đức tập đoàn ở kinh thành mua một tòa lâu, mệnh danh là cảnh phúc đại hạ Hoàng Hữu Long vẫn là rất có tiền. Chu Nhân Hòa nói, nếu không có tài lực hùng hậu ủng hộ, hắn sao dám muốn làm gì thì làm. Hứa Thuần Lương thanh tại cảnh phúc đại hạ gặp được rất nhiều hứa gia gia truyền bí tịch nói cho Chu Nhân Hòa, Chu Nhân Hòa càng nghe sắc mặt càng là ngưng trọng. Hứa Thuần Lương cho rằng Hoàng Hữu Long trong tay hứa gia bí tịch đều là thông qua Chu Nhân Hòa hai cái bất tranh khí nghĩa tử lưu truyền ra ngoài. Nhưng Chu Nhân Hòa thở dài nói, muốn nói nối xương khái luận từ trong tay bọn họ truyền ra đi hoàn toàn chính xác có khả năng,
nhưng là Hứa thị bệnh thương Hàn Luận ta căn bản không có truyền cho hai người bọn hắn cái, bọn hắn coi như nghĩ đưa cho Hoàng Hữu Long cũng không có khả năng. Hứa Thuần Lương nói, vậy liền kỳ quái, chẳng lẽ hắn áp dụng phạm pháp thủ đoạn đánh cắp bí tịch. Chu Nhân Hòa nói, người vừa nói như vậy ta ngược lại thật ra nhớ lại, Hoàng Hữu Long còn lúc nhỏ thường xuyên đến Hồi Xuân Đường chơi, hắn thường xuyên lật xem sách thuốc nhìn tranh, lúc ấy ai cũng sẽ không đối một cái 5-6 tuổi hài tử sinh cảnh giác, chẳng lẽ hắn là thông qua loại phương thức này hiểu được Hứa gia sách thuốc bí tịch. Hứa Thuần Lương nói, chiếu ngài nói như vậy Hoàng Hữu Long có đã gặp qua là không quên được chi tài. Chu Nhân Hòa nói, người này phi thường thông minh, có thể bằng vào một tay cao siêu y thuật từ Nam Hàn trổ hết tài năng, được xưng là thứ nhất Hàn y, bản thân cái này đã nói lên vấn đề. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, dù thông minh cũng là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng tặc thôi. Chu Nhân Hòa nói, Hoàng Hữu Long bỏ được dùng tiền, bằng vào ta kia hai cái bất tranh khí nhi tử làm thí dụ, bọn hắn liền cùng Hoàng Hữu Long thân nhau, đã ký tên chính thức hợp tác hiệp nghị. Ta nghe nói bọn hắn lập tức sẽ cùng Đại Hằng tập đoàn hợp tác mở một cái Hàn y dưỡng sinh uyển. Hứa Thuần Lương nghe được Đại Hằng tập đoàn lập tức cảnh giác lên, Đại Hằng trước mắt tại Nguy Sơn đảo suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn lâm vào khốn cảnh, nhưng là bọn hắn lại cự tuyệt Xích Đạo vốn liếng thu mua, lúc ấy Hứa Thuần Lương liền phân tích Đại Hằng nhưng có thể tìm tới mới người hợp tác, như thế nói đến là Minh Đức tập đoàn ám độ Trần Thương. Hứa Thuần Lương nghĩ không ra nho nhỏ Nguy Sơn đảo cư nhiên trở thành đám người chú ý nóng thổ. Chu Nhân Hòa nói, Hoàng Hữu Long lần này trở về, nó mục đích tất nhiên là nhằm vào Hứa gia, người cần cẩn thận một chút. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài yên tâm, hắn không làm gì được ta. Lần này tới gặp Chu Nhân Hòa, chủ yếu là muốn thỉnh giáo mấy cái để hắn cảm thấy lẫn lộn vấn đề, Hoàng Hữu Long vì sao hiểu được giải độc. Hứa gia tổ tiên là có phải có đặc biệt nhằm vào hạ độc và giải độc bí tịch truyền thế? Chu Nhân Hòa trầm tư suy nghĩ, một hồi lâu mới lắc đầu nói. Giải độc cũng không phải là Hứa gia sở trường, bình thường tới nói cũng chính là giải độc rắn, nọc ong, đặc biệt nhằm vào giải độc bí tịch ta cũng không nghe nói qua. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, đã Chu Nhân Hòa đều nói chưa thấy qua, đoán chừng Hoàng Hữu Long giải độc phương pháp cũng không phải là đến từ Hứa gia. Lúc này một người trung niên đi lên lầu đến, hắn chính là Chu Nhân Hòa nhị tử Chu Nghĩa Vũ, nhìn thấy phụ thân cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ, Chu Nghĩa Vũ không khỏi khẽ giật mình. Thực sự không nghĩ ra phụ thân làm sao lại cùng Hứa Thuần Lương ngồi cùng một chỗ. Chu Nhân Hòa mỉm cười ngoắc hắn nói, Nghĩa Vũ. Chu Nghĩa Vũ đi vào trước mặt phụ thân, Chu Nhân Hòa tướng Hứa Thuần Lương giới thiệu cho hắn. Hứa Thuần Lương chủ động hướng Chu Nghĩa Vũ vươn tay ra, Chu tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Chu Nghĩa Vũ nói, nên là ta đối Hứa trấn trưởng nghe tiếng đã lâu mới đúng. Hai người nắm tay Hứa Thuần Lương nói, ta đến Tế Châu làm việc. Vừa vặn gặp Chu lão gia tử, thuận tiện hướng hắn yêu cầu một ít thuộc tại chúng ta Hồi Xuân Đường đồ vật. Chu Nhân Hòa phối hợp thở dài một hơi, biểu lộ ra có chút không vui. Chu Nghĩa Vũ nói, Hứa trấn trưởng lời này bắt đầu nói từ đâu? Chúng ta Nhân Hòa Đường cùng các ngươi Hồi Xuân Đường từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, nào có cái gì thuộc tại đồ đạc của các ngươi? Hứa Thuần Lương nói, cái này cần hỏi Chu lão gia tử. Chu Nhân Hòa nói, người trẻ tuổi ta đã nói qua, năm đó ta hoàn toàn chính xác xuất sư Hồi Xuân Đường, sư phụ đợi ta ân trọng như núi, nhưng về sau bởi vì hiểu lầm, sư phụ tướng ta trục xuất sư môn, ta cùng Hồi Xuân Đường lại không liên quan. Chu Nghĩa Vũ nói, ngươi nhưng nghe rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, Chu lão tiên sinh, năm đó ngươi từ Hứa ra vớ lấy đồ vật tốt nhất nhanh chóng vật quy nguyên chủ, để tránh tổn thương hòa khí. Chu Nghĩa Vũ gặp hắn đối phụ thân nói chuyện dạng này không khách khí. Không khỏi giận tím mặt, người có lời gì hướng về phía ta nói, không nên quấy rầy phụ thân ta thanh tĩnh. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, không có ý tứ, chỗ quấy rầy còn mong rộng lòng tha thứ. Lại hướng Chu Nhân Hòa nói, lão tiên sinh, ta đi trước. Chu Nhân Hòa tức giận đến bờ môi đều run run. Hứa Thuần Lương thầm khen lão gia tử diễn kịch đến, hắn cất bước rời đi Thái Bạch Cư, đi ra bên ngoài mưa vẫn chưa ngừng, Hứa Thuần Lương gọi xe thời điểm, Chu Nghĩa Vũ cùng đi qua. Lạnh lùng nói, mưa lớn như vậy chỉ sợ không tốt gọi xe. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, xem ra ta phải làm cho tốt tại Tế Châu ở lâu một ngày đánh được rồi. Chu Nghĩa Vũ nói, có câu nói thế nào? Trời cuồng có mưa, người cuồng có tai. Hứa Thuần Lương cười ha ha, nghe người thật giống như đang uy hiếp ta đâu. Chu Nghĩa Vũ nói, không dám, chúng ta nhỏ dân chúng sao dám uy hiếp trưởng của một trấn. Hứa Thuần Lương nói, ta ở kinh thành Minh Đức tập đoàn tổng bộ thời điểm,
thấy được mấy quyển chúng ta hồi xuân đường bí tịch, chuyện này Chu tiên sinh chắc hẳn hẳn phải biết ha. Chu Nghĩa Vũ nói, các ngươi hồi xuân đường bí tịch truyền ra ngoài là chính các ngươi đảm bảo bất thiện, cùng chúng ta nhân hòa đường lại có quan hệ gì? Hứa Thuần Lương nói, nhân hòa đường y thuật từ đâu mà đến, người ta lòng dạ biết rõ. Chu Nghĩa Vũ nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương nói, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không muốn quá cuồng vọng, nhân hòa đường có thể có hôm nay chi quy mô hoàn toàn là chúng ta Chu gia cộng đồng cố gắng kết quả, cùng hồi xuân đường cùng các ngươi Hứa gia không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, khó trách nói cha nào con nấy. Chu Nghĩa Vũ giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Hứa Thuần Lương nói, ngươi đều đã nghe rõ ràng không cần hỏi lại. Ngươi nhớ kỹ cho ta, tốt nhất tướng thuộc tại chúng ta hồi xuân đường hết thảy tất cả đều giao về đến, nếu không ta tất nhiên sẽ để các ngươi Chu gia cả nhà nỗ lực vốn có đại giới. Chu Nghĩa Vũ một đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà vằn vện tia máu, thẳng nếu không phải cố kỵ thân phận, hắn sớm đã xuất thủ giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hứa Thuần Lương làm cho xe tốc hành đến, người này tiến vào trong xe. Chu Nghĩa Vũ nhìn qua chiếc xe kia tại trong mưa biến mất, lúc này mới trở lại phụ thân bên người. Chu Nhân Hòa đã đoán được nhi tử đuổi về phía trước tất nhiên cùng Hứa Thuần Lương phát sinh một trận kịch liệt giao phong, hắn hiểu rõ vô cùng cái này nhị nhi tử, Vũ Dũng có thừa mà trí tuệ không đủ. Chu Nhân Hòa bởi vì cùng Hứa Trường Anh kia đoạn nhiệt tình, thụ thương rất nặng, lựa chọn chung thân chưa lập gia đình, thu dưỡng hai đứa con trai, cho bọn hắn đặt tên một Văn một Võ, hai người này tính cách cũng là như thế. Gia đại Chu Nghĩa văn công vô tâm kế, thiện sử dụng thủ đoạn. Lão nhị Chu Nghĩa Vũ tính tình lỗ mãng, dám đánh dám liều. Lúc đầu hai anh em họ dạng này tổ hợp có thể lấy thừa bù thiếu, nhưng là hai người đều có một cái cộng đồng mau bệnh đó chính là tướng tư lợi coi quá nặng. Liền coi như bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng tồn tại mặt cùng lòng không cùng hiện tượng. 2. Có chút tính cách là dung nhập huyết mạch bên trong, coi như Chu Nhân Hòa cố gắng như thế nào cũng không cải biến được, đã như vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Để Chu Nhân Hòa cảm thấy thất vọng là tại hắn tướng Nhân Hòa đường quyền quản lý giao cho cái này hai huynh đệ về sau, Chu Nghĩa Văn cùng Chu Nghĩa Vũ hai huynh đệ tại biên giới hóa mình phương diện phối hợp đến ngược lại là ăn ý 10 phần. Đã dự định về hưu tướng quyền lực đều giao cho bọn hắn cũng không có gì, chỉ là tiếp xuống phát triển càng ngày càng để lão gia tử cảm thấy phiền muộn. Chu Nghĩa Văn am hiểu tuyên truyền, đối đương kim mạng lưới tiêu thụ lý giải rất sâu, tại hắn trở thành Nhân Hòa đường tân chủ nhân về sau, một phương diện đại quy mô phát triển tuyến bên trên tiêu thụ, một phương diện khác lấy gia nhập liên minh hình thức cấp tốc khuếch trương không thể không thừa nhận hắn quyết sách để Nhân Hòa đường đạt được cao tốc phát triển, có thể đồng thời cũng mang đến quá nhiều mặt trái đồ vật. Gia nhập liên minh thương vàng thao lẫn lộn liên tiếp xảy ra chuyện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Nhân Hòa đường danh dự, Chu Nghĩa sinh tại Trường Hưng bệnh viện náo ra tranh chấp chỉ là một cái trong số đó. Chu Nhân Hòa vừa mới bắt đầu còn nói hơn mấy câu, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện hai cái này con nuôi đối với mình lá mặt lá trái, Chu Nhân Hòa ý thức được điểm này về sau cũng liền lười nhắc phí lời, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, cân nhắc đến mình già, đã tướng Nhân Hòa đường giao cho bọn hắn, liền từ lấy chính bọn hắn đi giày vò đi. Nhưng là Chu Nhân Hòa làm sao cũng không nghĩ tới, cái này hai huynh đệ vì lợi ích thế mà lựa chọn cùng Nam Hàn Minh Đức tập đoàn hợp tác, càng làm cho Chu Nhân Hòa không thể nào tiếp thu được chính là Minh Đức tập đoàn thực khống người là năm đó hồi xuân đường cừu gia hậu nhân Hoàng Hữu Long. Chu Nhân Hòa mặc dù không thể đem tình hình thực tế nói cho hai đứa con trai, nhưng là hắn cũng từ từng cái phương diện hiểu lấy lợi hại đối hai đứa con trai tiến hành khuyên nhủ, thế nhưng là lời khuyên của hắn tốn công vô ích. Cái này hai huynh đệ trong mắt chỉ có lợi ích đâu còn sẽ đem hắn cái lão nhân này để ở trong lòng, vì lợi ích, gia tộc gì vinh dự, cái gì dân tộc đại nghĩa đều có thể vứt qua một bên. Nếu không phải triệt để tâm lạnh, Chu Nhân Hòa như thế nào lại chủ động tìm tới Hứa Thuần Lương, tướng năm đó kia đoạn chuyện cũ năm xưa thản nhiên bẩm báo, ở trong đó có hắn nghĩ bảo hộ hồi xuân đường cùng Hứa gia nhân không bị thương tổn nguyên nhân, cũng có hắn đối hai cái con nuôi triệt để tuyệt vọng nguyên nhân. Chu Nghĩa Vũ cho phụ thân nối liền trà nóng. Bưng khởi trước mặt mình chén trà, uống một hơi cạn sạch, tướng chén trà rơi ầm ầm trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Hứa gia tiểu tử thật sự là đáng hận hại cho chúng ta tổn thất không ít, ta còn chưa tìm hắn tính sổ sách, nghĩ không ra hắn lại dám tìm tới cửa. Chu Nhân Hòa cười khổ nói, người trẻ tuổi dù sao xúc động một chút. Chu Nghĩa Vũ nói, ta cũng không nuông chiều hắn, cái gì cầu thí hồi xuân đường, Hứa Trường Thiện kinh doanh nhiều năm như vậy, còn không phải một cái nho nhỏ phòng khám bệnh. Hiện tại liền chỗ khám bệnh đều đóng cửa, bọn hắn Hứa ra lấy cái gì cùng chúng ta Chu ra đánh đồng. Chu Nhân Hòa nói, lời của người tuổi trẻ, nghe một chút còn chưa tính,
không cần thiết cùng hắn so đo. Bây giờ không phải là chúng ta cùng hắn so đo, là hắn chủ động đến nhà gây sự, cha, Trung Nghĩa sinh tại Trường Hưng bệnh viện tổn thất như thế lớn, tất cả đều là bởi vì hắn tại từ đó cản trở, ngài có biết hay không, hắn còn tại Minh Đức Tập đoàn Hoàng Tổng trước mặt chửi bới chúng ta, ý đồ phá hư Nhân Hòa Đường cùng Minh Đức Tập đoàn hợp tác. Chu Nhân Hòa thở dài một hơi nói, hòa khí sinh tài, Nhân Hòa Đường đã có hôm nay chi quy mô, không cần thiết cùng một người trẻ tuổi so đo. Chu Nghĩa Vũ nói, ngài không phải thường xuyên giáo dục chúng ta, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Chu Nhân Hòa nói, thời đại không đồng dạng, ta cách đối nhân xử thế phương pháp cũng chưa chắc chính xác, các ngươi phải hiểu được bởi vì khi thì biến, chính như ta không để các ngươi cùng Minh Đức Tập đoàn hợp tác, các ngươi còn không phải như vậy làm. Nhắc lên chuyện này, Chu Nghĩa Vũ lập tức á khẩu không trả lời được. Chu Nhân Hòa ánh mắt thâm thúy tập trung vào nhi tử, hắn sở dĩ tới tìm ta muốn hứa ra đồ vật, là bởi vì hắn tại Minh Đức Tập đoàn bên kia thấy được Hồi Xuân Đường y học bí tịch, những vật kia khẳng định không phải từ ta trong tay truyền đi. Chu Nghĩa Vũ nói, cha, chúng ta cùng Minh Đức Tập đoàn hợp tác là đôi bên cùng có lợi, ngài vừa mới còn nói thời đại không đồng dạng, chúng ta những này theo nghề thuốc người không nên theo bảo thủ, nhất định phải tăng cường tương hỗ giao lưu, dạng này mới có thể lấy được cộng đồng phát triển. Chu Nhân Hòa khịt mũi coi thường, khinh thường chi tình lộ rõ trên mặt, trao đổi lẫn nhau, bọn hắn có thể có cái gì gặp cho chúng ta học tập. Chu Nghĩa Vũ nói, chúng ta cung cấp một chút đơn thuốc cho bọn hắn không giả, thế nhưng là người ta cũng cung cấp rất nhiều hàn y phương pháp. Chu Nhân Hòa nói, cái gì cậu thí hàn y, Hoàng Hữu Long chính là một cái sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc, hắn cái gọi là hàn y đơn giản là đem chúng ta trong nước y thuật thay hình đổi dạng, lại mang theo truyền thống hàn y danh hào, người này chính là một cái triệt triệt để hán gian, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Chu Nghĩa Vũ ra mặt phát sốt, cảm giác phụ thân đem mình cũng mang kèm theo mắng, lúng túng nói, cha, sự tình không phải ngài trong tưởng tượng dáng vẻ, Hoàng Hữu Long y thuật phi thường cao minh, có thể nói là cá độ sở trường các nhà, ngài cũng không cần bởi vì hắn là hàn y mà xem thường hắn, hắn tại y học bên trên tu vi. Chu Nhân Hòa không khách khí chút nào đánh gãy hắn nói, thậm chí vượt qua ta có đúng hay không? Ta không có ý tứ này. Chu Nhân Hòa bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói, ta không cầu hai huynh đệ các ngươi đại phú đại quý, chỉ cầu các ngươi đừng giảm bớt bêu danh, điếm ô Nhân Hòa Đường chiêu bài. Lưu Đức Thuận theo dòng dã một trong đó buổi trưa, từ đơn vị theo tới Lương Hinh chỗ ở cư xá, lại từ nhỏ khu theo tới đơn vị, phát hiện gì đều không có. Mắt thấy đồng hồ tính tiền không ngừng đi lên nhảy, Lưu Đức Thuận có chút đau lòng, nhưng nếu như không có xe taxi yểm hộ, mình theo dõi khẳng định không có thuận tiện như vậy, bên ngoài mưa như chút nước, hôm nay thật là không phải cái thời tiết tốt. Đưa mắt nhìn Lương Hinh tiến vào đơn vị, Lưu Đức Thuận quyết định tạm thời kết thúc đón xe theo dõi, để lái xe đem hắn thả đang chỉ huy bộ bên cạnh cửa siêu thị. Trả tiền thời điểm, lái xe có chút đồng tình thở dài nói, kia nữ chính là ngươi lão bà. Lưu Đức Thuận bật thốt lên, không phải. Tài xế nói, đại ca, ta hiểu. Lưu Đức Thuận bị hắn cho cả cười, ngươi biết cái gì? Tài xế nói, lão bà thật xinh đẹp cũng không là một chuyện tốt. Lưu Đức Thuận minh bạch, lái xe là cho là mình bị tái rồi, hắn cũng lười giải thích, đem xe phí kết, đẩy cửa xe ra một đường chạy chậm đi trong siêu thị tránh mưa, Hứa Thuần Lương phán đoán hẳn là không ra, coi như Lương Hinh cùng Lục Vân Kỳ thật có cái gì, người ta cũng sẽ không lớn công việc ban ngày trong lúc đó làm chút cái gì vậy. Lưu Đức Thuận cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, vừa vặn Hứa Thuần Lương cũng chính hướng bên này đâu, trong điện thoại có mấy lời không tiện nói, để hắn đợi lát nữa gặp mặt lại nói. Lưu Đức Thuận mua hai bình nước, trả tiền thời điểm, Hứa Thuần Lương tới, hắn đem bên trong một bình đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, Lưu chủ nhiệm quá khách khí. Lưu Đức Thuận thở dài chỉ bên ngoài, đều ở trong siêu thị ở lại cũng không phải chuyện như vậy, hai người đi phía ngoài dưới mái hiên. Lưu Đức Thuận đem mình trong khoảng thời gian này theo dõi trải qua nói cho Hứa Thuần Lương, mặc dù nhưng không có nói rõ, nhưng là cũng toát ra mình toi công bận rộn một trận ý tứ. Lưu Đức Thuận nói, Hứa Trấn Trưởng, chúng ta dạng này chằm chằm xuống dưới không phải biện pháp, cô không nói đến giữa bọn hắn đến cùng có hay không ngươi nói loại quan hệ đó, cho dù có cũng không phải nhất thời bán hội có thể điều tra ra, mà lại chúng ta cũng không phải chuyên nghiệp thám tử. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Cách mình cho Lưu Hải Dư kỳ hạn còn thừa lại một giờ. Lúc này tin tức, Lưu Hải Dư đem điều tra ra tư liệu phát cho hắn, Lưu Hải Dư làm việc cũng tương đối dứt khoát, trực tiếp sắp xếp người đen Lục Vân Kỳ cùng Lương Hinh điện thoại,
Hứa Thuần Lương chỉ nhìn mấy tấm hình, cảm giác trong lòng liên tiếp dùng mấy cái ngoả tàu để hình dung. Lưu Đức Thuận nhìn thấy Hứa Thuần Lương tươi cười rạng rỡ khuôn mặt, trong lòng tự nhủ ngươi có gì có thể vui, sự tình lâm vào cục diện bế tắc, hôm nay đoán chừng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Hứa Thuần Lương nói, lão Lưu, người đi trước cùng Lý Sở bọn hắn hội hợp, ta bên này lập tức an bài thả người. Lưu Đức Thuận đơn giản không thể tin tưởng lỗ tai của mình, con hàng này thật đúng là cái gì nghiêu bức cũng dám thổi, buổi sáng gặp mặt tình cảnh ta cũng không phải không ở tại chỗ, người ta cũng không nguyện ý phản ứng ngươi, an bài thế nào thả người. Hứa Thuần Lương nói, nhanh đi đi, chuẩn bị xử lý sách người thủ tục. Lưu Đức Thuận có chút im lặng, người này nên không phải cố ý giày vò ta à. Hắn nhẹ gật đầu, thừa dịp mưa nhỏ, đánh xe taxi, trùng hợp vẫn là vừa rồi chiếc xe kia, tài xế kia chở hắn vừa lên xe liền cười nói, ta liền biết ngài còn phải dùng xe. Tài xế này kiếm xảo tiền đều kiếm được tiền nghiện. Lưu Đức Thuận tức giận nói, đánh biểu, đưa ta đi Thái Bạch Hoa. Lưu Đức Thuận vừa đi, Hứa Thuần Lương liền trượt đạt đến bộ chỉ huy cổng, mấy tên bảo an nhìn thấy con hàng này lại tới, lập tức tập trung lực lượng vòng vây đi lên, làm cái gì? Người tại sao lại tới? Hứa Thuần Lương nói, các ngươi Lục chủ nhiệm mời ta tới. Ít ở chỗ này gạt người, chúng ta Lục chủ nhiệm làm sao có thể mời ngươi? Hứa Thuần Lương nói, ta thân phận gì? Lừa các ngươi làm gì? Không tin các ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Bảo an dựa theo chương trình trước gọi điện thoại cho Lương Hinh. Lương Hinh nghe được Hứa Thuần Lương lại tới, tranh thủ thời gian đi vào phía trước cửa sổ nhìn thoáng qua, quả thật nhìn thấy con hàng này lại xuất hiện tại bộ chỉ huy cửa chính, cả giận nói, đuổi hắn đi cái này người thật sự là quá đáng ghét. Bảo an cúp điện thoại liền bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, Hứa Thuần Lương nhìn qua ký túc xá, tin tưởng lúc này Lương Hinh cũng đang nhìn mình, hắn không phải là không có Lương Hinh điện thoại, bất quá hắn không có ý định liên hệ Lương Hinh. Hứa Thuần Lương cho Lục Vân Kỳ gọi điện thoại. Số điện thoại di động cũng là Lưu Hải Dư vừa mới cung cấp. Lục Vân Kỳ có hai cái số điện thoại song kẹt song đợi, một cái là công dụng, một cái là tư dụng, cái này tư dụng dãy số người biết không nhiều, nhìn thấy lạ lẫm điện báo, hắn ý nghĩ đầu tiên là chào hàng cho vay, đám người này vô khổng bất nhập. Lục Vân Kỳ tiếp thông điện thoại, một cái thanh âm quen thuộc nói, Lục chủ nhiệm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lục Vân Kỳ có chút không xác định, ngươi là... Hứa Thuần Lương nói, vừa mới gặp mặt, ngài còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên, khuya ngày hôm trước ngài tắm rửa sạch sẽ 9 điểm tới Dục Đức cư xá sự tình cũng đừng quên. Lục Vân Kỳ sắc mặt xoát một chút thay đổi, tắm rửa sạch sẽ là hắn ám ngữ, khuya ngày hôm trước đi Dục Đức cư xá đây là hắn cùng nào đó bí mật của người, Hứa Thuần Lương làm sao có thể biết. Người này nói đến như thế cụ thể, không giống là tại dọa dẫm chính mình. Hứa Thuần Lương nói, người đến chậm 7 phút. Lục Vân Kỳ hai chân như nhũn ra tranh thủ thời gian ngồi xuống, cổ họng phát khô, khuôn mặt tê tê, trong đầu trống rỗng hắn tựa như là đột nhiên đi ngược dòng, nội tâm liều mạng dẫy dụa lấy. Hứa Thuần Lương cũng cân nhắc đến điểm này, cho hắn đầy đủ dẫy dụa thời gian. Qua một hồi lâu, Lục Vân Kỳ phương mới nhớ ra cái gì đó, đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, hướng chỗ cửa lớn nhìn lại, nhìn thấy bị bảo an vây khốn Hứa Thuần Lương cầm điện thoại hướng phòng làm việc của mình cửa sổ nhìn tới. Lục Vân Kỳ cắn môi một cái, cấp tốc hạ quyết tâm, ngươi chờ một lát, ta để bọn hắn thả ngươi tiến đến. Ngươi tới đón ta, Hứa Thuần Lương ngữ khí không thể nghi ngờ, hắn nói xong liền đã cúp điện thoại, đảo mắt đám kia đối với mình nhìn chằm chằm bảo an nói, làm gì? Có như thế đối đãi khách nhân sao? Tin hay không ta để Lục chủ nhiệm khai trừ ngươi nhóm? Mấy tên bảo an bị hắn cho khí cười, chính là Lục chủ nhiệm đặc địa bàn giao không được thả ra hỏa này tiến đến. Bảo an đội trưởng nói, thức thời đi nhanh lên đi, còn dám nháo sự chúng ta lập tức báo cảnh. Lúc này Lục Vân Kỳ thở hồng hộc từ trong văn phòng chạy xuống dưới, Hứa Thuần Lương tính toán một chút thời gian, con hàng này hẳn là một giây đều không dám chậm trễ. Để tất cả bảo an đều khó có thể tin một màn phát sinh, Lục Vân Kỳ cười rạng rỡ, chủ động tiến lên nắm chặt Hứa Thuần Lương tay nói, Hứa chủ nhiệm, ngài đã tới à? Hứa Thuần Lương nói, không phải ngươi mời ta tới sao? Lục Vân Kỳ liên tục gật đầu, là. Hứa Thuần Lương nói, các người bộ chỉ huy những người an ninh này vây quanh ta không cho ta đi vào, còn nói muốn đem ta xoay đưa công an bệnh. Lục Vân Kỳ nói, là ta bình thường đối bọn hắn huấn luyện không đủ, quay đầu ta phê bình bọn hắn. Một bang bảo an trong lòng tự nhủ là chúng ta nhìn lầm, vẫn là chúng ta phát mộng, vẫn là Lục chủ nhiệm mắc bệnh. Cái này mới bao nhiêu lớn điểm công phu,
làm sao thái độ lại đột nhiên nghịch chuyển, hắn làm sao lại đối Hứa Thuần Lương như thế nịnh nọt, cái này dạng biểu lộ cùng thái độ không phải nên dùng tại lãnh đạo cấp trên thân sao. Hứa Thuần Lương nói, đừng quay đầu a, người này thái độ đối với ta nhất là ác liệt. Hắn chỉ vào bảo an đội trưởng. Lục Vân Kỳ nhìn hằm hằm bảo an đội trưởng, người tình huống như thế nào? Có như thế đối đãi tới chơi khách nhân sao? Có biết hay không, Hứa chủ nhiệm là ta chuyên mời tới khách quý. Hứa Thuần Lương cười thầm, cái này Lục Vân Kỳ cũng đủ không muốn mặt, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, bất quá cái này cũng khó trách, Lục Vân Kỳ cũng đã ý thức được, tiền đồ vận mệnh tất cả đều bị mình siết trong tay, chỉ cần mình muốn hủy đi hắn vài phút sự tình, đây không phải nịnh nọt, đây là tự cứu, Lục Vân Kỳ muốn hết tất cả cố gắng bổ cứu. Bảo an đội trưởng kìm nén đến một gương mặt to đỏ bừng, muốn chia biện vài câu lại không dám, trong lòng đem Lục Vân Kỳ tổ tiên đời thứ ba đều thăm hỏi một lần. Hứa Thuần Lương ngược lại là biểu hiện ra nhất định rộng lượng, cười nói, được rồi, đoán chừng hắn cũng không tìm hiểu tình huống, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, về sau còn dám ngăn đón ta, Lục chủ nhiệm ngươi liền nghiêm túc xử lý. Lục Vân Kỳ nhẹ gật đầu, trong lòng cái kia uất ức a, lần này tất cả bảo an đều phải ghét bỏ chính mình. Lục Vân Kỳ mời Hứa Thuần Lương tới phòng làm việc ngồi, chờ bọn hắn đi xa, một bang bảo an đem đội trưởng vây, ngọa tào, cái này tình huống như thế nào? Bao lớn điểm công phu làm sao lại biến thành dạng này rồi? Bảo an đội trưởng cũng tức sôi ruột, hừ một tiếng nói, tìm lãnh đạo tạo áp lực chứ sao? Theo bọn hắn nghĩ duy có lợi dụng thượng cấp tạo áp lực mới có thể để cho Lục Vân Kỳ trong thời gian ngắn như vậy thay đổi thái độ, mới có thể để cho Lục Vân Kỳ khúm núm nịnh bợ. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu mà bước, bước chân bước đến rất lớn, Lục Vân Kỳ kiệt lực đuổi theo, đều nhanh một đường chạy chậm, tình cảnh này có vẻ hơi cổ quái. Dọc đường Lương Hinh văn phòng thời điểm, Lương Hinh vừa vặn từ trong văn phòng ra, nhìn thấy trước mắt một màn cho là mình hoa mắt, dụi dụi con mắt, Hứa Thuần Lương cùng với nàng lên tiếng chào hỏi, Lương chủ nhiệm tốt. Được, Lương Hinh vô ý thức trả lời một câu, bất quá lập tức liền hối hận, ta khách khí với hắn cái gì? Chỉ là hắn tại sao lại tới, mà lại Lục Vân Kỳ còn đi theo. Lục Vân Kỳ lặng lẽ hướng Lương Hinh đưa cái ánh mắt của hắn rất phức tạp, ẩn chứa trong đó ý nghĩa rất phong phú. Nhưng là Lương Hinh nhưng không cách nào toàn bộ lý giải, giữa hai người ăn ý còn không có đạt tới trên tinh thần. Lục Vân Kỳ tướng Hứa Thuần Lương mời đến văn phòng, đóng cửa phòng lại, do dự một chút, vẫn là lựa chọn tướng cửa phòng khóa trái. Hứa Thuần Lương nói, khóa cái gì cửa? Giữa ban ngày, người khác còn tưởng rằng hai ta ở bên trong làm gì vậy? Lục Vân Kỳ chính muốn nói chuyện, Hứa Thuần Lương chỉ bên ngoài, người đẹp mắt nhất một chút, là có người hay không nghe lén. Lục Vân Kỳ kỳ thật cũng sợ cái này, một lần nữa mở cửa phòng, mạnh mẽ kéo cửa phòng ra, nằm sấp tại cửa ra vào nghe lén Lương Hinh kém chút không có một đầu đâm vào trong ngực hắn. Lương Hinh xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Lục Vân Kỳ khí đến sắc mặt sắt thanh, thấp giọng trách mắng, làm gì? Lương Hinh tranh thủ thời gian giải thích, Lục chủ nhiệm, ta là tới xem một chút ngài có gì cần. Bên trong ngồi Hứa Thuần Lương nở nụ cười, nếu như không biết bọn hắn quan hệ, lời này không có gì, nhưng biết về sau. Đã cảm thấy không hiểu buồn cười, Lương Hinh đang thỏa mãn Lục chủ nhiệm cần phương diện làm được cũng không tệ lắm. Lục Vân Kỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lương Hinh ủy khuất mím môi, nàng quay người rời đi, trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy sự tình phát triển có chút không đúng. Lục Vân Kỳ một lần nữa đóng cửa lại khóa trái, đi trước cho Hứa Thuần Lương ngâm chén trà ngon, tự mình đưa đến trên tay của hắn. Hứa Thuần Lương ngồi ở trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo, tiếp nhận ly kia trà. Liền tạ ơn đều chẳng muốn nói, Vân Kỳ đồng chí A, ta tra xét một chút lý lịch của ngươi, người cái này cùng nhau đi tới hay là vô cùng thuận lợi. Lục Vân Kỳ rất không quen hắn loại này cư cao lâm hạ phương thức nói chuyện, nhưng là không quen về không quen, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, ho khan một tiếng nói có thể đi cho tới hôm nay không dễ dàng. Ý là ta có thể có hôm nay cũng bỏ ra không ít cố gắng, ngươi tuyệt đối đừng hủy ta. Hứa Thuần Lương nói, ta phải xin lỗi ngươi A. Lục Vân Kỳ có chút không mò ra sáo lộ của hắn, vội vàng nói, đừng nói như vậy, người cùng ta nói cái gì xin lỗi a? Hứa Thuần Lương nói, vừa rồi ta nói ai trong điện thoại di động cất Lương chủ nhiệm ảnh chụp, ai liền chết không yên lành, ta không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi. Lục Vân Kỳ mặt vừa liếc, đây là khó coi mình đâu, mình tồn Lương Hinh ảnh chụp hắn làm sao mà biết được. Hứa Thuần Lương nói, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, bọ ngựa bắt ve hoàng thước tại hậu. Nhất cử nhất động của ngươi, người khác cũng đang chăm chú, trong tay của ta vật liệu nếu như đưa trước đi,
chỉ sợ sự nghiệp của ngươi, gia đình của ngươi đều xong. Lục Vân Kỳ vẫn là tại vùng vẫy giấy chết, hắn cho rằng Hứa Thuần Lương đại khái nghe đã nói những gì, nhưng là đến tột cùng biết nhiều ít trong lòng của hắn không chắc, nếu như giải tình huống không nhiều, Hứa Thuần Lương chưa hẳn có thể kềm chế được từ mình. Nghĩ tới đây, Lục Vân Kỳ khó khăn cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Hứa chủ nhiệm lời này ta có chút không rõ. Hứa Thuần Lương nhìn qua sắp chết đến nơi còn không chịu đi vào khuôn khổ Lục Vân Kỳ, khinh thường nở nụ cười, hắn tăng thêm Lục Vân Kỳ uy chát tiểu hào, Lục Vân Kỳ sau khi thông qua, Hứa Thuần Lương phát cho hắn 22 tấm screenshot. Lục Vân Kỳ xem hết cái này 2 tấm screenshot, tâm muốn chết đều có, cái này tất cả đều là hắn cùng Lương Hinh tư mật đối thoại, nhưng những này ghi chép làm sao rơi vào Hứa Thuần Lương trên tay. Mình không có khả năng cung cấp, Lương Hinh hẳn là cũng không thể nào. Làm như vậy đối nàng lại có chỗ tốt gì? Hứa Thuần Lương nói, nam nữ hoàn ái nhân chi thường tình, nhưng là nên tại đạo đức tiêu chuẩn ước thúc dưới, một khi vượt qua quy củ, vậy cũng không tốt, người nói có đúng hay không a? Lục Vân Kỳ chỉ có gật đầu, eo cũng cung, lưng cũng còng, đầu cũng cúi, đang nhìn qua ghi chép về sau, hắn đã hoàn toàn phục thua, hữu khí vô lực nói, Hứa chủ nhiệm, ngài nói đúng, ngài cho ta một cái sửa lại sai lầm cơ hội, ngài nói phải làm gì? Thừa nhận sai lầm nhất định phải thành khẩn, Lục Vân Kỳ cũng không phải người ngu, hắn cho rằng Hứa Thuần Lương tuyệt không phải hướng về phía vạch trần mình tới. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, Lục chủ nhiệm, người xử lý công việc nhiều năm như vậy, phải nên làm như thế nào chính ngươi không rõ ràng a? Lục Vân Kỳ như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh đi làm bàn bên cạnh cầm điện thoại lên, hắn gọi cho Thái Bạch Hoa trên nước trị an quản lý đội, để bọn hắn lập tức thả người, đem giữ lại nhân cùng thuyền tất cả đều thả. Biểu thị đã tường mảnh hiểu qua tình huống, chuyện này là một kiện hiểu lầm, còn để trên nước trị an quản lý đội lãnh đạo hướng Hồ Sơn Trấn phương diện trịnh trọng nói xin lỗi. Lục Vân Kỳ an bài tốt hết thảy, để điện thoại xuống, muốn hỏi một chút Hứa Thuần Lương ý kiến, lại nghĩ tới ngồi không thích hợp, đứng dậy đi vào Hứa Thuần Lương bên người, cúi đầu khom lưng nói, Hứa chủ nhiệm, dạng này kết quả xử lý ngài còn hài lòng không? Hứa Thuần Lương nói, sớm làm gì đi, ngươi sớm một chút giải quyết vấn đề. Ít một chút làm khó dễ, ta cũng sẽ không tra ngươi. Lục Vân Kỳ liên tục gật đầu, thật sự là hối hận muốn chết, con hàng này quá lợi hại, lại có thể tra ra bản thân cùng Lương Hinh nói chuyện phiếm ghi chép, về sau nên làm cái gì. Nếu như hắn không chịu buông tha mình làm sao bây giờ? Hứa Thuần Lương nói, ta cùng ngươi hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta không cừu không oán, công việc tính chất phạm vi vẫn tồn tại rất nhiều gặp nhau, vốn phải là quan hệ hợp tác, nhưng ngươi ngược lại tốt. Không phải gây mâu thuẫn, chính ngươi cảm thấy được không? Lục Vân Kỳ hiện tại là triệt để trang cháu trai, không tốt, ta nhất định sửa lại sai lầm châm đối với chuyện này làm ra khắc sâu bản thân kiểm điểm, Hứa chủ nhiệm, ngài cho ta một cái cơ hội. Hứa Thuần Lương đem uống xong nửa chén trà đưa cho hắn, Lục Vân Kỳ tranh thủ thời gian giúp Hứa Thuần Lương đổ đầy, vị kia lãnh đạo không phải từ tầng dưới chót làm lên, bưng nước châm trà đây là kiến thức cơ bản, Lục Vân Kỳ từ đầu đến cuối không có hoang phế. Hứa Thuần Lương tiếp nhận Lục Vân Kỳ đưa tới ly kia trà, thở dài nói, Vân Kỳ đồng chí, lúc đầu con người của ta trong mắt là vò không được hạt cát, nhưng là ta lại cân nhắc đến, người có thất tình lục dục, có rất ít người có thể chịu được lương tâm khảo nghiệm, có Lương Hinh đồng thời lại mất đi lương tâm, lưỡng nan a. Lục Vân Kỳ nén giận, trong lòng coi như lại không thoải mái, ngẫm lại tiền đồ cùng vận mệnh cũng chỉ có thể hướng người tuổi trẻ trước mắt cúi đầu. Thế giới biến hóa quá nhanh người tuổi trẻ bây giờ làm sao lại hư hỏng như vậy đâu. Ta tác phong bên trên mặc dù đi chệch một chút, nhưng là ta đối thái độ làm việc hay là vô cùng chăm chú, người tại sao có thể lợi dụng loại chuyện này đến áp chế ta. Thật sự là quá hèn hạ, quá vô sỉ đi. Lục Vân Kỳ bồi cười nói, Hứa chủ nhiệm, ngài xem chuyện này đã giải quyết, hoàn toàn là một đợt hiểu lầm, chúng ta là huynh đệ thành thị, lại cũng là vì Nguy Sơn Hồ nghỉ phép khu công việc, có chút va va chạm chạm cũng là khó tránh khỏi. Hứa Thuần Lương nói, không tệ, cũng là vì công việc. Lục chủ nhiệm là cái biết đại thể người, ta thưởng thức thái độ làm việc của ngươi. Hắn không có ý định đem Lục Vân Kỳ vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, dù sao Lục Vân Kỳ hiện tại có bím tóc rơi ở trên tay mình, về sau khai triển công việc khẳng định phải thuận tiện rất nhiều, biến thành người khác đi lên, còn không biết là công việc gì thái độ. Lục Vân Kỳ khiêm tốn nói, đâu có, so ra kém Hứa chủ nhiệm tuổi trẻ tài cao. Trò chuyện đến nơi đây, một trái tim dần dần an định lại, hắn cũng ý thức được Hứa Thuần Lương cũng không có tướng mình cùng Lương Hinh sự tình bộc lộ dự định, mặc dù về sau đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm,
dù sao cũng so hiện tại liền chặt đi xuống phải tốt hơn nhiều, huống chi quan hệ là người chỗ, mình tại Tế Châu, Hứa Thuần Lương tại Đông Châu, hai người từ trên căn bản cũng không có cái gì không có thể hóa giải mâu thuẫn. Nghĩ đến tầng này, Lục Phân Kỳ có chút hối hận, mình không nên đối với chuyện này chuyện bé xé ra to, nguyên bản là mở một con mắt nhắm một con mắt sự tình, hiện tại làm đến trên người mình nhất định phải nắm chặt vong dê bổ lao. Lục Phân Kỳ cười rạng rỡ nói, Hứa chủ nhiệm, ngài đến Tế Châu, ta nên tận tình địa chủ hữu nghị, dạng này, ngài đêm nay liền chớ đi, ta đến chiêu đãi, mọi người cùng nhau ngồi một chút, tăng tiến một chút tình cảm. Hắn vốn là khách khí, không nghĩ tới Hứa Thuần Lương thế mà sảng khoái đáp ứng, biểu thị về trước đi cùng đồng sự gặp mặt một lần, đợi lát nữa lại cùng Lục Phân Kỳ liên hệ. Lục Phân Kỳ các loại Hứa Thuần Lương sau khi đi, mau đem Lương Hinh cho gọi vào văn phòng, Lương Hinh sau khi đi vào, tràn ngập khó hiểu nói, vì cái gì? Hắn như thế không giảng đạo lý, người tại sao muốn nhượng bộ? Lục Phân Kỳ không nói một lời, mở ra điện thoại di động của mình, đem vừa rồi Hứa Thuần Lương phát cho tin tức của mình cho Lương Hinh nhìn. Lương Hinh xem xét, mặt đều dọa trợn nhìn, run giọng nói, làm sao bây giờ? Nhìn thấy Lục Phân Kỳ nghiêm túc biểu lộ, lập tức giải thích nói, không phải ta tiết lộ ra ngoài. Lục Phân Kỳ trong lòng tự nhủ ngươi bây giờ giải thích còn có cái gì dùng, thấp giọng nói, người này rất thông minh. Hắn cũng không phải là nhằm vào ta, mà là muốn thông qua loại này đường tắt đến đạt thành hắn mục đích. Ý của ngươi là, hắn sẽ giúp giữ bí mật cho chúng ta. Lương Hinh cẩn thận hỏi, trong nội tâm lại sinh ra một tia may mắn. Lục Phân Kỳ nói, ngươi đi đặt trước khách sạn, Thúy Hồ Nhã Bờ đi, sẽ giúp hắn mở phòng. Lương Hinh một mặt kinh ngạc, cái gì? Ngươi để cho ta? Lục Phân Kỳ dở khóc dở cười, nữ nhân này nghĩ đi nơi nào? Ta mẹ nó là để ngươi giúp người ta mướn phòng, không phải cho ngươi đi cùng hắn mướn phòng. Lương Hinh nhìn thấy Lục Phân Kỳ biểu lộ, mới biết mình hiểu sai ý, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, mắng, ngươi nói chuyện cũng nói không rõ ràng. Lục Phân Kỳ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, nếu quả thật để nàng đi làm chuyện này, nói không chừng nàng cũng nguyện ý hy sinh một chút, dù sao Hứa Thuần Lương tuổi trẻ tài cao, dáng dấp càng là tuấn tú lịch sự. Hứa Thuần Lương trở lại Thái Bạch Hoa trên nước trị an quản lý đội, Lý Thành ba mấy người bọn hắn đã đem người cho lĩnh xuất tới, ba tên cộng tác viên rũ cục lấy đầu, bổ nhào bại gà trống, bọn hắn phi thường rõ ràng lần này phạm sai lầm, cho Hồ Sơn Trấn mất mặt, Lý Thành ba chắc chắn sẽ không tha bọn hắn. Hứa Thuần Lương đem Lý Thành ba gọi qua một bên, Lý Thành ba hướng hắn giơ ngón tay cái lên, vẫn là ngươi lợi hại, ta đã sớm biết ngươi vừa xuất mã, lại chuyện phiền phức cũng có thể giải quyết dễ dàng. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi cũng không thể gặp được phiền phức liền đem ta kéo vào. Lý Thành Ba cười nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, chủ yếu là chúng ta Hồ Sơn Trấn không có người khác có thể giải quyết tốt như thế khó giải quyết vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, ban đêm Tế Châu Thị Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia nghỉ phép khu bộ chỉ huy mời ta ăn cơm, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ lưu lại. Lý Thành Ba nói, ta thì không cần, đến chạy về đi giao nộp, ba tên này chọc phiền toái lớn như vậy. Ta định đem bọn hắn đều cho mở, Tần bí thư bên kia ta cũng phải đi làm một hồi báo một chút. Hứa Thuần Lương nhìn qua Lý Thành Ba ý thức được mình nói sai, cười đến có chút xấu hổ. Hứa Thuần Lương lập tức minh bạch, Lý Thành Ba sở dĩ tìm tới mình là Tần Chính Dương cho hắn ra chủ ý. Lý Thành Ba nói, vậy ta đi về trước, ngày mai ngươi chừng nào thì trở về, ta tự mình tới đón ngươi. Hứa Thuần Lương nói, không cần, ta ngồi xe trở về. Lý Thành Ba cảm khái nói là huynh đệ thành thị, mọi người cộng đồng kiến thiết cấp quốc gia nghỉ phép khu, đến bây giờ song phương đều không có khai thông đường thuyền. Hứa Thuần Lương trong lòng hơi động, hôm nay liền phải đem chuyện này giải quyết. Lưu Đức Thuận cũng đi theo Lý Thành Ba cùng đi, thông qua chuyện này Hứa Thuần Lương thấy rõ Lưu Đức Thuận năng lực làm việc, người này đừng nhìn có biên chế còn không bằng Trương Hải Đào đâu, chờ hắn trở về liền đem Lưu Đức Thuận cho làm đi. Lương Hinh gọi điện thoại tới. Ngữ khí rõ ràng trở nên ôn nhu dễ thân, Hứa chủ nhiệm ngài tốt, ta là Lương Hinh. Hứa Thuần Lương nói, tiểu Lương A. Lương Hinh sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ ngươi chưa chắc lớn hơn ta đi, làm sao xưng hô như vậy ta. Bất quá nàng rất nhanh ý thức được người ta là thượng cấp đối hạ cấp xưng hô, nàng đêm nay chuyện ăn cơm nói cho Hứa Thuần Lương, còn nói cho hắn biết đã vì hắn sắp xếp xong xuôi gian phòng. Hứa Thuần Lương nhìn đồng hồ, nói cho Lương Hinh mình ban đêm chuẩn chút đến. Hứa Thuần Lương gọi xe thời điểm, một cỗ đã sớm dừng ở ven đường chờ khách xe taxi lái tới, lái xe quay cửa sổ xe xuống nói, đi chỗ nào a?
Hứa Thuần Lương đem địa điểm nói cho hắn biết, lái xe để hắn lên xe. Hứa Thuần Lương ở phía sau tòa ngồi xuống, trên đường hắn cho Phó Quốc Dân gọi điện thoại, đem sự tình xử lý tình huống đơn giản báo cáo một lần. Phó Quốc Dân cao hứng phi thường, hắn để Hứa Thuần Lương mượn cơ hội này cùng Tế Châu phương diện hảo hảo câu thông một chút. Nếu như mọi người có thể tại khai phát kiến thiết bên trong làm được lấy thừa bù thiếu, bù đắp nhau, như thế cũng tránh khỏi đối quốc gia tài nguyên lãng phí. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, phát hiện chung quanh trở nên có chút hoang vu, lập tức cảnh giác, hắn hướng tài xế nói, sư phó, ngài đây là hướng chỗ nào mở A? Tài xế nói, Thúy Hồ Nhã mở A, các người người bên ngoài không biết tình huống, lúc đầu đường ngay tại sửa đường không dễ đi. Hứa Thuần Lương nói, đã hiểu, người bên ngoài ngươi liền cho ta đường vòng. Hắn mở ra địa đồ nhìn thoáng qua, cái này có thể tha không gần, nghĩ không ra gặp được một vị hát cho thuê. Lái xe bỗng nhiên một cước đạp xuống phanh lại, Hứa Thuần Lương thân thể bởi vì quán tính xông về trước, hắn tranh thủ thời gian đỡ lấy phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng, người tài xế này có chút hổ. Lái xe bực tức nói, ngươi làm sao nói đâu, cái gì gọi là cho ngươi đường vòng. Hứa Thuần Lương nói, càng chạy càng xa còn không phải đường vòng. Tài xế nói, ngươi xuống xe ta còn không vui kéo ngươi đâu. Hứa Thuần Lương nói, có tin ta hay không khiếu nại ngươi. Đi khiếu nại thôi, ta không sợ, cùng lắm thì ông đây mặc kệ. Lái xe đẩy cửa xe ra đi xuống, Hứa Thuần Lương liền chưa thấy qua như thế đâm lông lái xe. Lái xe sau khi xuống xe, đột nhiên co cẳng liền hướng bên cạnh rừng cây chạy. Hứa Thuần Lương có chút mộng, về phần sợ thành cái dạng này sao? Lo lắng ta đánh ngươi à? Hứa Thuần Lương đẩy cửa xe ra đi xuống, phát hiện đoạn này đường phi thường hoang vu, chung quanh đừng nói xe, liền cái bóng người tử đều không có. Lúc này hắn nghe được kéo 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 công nông ba lượt thanh âm, ba chiếc công nông ba lượt từ trong rừng cây chui ra, mỗi chiếc xe bên trên đều ngồi 5-6 người. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, tổng cộng 17 cái. Hứa Thuần Lương xem xét liền hiểu, cái này mẹ nó là cái cục A, tài xế xe taxi kia từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm mình, chờ mình gọi xe thời điểm chủ động lái đi, đem mình dẫn tới nơi này, cái này 17 người đều là trước đó mai phục tốt. Hứa Thuần Lương không có lập tức liền chạy, chỉ là 17 cái có cái gì tốt sợ, hắn có đoạn thời gian không động tới tay, vừa vặn giãn gân cốt. Động thủ trước đó trước thu hình lại. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra đem chứng cứ trước vỗ xuống tới. Đến đây vòng vây hắn 17 người, cũng không nói nhảm, cô lấy các loại hung khí liền xuống xe, trong đó có gậy gỗ, có ống sắt, còn có xẻng, cầm đầu tóc hoa dâm nam tử trung niên chỉ vào Hứa Thuần Lương nói. Trộm cầu tặc, đánh hắn. Đây cũng là thông thường xáo lộ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, muốn sư xuất nổi danh liền phải cho mục tiêu nhân vật an bài một cái tội danh. Hứa Thuần Lương từ đầu tới đuôi cũng chưa từng thấy qua một con chó, làm sao lại thành trộm cẩu tặc. Bình thường gặp được loại tràng diện này, phản ứng tự nhiên là quay người đào tẩu, nhưng Hứa Thuần Lương không những không có chạy giặc mà dũng cảm hướng về kia giúp người vọt tới. Tại đám người kia xem ra người này là bị đánh tìm khiếu môn, chủ động chịu chết. Tại Hứa Thuần Lương xem ra, cái này 17 người là bị ngược mệnh, trước khi ăn cơm vừa vặn làm vận động nóng người, bắt người trước hết phải bắt ngựa. Bắt giặc trước bắt vua, Hứa Thuần Lương thẳng đến lấy cái kia dẫn đầu trung niên nhân đi. Một phơi đen nhánh tinh tráng tiểu tử cua côn sắt hướng Hứa Thuần Lương quét ngang mà đến, xuất thủ rất nhanh, nhưng Hứa Thuần Lương càng nhanh, không đợi hắn một côn này vung mạnh thực, một quyền đánh trúng vào hắn cằm, tướng tiểu tử 170 cân thân thể trực tiếp đánh bay đến giữa không trung. Hứa đại giáo chủ giết vào trận địa địch, như vào chỗ không người, quyền đấm cước đá, thoáng qua ở giữa đã đem 5 người đánh té xuống đất. Đối phương không thiếu nghiêm chỉnh huấn luyện người, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn cùng Hứa Thuần Lương căn bản không phải một cái ngang nhau cấp, dẫn đầu nam tử trung niên rất nhanh liền ý thức được điểm này, nhìn thấy Hứa Thuần Lương kinh người chiến đấu lực, đừng nói bọn hắn tới 17 người, coi như 70 người cũng không đủ hắn đánh. Hứa Thuần Lương một cước tướng một thể trọng chừng 200 cân mập mạp đạp ngã xuống đất, hắn cùng vị kia dẫn đầu trung niên nhân ở giữa đã lại không trở ngại. Trung niên nhân ứng biến cũng là cực nhanh. Lớn tiếng nói, mọi người dừng tay, có phải hay không sai lầm. Nói đều chưa nói xong, Hứa Thuần Lương đã vào tới trước mặt hắn, vung tay rút hắn một cái tát mạnh, không có lầm đánh chính là ngươi. Trung niên nhân bị rút đến nguyên địa chuyển hai vòng, biến thành thịt người con quay. Hứa Thuần Lương hao lấy trung niên nhân này cổ áo, chiếu vào hắn tả hữu mắt bang bang lại là hai quyền. Trung niên nhân trong lòng tự nhủ người này làm sao không nói võ đức, ngươi cũng đánh qua ta một to mồm.
ta cũng từ bỏ phản kháng, làm sao còn đánh. Người tuổi trẻ bây giờ làm sao một điểm quy củ đều không nói. Bất quá hắn phi thường rõ ràng hiện tại giảng quy củ vô dụng, người ta căn bản không để ý hắn. Trung niên nhân tuyệt đối có thể duỗi có thể khuất, chịu hai quyền, bị đánh cùng gấu trúc, thế mà còn có thể lộ ra tiếu dung, huynh đệ. Sai lầm, lầm. Hứa Thuần Lương mới mặc kệ hắn có phải hay không lầm, chiếu vào trung niên nhân uy hiếp lại là một quyền, trung niên nhân bị đánh đến thân eo cung xuống dưới, cùng giá con tôm, cảm giác trong bụng rời sông lấp biển, cũng nhanh phun ra kêu thảm nói, các huynh đệ. Hắn mang tới đám kia các huynh đệ bị đánh bại còn không có từ dưới đất bò dậy, còn có thể đứng, từng cái cua côn bổng, cùng Hứa Thuần Lương duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn, ai đều không phải người ngu, nhìn thấy Hứa Thuần Lương kinh người sức chiến đấu, đều rõ ràng mình xông đi lên cũng là bị đòn phần, bây giờ có thể không trốn đi, có thể vây quanh cho dẫn đầu tráng tăng thanh thế đã là giảng đủ đạo nghĩa giang hồ. Hứa Thuần Lương nhìn qua chung quanh đám kia miệng cọp gan thỏ ra hỏa, đánh đáy lòng muốn cười. Vẫn nộ quát, đem đường vòng lòng dạ hiểm độc lái xe giao ra đây cho ta. Nói xong chiếu vào trung niên nhân trên mặt lại quất một cái tát, trung niên nhân khổ không thể tả, người nhà tìm lòng dạ hiểm độc lái xe đánh ta làm gì đồ chơi. Hắn hiện tại thế mà quên bọn hắn đều là cùng một bọn sự tình. Hứa Thuần Lương nhìn thấy kia 200 cân mập mạp còn không có từ dưới đất bò dậy, chiếu vào hắn mông lớn chính là một cước, bị đá mập mạp 360 độ lăn lộn. Đám người này tất cả đều bị dọa. Cái này mẹ nó là cái sát thần a, sớm biết như thế khó giải quyết, cho bao nhiêu tiền cũng không thể tiếp việc này a. Hứa Thuần Lương chỉ vào đám kia ngốc như gà gỗ ra hỏa nói, còn mẹ nó không đi, ta đã báo cảnh sát, các ngươi đám này ngu xuẩn chờ lấy bị bắt a. Câu nói này thật đúng là linh, tại luật pháp làm kinh sợ, nghĩa khí giang hồ liền tính là cái gì chứ, liền trên mặt đất kia hơn 200 cân mập mạp đều nghe hiểu, từ dưới đất bò dậy, khập khiếng cũng không quay đầu lại chạy, những người khác cũng học theo. Mất một lúc liền chạy sạch sẽ. Hiện trường chỉ còn lại Hứa Thuần Lương cùng kia dẫn đầu trung niên nhân. Trung niên nhân phàn nàn một gương mặt mo, huynh đệ, ta là thật sai lầm. Trên bụng lại bị đánh một quyền, hắn tính minh bạch, người trẻ tuổi kia không tuân theo quy củ. Ai u, ngươi làm sao lại nắm lấy ta một người đánh, ta chính là đi theo tham gia náo nhiệt, ta đều nói nhận lầm người. Nói dối lại bị đánh một quyền. Trung niên nhân nói, ta sai rồi. Ngươi liền đừng đánh nữa, ta tay chân lẩm cẩm cũng không nhịn được đánh, ngươi nếu là đem ta làm hỏng, cảnh sát tới cũng phải truy cứu luật pháp của ngươi trách nhiệm. Hứa Thuần Lương cười nói, được a, ngươi thế mà còn hiểu điểm pháp luật. Trung niên nhân nói, pháp luật trước mặt người người bình đẳng. Hứa Thuần Lương nói một chút đi ngươi tên gì, ai phái ngươi tới, ngươi đám kia đồng đảng đều có ai. Ta gọi thôi thế vạn không ai phái ta tới, ta mất chó rồi, có người nói là ngươi trộm ta. Ai u, Hứa Thuần Lương điểm huyệt đạo của hắn, để hắn từ từ suy nghĩ, đi đến xe taxi kia bên cạnh, hướng Thôi Thế Vạn cười cười. Thôi Thế Vạn coi là Hứa Thuần Lương sơ sót, muốn nhân cơ hội đào tẩu, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều nhấc không nổi bước chân, lúc này hắn phương mới ý thức tới mình khả năng bị người ta chế trụ huyệt đạo, đi qua đều là tại tiểu thuyết bên trên nhìn thấy, không nghĩ tới thế mà thật phát sinh trên người mình. Hứa Thuần Lương hướng Thôi Thế Vạn cười cười. Hai tay nâng xe taxi cái bệ, song bàng dùng sức xe taxi kia bị hắn chậm rãi nâng lên. Thôi Thế Vạn đơn giản không thể tin tưởng con mắt của mình, cái này mẹ nó là người sao? Đơn giản liền là chiến thần, không được, quay đầu ta phải tìm họ Chu, công việc này phong hiểm quá lớn, đến thêm tiền. Hứa Thuần Lương tướng xe taxi xốc cái đáy chỉ lên trời, trở lại Thôi Thế Vạn bên người, tướng hai tay cặn dầu xóa đến Thôi Thế Vạn trên mặt, tổn thương không lớn vũ nhục tính cực mạnh. Bất quá Thôi Thế Vạn đã không quan tâm vũ nhục, hắn hiện tại còn lại chính là sợ hãi, đã triệt để bị Hứa Thuần Lương cường hãn phá vỡ ý chí, cười khổ nói ta sai rồi còn không được sao. Về sau ta cũng không dám lại gây ngài, ngài ra cái giá. Ngươi rất có tiền a. Thôi Thế Vạn lắc đầu, không có tiền, nhưng là ta nguyện ý bồi thường. Của đi thay người, chỉ cần đưa tiến cái này sát thần, xài bao nhiêu tiền hắn đều nguyện ý. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là lão hoạt đầu ta muốn cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Ngón tay tại Thôi Thế Vạn trên thân một điểm Thôi Thế Vạn thân thể trùng hoạch tự do. Thôi Thế Vạn thở dài nói, không phải ta không muốn nói, nhưng giang hồ có giang hồ quy củ, ta nếu là nói ra về sau còn thế nào tại trên đường hỗn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không cần phải nói, ta đến đoán, ta đoán sai ngươi liền lắc đầu. Thôi Thế Vạn trong lòng tự nhủ như thế có thể, đoán chừng ngươi đoán không đúng.
Chu Nghĩa Vũ. Thôi Thế Vạn ngây ngẩn cả người, ngọa tào, lợi hại a. Hắn do dự có phải hay không hẳn là lắc đầu, nhưng không chờ hắn lắc đầu đâu, Hứa Thuần Lương một cái tát tai liền đánh tới, đánh cho hắn mắt nổi đom đóm. Thôi Thế Vạn trong lòng cái này ủy khuất a, ta đều không có lắc đầu ngươi cũng quất ta. Đây là vì cái gì? Tại sao vậy? Hứa Thuần Lương nói, có biết hay không ta vì cái gì đánh ngươi? Thôi Thế Vạn mặt mũi tràn đầy ủy khuất, ta nào biết được a? Hứa Thuần Lương nói, người nghĩ lắc đầu, người nghĩ đối ta nói láo. Thôi Thế Vạn không ngừng kêu khổ, ta không có lắc đầu. Kia chính là ta đoán đúng rồi. Thôi Thế Vạn nhìn qua Hứa Thuần Lương khóc không ra nước mắt, mặc kệ là văn kiện đến võ, người ta đều muốn thắng qua mình vô số lần, mình làm sao lại tiếp như thế cái không may việc phải làm. Hứa Thuần Lương nói, người không cần sợ, ta sẽ không cùng ngươi so đo, sự tình hôm nay liền đương chưa từng xảy ra. Ta cũng không ngay lập tức sẽ tìm Chu Nghĩa Vũ suối quẩy. Thôi Thế Vạn trong lòng buông lỏng, nếu như vậy, mình bán Chu Nghĩa Vũ sự tình còn sẽ không bại lộ. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, ta vội vàng đi Thúy Nhã Hồ bờ ăn cơm, nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, người an bài một chiếc xe đem ta đưa qua. Thôi Thế Vạn hiện tại đối Hứa Thuần Lương là không có biện pháp nào, đã không có năng lực phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, không bao lâu một cô A không lái tới, lái xe chính là vừa vừa cái kia hơn 200 cân mập mạp. Tiểu mập mạp cũng là bốc lên bị đánh nguy hiểm lái xe tới, nhìn thấy Hứa Thuần Lương ôm Thôi Thế Vạn bả vai đi tới, đơn giản không thể tin tưởng con mắt của mình, một chốc lát này liền hóa thủ thành bạn rồi. Hứa Thuần Lương nói, thôi ca, chúng ta thật sự là lũ lụt chìm miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà, nói sớm A. Thôi Thế Vạn năng lực ứng biến cũng phi thường xuất chúng, hiện lấy một trương gấu trúc mặt, ta nào biết được là ngài a, huynh đệ, về sau Tế Châu có chuyện gì ngươi một mực tìm ta. Nói ra câu nói này về sau, ngay cả mình đều cảm thấy thẹn đến hoảng, mình có thể giúp người dụng cụ a. Người ta muốn đánh người thời điểm mình đưa tới cửa đương bao cát. Tiểu mập mạp không hiểu ra sao, không phải hắn không rõ, thế giới này biến hóa quá nhanh. Thôi Thế Vạn an bài tiểu mập mạp lái xe đem Hứa Thuần Lương mang đến Túy Nhã Hồ bờ, lúc đầu Thôi Thế Vạn còn lo lắng Hứa Thuần Lương báo cảnh truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, nhưng nhìn đến Hứa Thuần Lương cũng không có phương diện này ý tứ mới yên lòng mặc dù chịu bỗng nhiên đánh, cũng coi là tránh thoát một kiếp, về sau tiếp sống nhất định phải điều tra rõ ràng đối tượng, Hứa Thuần Lương loại này liền tuyệt không thể gây, cho bao nhiêu tiền cũng không thể làm. Hứa Thuần Lương tại Túy Nhã Hồ dưới bờ xe, Thôi Thế Vạn cung cung kính kính đưa tiễn xe. Chỉ sợ cái nào điểm làm không chiếm được, lại gây vị này ôn thần không cao hứng. Hứa Thuần Lương khoát tay áo nói, trở về đi, về sau có chuyện ta sẽ liên lạc lại ngươi. Thôi Thế Vạn liên tục gật đầu, trong lòng kêu khổ thấu trời, ngươi đừng tìm ta, ngươi tuyệt đối đừng tìm ta, chúng ta tốt nhất vĩnh viễn không thấy. Đưa mắt nhìn Hứa Thuần Lương vào quán rượu đại môn, Thôi Thế Vạn mới dám lên xe, để tiểu mập mạp tranh thủ thời gian lái xe rời đi. Tiểu mập mạp cảm thấy lẫn lộn nói, thôi thúc, ngài cùng hắn quan hệ thế nào? Thôi Thế Vạn vốn định mắng hắn xen vào việc của người khác, nhưng nghĩ lại còn phải mạo xưng là trang hảo hắn ấy. Ta dì hai mợ ba cùng mẹ nhà hắn nhị thúc là thân thích. Dì hai mợ ba cùng mẹ nhà hắn nhị thúc, đó không phải là nói các ngươi là thân thích. Nói nhảm, đây không phải là lũ lụt chìm miếu Long Vương. Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Hứa Thuần Lương đi vào khách sạn đại đường. Lương Hinh đã đang chờ hắn. Nhìn ra được Lương Hinh tỉ mỉ cách ăn mặc qua, kỳ thật nàng tư sắc cũng chính là trung thượng, nữ nhân như vậy là nhập không được Hứa Thuần Lương pháp nhãn. Bởi vì đã biết trong đó đạo đạo, Lương Hinh đối Hứa Thuần Lương thái độ cũng tới cái 180 độ lớn dễ ngoặt, hướng Hứa Thuần Lương điềm điềm cười nói, Hứa chủ nhiệm, ngài làm sao mới đến a? Hứa Thuần Lương cười nói, không có ý tứ, trên đường gặp được một ít chuyện, cho nên chỉ hoãn trong chốc lát. Làm sao không chào đón ta? Lương Hinh cười nói, hoan nghênh, Lục chủ nhiệm đã đến, ngài mời. Nàng nhìn một chút Hứa Thuần Lương sau lưng, vốn cho rằng Hứa Thuần Lương sẽ mang những người khác tới, hiện tại xem ra hắn là một mình dự tiệc, kỳ thật dạng này tốt nhất, bọn hắn bên này cũng chỉ có Lục Vân Kỳ cùng nàng, chủ yếu là đáy lòng có quỷ, lo lắng Hứa Thuần Lương vạn nhất đem chuyện của bọn hắn bày ra trên mặt bàn. Đẩy ra nhã thủy các cửa phòng, Lục Vân Kỳ mỉm cười đứng dậy đón lấy. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương, nhanh đi vài bước, cầm Hứa Thuần Lương tay, Hứa chủ nhiệm, hoan nghênh a. Hứa Thuần Lương cười nói, vừa mới Lương chủ nhiệm đã đại biểu ngài hoan nghênh qua.
Một câu uyển chuyển chỉ ra quan hệ giữa hai người, Lục Vân Kỳ thầm than thanh này chui là bị người ta triệt để bắt lấy, vẫn còn may không phải là một tòa thành thị, không phải về sau liền phiền toái. Mời Hứa Thuần Lương ngồi xuống, Lương Hinh để phục vụ viên mang thức ăn lên khui rượu, đêm nay rượu dùng đến là Phi Thiên Mao Đài. Hứa Thuần Lương cố ý nói, tiêu chuẩn không thấp a. Lục Vân Kỳ giải thích nói, tối nay là ta tư nhân mở tiệc chiêu đãi, chúng ta không nói công vụ, chỉ nói tình cảm huynh đệ. Hắn cùng Hứa Thuần Lương có cái rắm tình cảm huynh đệ, đây là bị người ta bắt lấy bím tóc, nghĩ muốn lấy lòng người ta, chỉ có để Hứa Thuần Lương thư thản, mới có thể bảo vệ hắn cùng Lương Hinh ở giữa bí mật. Lục Vân Kỳ cũng phân tích qua, mình cùng Lương Hinh sự tình cùng Hứa Thuần Lương không có bao nhiêu lợi hại quan hệ, tin tưởng Hứa Thuần Lương sẽ không làm hại người không lợi mình sự tình. Vài chén rượu hạ đỗ, bầu không khí cũng biến thành hòa hài rất nhiều, Lục Vân Kỳ hỏi Hứa Thuần Lương chuyện bên kia phải chăng đã được đến thuận lợi giải quyết, kỳ thật hắn trước đây đã tìm ngành tương quan xác minh qua, tạm giam người cùng thuyền đều thả, mặc dù ở giữa quá trình có chút không thoải mái nhưng tổng thể không có náo ra cái gì đường rẽ, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này đều là bởi vì chúng ta song phương khuyết thiếu câu thông đưa tới. Ta đề nghị về sau chúng ta song phương muốn chân chính thành lập được thông suốt câu thông cơ chế, phòng ngừa chuyện giống vậy phát sinh. Hứa Thuần Lương liền lời nói khách sáo đều không nói, đừng nhìn ngươi Lục Vân Kỳ cuối cùng ra mặt đem sự tình giải quyết, chuyện này chính là bởi vì ngươi mà lên, chụp ta người, cũng không thể ta còn phải hướng ngươi nói tạ ơn. Lục Vân Kỳ nói, Hứa chủ nhiệm cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, kỳ thật đi qua chúng ta liền từng có phương diện này ý nghĩ. Thế nhưng là một mực không rõ ràng cùng các ngươi bên kia vị kia người phụ trách liên hệ, cạo đầu gánh một đầu nóng là vô dụng a. Hắn đơn thuần trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đi qua đông phụ trách cái này một chuyện vụ chính là Phạm Lý Đạt. Phạm Lý Đạt không phải không cùng bọn hắn tiếp xúc qua, là bọn hắn biểu hiện được không có chút nào tích cực, hiện tại ngược lại chỉ trích Đông Châu Phương một công việc không tích cực, giống như hắn rất chủ động giống như. Hứa Thuần Lương cười nói, Lục chủ nhiệm nói đúng, loại chuyện này liền phải ngươi tình ta nguyện. Một cây làm chẳng nên non ngươi nói có đúng hay không? Hắn thuận tiện nhìn Lương Hinh một chút. Lương Hinh ra mặt phát nhiệt, cái này Hứa Thuần Lương thật là không phải thứ gì, một chút mặt mũi cũng không cho người lưu, cái này không nói rõ là ở bên trong hàm hai người bọn họ. Lục Vân Kỳ mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, Đông Châu bên kia cán bộ hắn cũng tiếp xúc qua mấy cái, giống Hứa Thuần Lương khó đối phó như vậy thật đúng là không thấy nhiều, đừng nói từ Hứa Thuần Lương trên thân tham. Có thể hầu hạ tốt vị gia này để hắn đừng đem bí mật của mình cho tung ra đều là vạn hạnh, lặng lẽ hướng Lương Hinh đưa cái ánh mắt. Dù sao cũng là xâm nhập câu thông qua chiến hữu, hai người vẫn còn có chút ăn ý, Lương Hinh lập tức minh bạch hắn ý tứ, bưng ly rượu lên nói, Hứa chủ nhiệm hôm nay là ta thái độ không tốt, ngài nhưng tuyệt đối không nên so đo. Hứa Thuần Lương cười ha ha, cùng Lương Hinh đụng đụng chén rượu, tướng rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Con người của ta có cái ưu điểm chưa từng cùng mỹ nữ sinh khí. Nữ nhân đều là thích người khác tán dương mình, Lương Hinh đương nhiên cũng không ngoại lệ, nghe được Hứa Thuần Lương nói như vậy, tâm tình lập tức giãn ra rất nhiều, cười giúp Hứa Thuần Lương đem rượu rót đầy, ta cũng không phải cái gì mỹ nữ Hứa chủ nhiệm tuấn tú lịch sự, có bạn gái hay không, có muốn hay không ta tại Tế Châu giúp ngươi tìm kiếm một cái. Nàng cũng không phải là đồ đần biết vị này sát tinh đắc tội không được, chỉ có bồi tiếp cẩn thận cùng hắn rút ngắn quan hệ. Giúp đỡ giới thiệu đối tượng chỉ là sáng tạo chủ đề, bình thường tới nói loại này khóa tỉnh dị địa kéo lang phối đều không đáng tin cậy. Lục Vân Kỳ nói, người ta Hứa chủ nhiệm còn cần ngươi giới thiệu, ta nhưng nghe nói, Hứa chủ nhiệm có bạn gái. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Lục Vân Kỳ nói, Lục chủ nhiệm điều tra ta rồi. Lục Vân Kỳ nội tâm hơi hồi hộp một chút, ta nói thế nào khoan khoái miệng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Lục Vân Kỳ đều bị Hứa Thuần Lương uy hiếp thành cái dạng này. Nếu là không chủ động điều tra một chút hắn tình huống cũng quá nói bất quá đi, kỳ thật Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết sự tình không phải bí mật, phàm là tìm Hồ Sơn Trấn người quen hỏi thăm một chút, đều biết Hứa Thuần Lương cùng vị này trước Hồ Sơn Trấn nữ trưởng trấn quan hệ. Lục Vân Kỳ nhìn thấy Hứa Thuần Lương nhạy cảm như vậy, tranh thủ thời gian giải thích, ta tại Hồ Sơn Trấn cũng là có mấy cái bằng hữu. Hứa Thuần Lương biểu lộ lạnh nhạt nói, ồ, nói nghe một chút, nhìn xem có hay không ta biết. Lục Vân Kỳ cười nói, không đề cập tới cũng được. Còn tốt Hứa Thuần Lương không có tiếp tục truy vấn. Lương Hinh phát giác không khí có chút hạ nhiệt độ, tranh thủ thời gian cho Hứa Thuần Lương mời rượu. Hứa Thuần Lương ai đến cũng không có cự tuyệt, lại làm hai chén rượu nói, Lục chủ nhiệm, ta cảm thấy hai chúng ta hợp tác cần phải tăng cường. Kia là đương nhiên.
Hứa Thuần Lương nói, Đông Châu cùng Tế Châu là láng giềng, ai cũng chuyển không đi, chúng ta không phải làm là cạnh tranh quan hệ lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, nhất là Nguy Sơn Hồ ven bờ, chúng ta đều đang phát triển Nguy Sơn Hồ du lịch, nước nhà lại đem chúng ta hoạch tại một quốc gia cấp nghỉ phép trong vùng, mục đích đúng là muốn chúng ta tài nguyên cùng hưởng lấy thừa bù thiếu, lẫn nhau thành tựu. Lục Vân Kỳ nghe hắn đột nhiên hát lên cao điệu còn có chút không thích ứng, nhưng là cẩn thận một suy nghĩ người ta nói đến cũng không tệ. Cho nên chỉ có thể phối hợp tính gật đầu, nói đúng. Hứa Thuần Lương nói, lúc trước hai thị thành lập bộ chỉ huy chính là muốn tại hai thị ở giữa thành lập trực tiếp phương thức câu thông, để chúng ta có thể trước tiên giải đối phương quy hoạch kiến thiết tình huống, phòng ngừa đầu tư lãng phí, nếu như xuất hiện vấn đề, có thể trước tiên giải quyết vấn đề. Theo ta được biết, đi qua vấn đề xuất hiện cũng không ít, hôm nay xem như hai chúng ta thị bộ chỉ huy lần thứ nhất liên thủ giải quyết vấn đề, cũng coi là song phương hợp tác mở một cái tốt đầu. Lục chủ nhiệm, chúng ta nổ một bình. Hứa Thuần Lương trực tiếp xốc lên trước mặt phân đồ uống rượu. Lục Vân Kỳ xem như đã nhìn ra, con hàng này là cái hải lượng, kỳ thật hắn cũng có một cân rượu lượng, tăng thêm Lương Hinh nửa cân, hơn phân nửa tràng diện đều có thể ứng phó, nhưng nhìn Hứa Thuần Lương khí thế, chỉ ít một cân. Dứt bỏ lập trường không nói, ngay trước Lương Hinh bột Lục Vân Kỳ cũng không thể nhận sợ, hắn cũng bưng lên phân đồ uống rượu cùng Hứa Thuần Lương làm một bình. Hứa Thuần Lương uống xong mặt không đổi sắc, Lục chủ nhiệm, ta có một ý tưởng, vì từ trên căn bản ngăn chặn hôm nay loại hiện tượng này phát sinh, chúng ta là không phải hẳn là thành lập một cái liên hợp trên nước trị an quản lý chi đội, chung cùng ứng đối cùng loại vấn đề. Lục Vân Kỳ trong lòng tự nhủ ngươi nói dễ, làm nhưng cũng không dễ dàng, cần tầng tầng phê duyệt, tốt thì tốt, bất quá chuyện này ta không làm chủ được, cần bẩm báo, lãnh đạo cấp trên đồng ý mới được. Hứa Thuần Lương nói, dùng chính thức nhân viên đương nhiên muốn đi chương trình, từng tầng phê duyệt, nhưng là nếu như chúng ta dùng cộng tác viên đâu? Cộng tác viên dùng tốt tuyệt đối có thể đỉnh đại tác dụng, lâm thời hai chữ này bản thân liền bao hàm sự không chắc chắn cùng lượn vòng chỗ trống, cộng tác viên chẳng những có thể lấy gánh chịu cùng biên chế nhân viên một dạng công việc, thời khắc mấu chốt còn có thể lấy cõng nồi, trọng yếu nhất là cộng tác viên phân công bên trên vô cùng linh hoạt, không cần trải qua thượng cấp bộ môn tầng tầng phê duyệt. Lục Vân Kỳ cười nói, vẫn là Hứa chủ nhiệm biện pháp nhiều. Hứa Thuần Lương nói, cũng là vì công việc, gặp được chướng ngại, chúng ta không có năng lực lập tức thanh trừ thời điểm liền đi vòng qua, người nói đúng hay không? Lục Vân Kỳ liên tục gật đầu, hướng Lương Hinh nói, tiểu Lương A, về sau ngươi đến hướng Hứa chủ nhiệm nhiều hơn học tập, nhìn xem người ta cái này tư tưởng cảnh giới, kỳ thật lấy tuổi của hắn là có tư cách nói loại lời này, nhưng là thả vào hôm nay loại trường hợp này có chút khó chịu. Quả nhiên. Lập tức liền tao ngộ Hứa Thuần Lương phản kích, Lục chủ nhiệm có hài tử sao? Lục Vân Kỳ trong nháy mắt lúng túng, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, ngươi liền không thể ăn chút thiệt thòi, ta cũng không phải ác ý, ngươi giải đọc có vấn đề. Lục Vân Kỳ vẫn chưa trả lời đâu, Lương Hinh giúp đỡ trả lời, có cái nam hài, 10 tuổi, thật thông minh. Hứa Thuần Lương từ Lương Hinh trong lời nói nghe được mấy phần oán nghiệp, chẳng lẽ lại Lương Hinh đối Lục Vân Kỳ còn là chân ái? Suy nghĩ muốn cho người ta nhi tử đương mẹ kế. Lục Vân Kỳ nói, coi như hiểu chuyện. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Lục chủ nhiệm ta vừa rồi đề nghị ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, rất tốt, Lục Vân Kỳ có chút không thích ứng Hứa Thuần Lương loại này chợt trái chợt phải phương thức nói chuyện. Hứa Thuần Lương nói, đã ngươi cảm thấy tốt, vậy chúng ta coi như định ra tới, quay đầu ta liền tay làm chuyện này, các ngươi bên này cũng tranh thủ thời gian tuyển chọn nhân viên, tận lực chọn lựa một chút hình tượng tốt. Nhân phẩm tốt cao tố chất nhân viên, tốt nhất có thể đại biểu hai thị hình tượng, biểu hiện ra Nguy Sơn Hồ du lịch hình tượng. Lục Vân Kỳ bị Hứa Thuần Lương làm cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cái này định, con hàng này có phải hay không nói mạnh miệng, lãnh đạo ý kiến đều không tôn trọng sao. Nhưng sự tình đã nói tới mức này, cũng không tốt bác bỏ, hướng Lương Hinh nói, tiểu Lương A, ngươi nhớ kỹ, ngày mai cầm tới nội bộ trong hội nghị thảo luận một chút. Hứa Thuần Lương cũng không có buộc hắn hiện tại liền đánh nhịp định án, tiếp tục nói, ta tới qua hai lần Tế Châu, phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Lục Vân Kỳ cười nói, mời nói. Hứa Thuần Lương nói, Đông Châu cùng Tế Châu cách gần như vậy, nhưng là song phương giao thông cũng không tiện, không có đường sắt cao tốc tương thông, đương nhiên đây là quốc gia quy hoạch phương diện sự tình, chúng ta không quản được. Lục Vân Kỳ nói, Tế Châu là có đường sắt cao tốc đứng, bất quá rời xa nội thành. Nhưng là có đường cao tốc A, lái xe thật mau. Hứa Thuần Lương nói, Nguy Sơn đảo cùng Tế Châu gần như vậy thế mà không có phà, bình thường trên đảo dân chúng nghĩ đến Tế Châu,
trước hết đi thuyền đi Cổ Tuyền Trấn hoặc Nguy Sơn huyện, sau đó từ nơi đó lại chuyển đổi phương tiện giao thông mới có thể đến Tế Châu, cái này một vòng dày vò xuống tới không có 2 giờ là không thể nào, cái này còn không có tính ở giữa chờ đợi thời gian. Lương Hinh nói, ta đi qua một lần Nguy Sơn đảo là ngồi thuyền đi, không có phiền toái như vậy à. Lục Vân Kỳ nhìn nàng một cái, nữ nhân này sức hiểu biết có vấn đề, người ta nói là giao thông công cộng, người thừa cano vậy cũng không tính. Hứa Thuần Lương nói, Lục chủ nhiệm, vì Nguy Sơn hồ du lịch phát triển, vì quán triệt quốc gia phương diện chiến lược quy hoạch, chúng ta là không phải trước tiên đem phà cho khai thông, xa không nói, trước tiên đem Nguy Sơn đảo cùng Thái Bạch Hoa đường thuyền đả thông, để song phương dân chúng có thể tự do vãng lai, đây cũng là một kiện tiện cho dân biện pháp, người nói có đúng hay không? Lục Vân Kỳ trong lòng tự nhủ cái này đường thuyền vì cái gì không có khai thông, không phải là không có luận chứng qua, là bởi vì cấp trên cân nhắc đến một khi khai thông đường thuyền, chúng ta Tế Châu sẽ cho Nguy Sơn đảo liên tục không ngừng đưa vào khách hàng, các người Nguy Sơn đảo mới nhiều ít người, bọn hắn có thể lớn bao nhiêu tiêu phí năng lực, có thể cho chúng ta mang đến nhiều chỗ cực tốt. Chúng ta dựa vào cái gì muốn cho các người chuyển vận khách hàng? Hứa Thuần Lương nói, ngắn hạn đến xem, khả năng Nguy Sơn đảo chiếm một chút lợi lộc. Nhưng là từ trường kỳ đến xem, là song phương đôi bên cùng có lợi hành vi, mà lại loại này lưu thông có thể vì song phương du lịch thêm điểm, mắt thấy chính là du lịch mùa thịnh vượng. Lục chủ nhiệm, chúng ta không ngại trước làm thí nghiệm, thử một chút khai thông một đầu lâm thời đường thuyền, nhìn xem đối lẫn nhau du lịch có hay không xúc tiến, nếu như không có, chúng ta tùy thời có thể lấy tướng đầu này lâm thời đường thuyền cho dừng hết. Lại là lâm thời, Lục Vân Kỳ âm thầm cười khổ, tiểu tử này mưu ma trước quỷ thật đúng là không ít. Bất quá khai thông lâm thời đường thuyền cũng dính đến rất nhiều bộ môn, hắn đem tình huống hiện thật nói một lần. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng Lục Vân Kỳ nói đều là hiện thực, cho nên hắn mới có thể từ lâm thời góc độ xuất phát, cộng tác viên như thế, lâm thời đường thuyền cũng là như thế, lâm thời đường thuyền thậm chí có thể từ Nguy Sơn đảo đơn phương mở thông, Lục Vân Kỳ chỉ phải chịu trách nhiệm thuyết phục Tế Châu phương diện đồng ý là được. Theo hai người đối công tác nghiên cứu thảo luận, Lục Vân Kỳ bên trong an lòng rất nhiều. Hắn có thể xác định, Hứa Thuần Lương trong ngắn hạn chắc chắn sẽ không bắt hắn cùng Lương Hinh sự tình làm văn chương. Hắn ngạc nhiên phát hiện tiểu tử này lại là cái xử lý hiện thực người, đối với chăm chú đối đãi công tác người Lục Vân Kỳ cũng là tôn trọng, huống chi người này hắn không thể trêu vào, lúc này biểu thị mình sẽ hết sức thúc đẩy Hứa Thuần Lương đề nghị. Ban đêm bữa cơm này ăn đến tổng thể coi như vui sướng, hết thảy uống hai bình rượu. Lục Vân Kỳ bội phục Hứa Thuần Lương tử lượng đồng thời cũng đối tiểu tử này năng lực làm việc có khắc sâu hơn nhận biết. Đêm đó Hứa Thuần Lương liền ở tại Thúy Nhã Hồ Bờ, tất cả mọi thứ đều là Lục Vân Kỳ sắp xếp xong xuôi. Hứa Thuần Lương tắm rửa về sau thời gian còn sớm, hắn lại cho Tần Chính Dương gọi điện thoại, hồi báo một chút mình tại Tế Châu bên này công việc tiến triển. Tần Chính Dương nghe nói hắn hai cái đề nghị, nhịn không được cho hắn phát nước lạnh, trên nước chỉ an liên hàng ngược lại là có khả năng. Nhưng là cái này khai thông đường thuyền trên cơ bản không có bất kỳ cái gì hy vọng, đi qua Hồ Sơn Trấn chính phủ không phải không nghĩ tới, nếu như có thể khai thông Nguy Sơn đảo đến Tế Châu đường thuyền, rút ngắn thông tàu thuyền khoảng cách, có trợ giúp song phương giao lưu chỉ là mặt ngoài hiện tượng, chân chính đạt được lợi ích vẫn là Nguy Sơn đảo, dạng này liền có thể triệt để đả thông Tế Châu du lịch thị trường. Tế Châu du khách có thể dễ dàng hơn đi vào ở trên đảo du ngoạn. Về phần Nguy Sơn đảo đi Tế Châu tiêu phí quần thể cơ hồ có thể không cần tính. Đến một lần Nguy Sơn đảo ít người, kinh tế không phát đạt, thứ hai, người trên đảo trên cơ bản mua sắm du lịch đều chọn kinh tế càng thêm phát đạt Đông Châu. Tế Châu phương diện chậm chạp không có khai thông tiến về Nguy Sơn đảo đường thuyền cũng là bởi vì người ta nhìn thấu đầu này đường thuyền tốn công mà không có kết quả, thuộc về đơn phương nhường lợi. Tốn công mà không có kết quả sự tình đồ đần mới có thể làm, cho nên Tần Chính Dương cho rằng không có hy vọng cũng phù hợp đa số lòng người. Hứa Thuần Lương lại cho rằng sự do người làm, cái gì đơn phương nhường lợi chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng, không có thay đổi áp dụng ai cũng không biết về sau sẽ hướng phương hướng nào phát triển. Lâm thời hai chữ này bản thân liền có thử lỗi thành phần ở bên trong, nếu như hai chuyện này cũng có thể trở thành công, bản thân chẳng khác nào tướng công việc đẩy về phía trước tiến vào một bước dài. Tần Chính Dương mặc dù không coi trọng Hứa Thuần Lương nói lên hai cái đề nghị, nhưng là hắn đối Hứa Thuần Lương lần này công việc thành tích vẫn là đưa cho đầy đủ tán thành. Nếu như không phải Hứa Thuần Lương xuất mã, bị chụp nhân viên cùng thuyền không có dễ dàng như vậy bị thả lại đến, mặc dù Lý Thành Ba năng lực làm việc cũng không kém, nhưng là loại này vượt khu vực rắc rối phức tạp mâu thuẫn, hắn cũng bản sự giải quyết tốt, còn phải là Hứa Thuần Lương, cho nên Tần Chính Dương mới giúp lấy Lý Thành Ba chi chiêu.
Hứa Thuần Lương lòng dạ biết rõ, lần này phiền phức là Tần Chính Dương giao cho mình, nhưng đã tiếp xuống cũng xử lý tốt, hiện tại cũng không cần phải điểm phá. Hai người hàn huyên hơn 10 phút, trên cơ bản đã định tương lai Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia nghỉ phép khu trên nước liên hợp trị an quản lý chi đội, Từ Văn Lữ cục phương diện phụ trách tổ kiến, cái này kỳ thật sẽ chờ cho Tần Chính Dương ngầm đồng ý tướng phái ra chỗ trên nước đội tuần tra bộ phận quyền lực chuyển giao cho Văn Lữ cục, đây cũng là không lấy hắn ý chí là chuyển di. Nếu như Tế Châu phương diện đồng ý Hứa Thuần Lương đề nghị này, trên nước tuần tra hợp tác phương chỉ có thể là Đông Châu Văn Lữ Cục. Người ta mới là ngang nhau đơn vị, không thể nào là Hồ Sơn Trấn Chính Phủ. Khai thông lâm thời đường thuyền sự tình, từ Tần Chính Dương hướng thượng cấp bộ môn đánh báo cáo cũng cân đối các mặt quan hệ. Hai người trò chuyện thời điểm, có điện thoại gọi tới, Hứa Thuần Lương thẳng đến cùng Tần Chính Dương nói xong, lúc này mới trở về điện thoại, nhưng điện thoại đánh tới đối phương lại tắt máy. Không bao lâu lại có một cái xa lạ điện thoại đánh tới, kết nối về sau phát hiện là Lưu Hải Dư. Lưu Hải Dư thừa nhận cú điện thoại mời vừa rồi kia cũng là hắn đánh tới, hỏi Hứa Thuần Lương sự tình làm được thế nào. Hứa Thuần Lương đối lão Lưu Trường Nghĩa tương trợ biểu thị cảm tạ, thuận tiện nhắc lên hôm nay Chu Nghĩa Vũ tìm Thôi Thế Vạn mai phục chính mình sự tình. Lưu Hải Dư nghe được chuyện này tại đầu bên kia điện thoại liền không nhịn được cười ra tiếng. Hứa Thuần Lương phàn nàn nói, lão Lưu A. Người có người hay không tính, ta bị người cản đường mai phục, người thế mà cười trên nỗi đau của người khác. Lưu Hải Dư nói, người khác không rõ ràng ta còn có thể không rõ ràng, tiểu tử ngươi còn có thể ăn phải cái lỗ vốn. Cuối cùng xui xẻo khẳng định là bọn hắn. Hứa Thuần Lương nói, cái này Chu Nghĩa Vũ có chút phách lối a. Lưu Hải Dư nói, người này hữu dũng vô mưu không đáng để lo, có muốn hay không xuất ngụm ác khí. Hứa Thuần Lương vui vẻ lên. Nếu không tại sao nói chúng ta mới là hảo huynh đệ đâu? Lưu Hải Dư nói, người đến Tế Châu Cổ Thành, ta tại Mỹ vị Sa Oa cư chờ ngươi. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, người tại Tế Châu A. Nói nhảm, Tế Châu là căn cứ của ta địa, ta không ở nơi này đi chỗ nào. Hứa Thuần Lương nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, một lần nữa mặc quần áo tử tế, đánh chiếc xe thẳng đến Tế Châu Cổ Thành, đi vào Lưu Hải Dư hẹn gặp mặt hắn Sa Oa cư, lại không nhìn thấy Lưu Hải Dư. Sa Oa cư không lớn, chỉ có một cái gầy tử ở bên trong ăn cơm. Hứa Thuần Lương cùng cái này người gầy là gặp mặt qua, hắn cùng Lưu Hải Dư đi Thái Bạch chợ quỷ thời điểm chính là người gầy phụ trách đưa đón, cái này người gầy là cùng Lưu Hải Dư cùng một bọn. Người gầy nhìn thấy Hứa Thuần Lương, nhếch miệng hướng hắn cười cười, lộ ra một viên răng vàng, hô cùng một chỗ ăn chút gì. Hứa Thuần Lương tại hắn đối diện ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn hai cái nồi đất đều ăn không sai biệt lắm. Bên trong chỉ còn lại nước canh, người gầy chính lay lấy cơm, trên bàn cũng không cái khác bát đũa, chứng minh người gầy là một người ăn cơm, Hứa Thuần Lương biểu thị mình nếm qua, thấp giọng nói, lão Lưu đâu? Người gầy nói, hắn không tại, để cho ta tới dẫn đường cho ngươi. Hứa Thuần Lương thầm mắng, Lưu Hải Dư cái lão hoạt đầu lại lừa bịp chính mình. Người gầy đem còn lại chiếc kia cơm lay xong, đứng lên nói, chúng ta đi bộ một chút. Hứa Thuần Lương đi theo người gầy rời đi Sa Oa cư, hai người đi tại cổ thành già trên đường, trải qua Bác Cổ Hiên thời điểm, người gầy dừng bước, hướng Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, nhận biết nơi này sao? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Bác Cổ Hiên là thị Thái Bình Vật Nghiệp, bất quá lần trước đến thời điểm Bác Cổ Hiên liền đã đóng cửa ngừng kinh doanh, từ tình huống bên ngoài đến xem Bác Cổ Hiên vẫn là cái dạng kia, trên cửa chính lấy khóa dán ngừng kinh doanh thông cáo. Người gầy nói, chính cửa đóng, nhưng là có hậu cửa. Thì Thái Bình gần nhất đều ở chỗ này. Hứa Thuần Lương nói, người đem ta đưa đến nơi này có mục đích gì? Lão Hải chính là để cho ta đem ngươi mang đến nơi đây, cái khác cũng không có giao cho ta, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Người gầy ngáp một cái, liền muốn rời khỏi đi ngủ, trước khi rời đi lấp một cái túi nhựa cho Hứa Thuần Lương, nhắc nhở hắn nói, đừng quên chụp ảnh. Hứa Thuần Lương cho là hắn cuối cùng câu nói này mới là mấu chốt, cũng không có bắt lấy người gầy truy vấn ngọn nguồn. Chờ người gầy rời đi về sau, mở ra túi nhựa, phát hiện bên trong có một đỉnh nón xanh, vẫn là lần trước đi Thái Bạch chợ quỷ mang qua kia đỉnh. Hứa Thuần Lương kém chút không có cười ra tiếng, cái này Lưu Hải Dư thật sự là có một bộ, đây là trêu đùa ta còn là nhắc nhở ta muốn ẩn tàng thân phận chân thật. Còn có một đài máy chụp ảnh. Hứa Thuần Lương nhìn chung quanh một chút lách mình tiến vào hẻm nhỏ, đi vòng đến Bác Cổ Hiên cửa sau khi thấy cửa ngừng lại một cỗ mông lớn còn khốc. Trong xe không ai, từ trong sức đến xem hẳn là nữ nhân mở. Cửa sau khóa trái từ khe cửa hướng bên trong nhìn lại nhìn thấy bên trong có gian phòng đèn sáng.
Hứa Thuần Lương chính suy nghĩ có phải hay không leo tường vào xem thời điểm, nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập, hắn tranh thủ thời gian trốn đi, lúc này nhìn thấy một đám người hướng bên này đi tới. Một người cầm đầu chính là Chu Nghĩa Vũ, bên cạnh đi theo mấy cái hẳn là Chu Nghĩa Vũ giúp đỡ, từng cái lòng đầy căm phẫn. Chu Nghĩa Vũ nhìn thấy chiếc xe kia cúi đầu nhìn một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ nó. Chu Nghĩa Vũ đi vào cửa chuẩn bị trước đạp cửa, bất quá hắn lại sợ đánh thức người ở bên trong, hướng đám người phất phất tay, lưu lại hai người giữ vững cửa sau, những người khác đi theo hắn leo tường tiến vào bác cổ hiên. Hứa Thuần Lương nhiều ít xem hiểu một chút tình huống, cái này tựa như là đến bắt gian, chẳng lẽ thì Thái Bình đem Chu Nghĩa Vũ nữ nhân cho ngủ. Hứa đại giáo chủ trong nội tâm bát quái chi hỏa bắt đầu cháy hừng hực, Lưu Hải Dư a Lưu Hải Dư, ngươi nhưng quá thiếu đạo đức, gọi ta tới nhìn loại tràng diện này. Hứa Thuần Lương lặng lẽ lui ra phía sau, hắn lựa chọn từ mặt khác một bên bò lên trên bác cổ hiên nóc nhà, hôm nay nhất định phải tới cái cùng đập, không biết chờ một lúc sẽ có như thế nào tràng diện xuất hiện. Máy ảnh đã vào chỗ, nón xanh cũng chuẩn bị xong, liền lại mang một lần đi. Mắt thấy Chu Nghĩa Vũ đám người kia lật vào bác cổ hiên hậu viện, mấy người hướng đèn sáng gian phòng bọc đánh đi qua, Chu Nghĩa Vũ hít một hơi thật sâu xông đi lên một cước giữ cửa cho đạp ra. Trên giường thâu hoan nam nữ bị đạp cửa thanh âm giật mình kêu lên, nam là Thì Thái Bình, nữ chính là Chu Nghĩa Vũ lão bà. Thì Thái Bình nhìn thấy Chu Nghĩa Vũ đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, dọa đến hồn phi phách tán. Chu Nghĩa Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, họ thì, người mẹ nó ngủ mẹ ta nhóm, ta hôm nay không phải thiến ngươi không thể. Thì Thái Bình không hổ là Lương Sơn hậu nhân, trước tiên từ trong chăn vọt ra ngoài, hai tên đại hán đều không thể đem hắn ngăn lại, người này ỷ vào địa hình quen thuộc. Từ tây tường trong cửa sổ nhảy ra ngoài, thẳng đến cửa sau, nhưng cửa sau lại có chặn đường, người này cùng đường mặt lộ phía dưới, lợi dụng chạy lấy đà, bay lên không nhảy lên bắt lấy mái hiên, mặc dù trần trụi thân thể tia không ảnh hưởng chút nào hắn hành động, lật trên thân nóc phòng. Chu Nghĩa Vũ đám người kia đuổi tới, thì Thái Bình vượt nóc băng tường công phu có đất dụng võ, đi chân trần dọc theo mái hiên một đường phi nước đại, vượt nóc băng tường như dẫm trên đất bằng. Lấy tổ truyền hắn công phu hất ra đám người này hẳn là tuyệt không vấn đề, nhưng hắn chạy ra một khoảng cách đã cảm thấy không đúng, cảm giác có người sau lưng như bóng với hình. Thì Thái Bình đáy lòng run rẩy, Chu Nghĩa Vũ thủ hạ còn có cùng mình một dạng cao thủ. Hắn quay người nhìn lại, không nhìn thấy bất luận kẻ nào, cho rằng là mình quá khẩn trương, vùi đầu tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, cho rằng trốn đến khu vực an toàn, lúc này mới từ nóc phòng trượt xuống. Thì Thái Bình nhìn chung quanh một lần vững tin chung quanh không người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, sau lưng truyền đến răng rắc cửa chớp âm thanh, đèn flash liên tiếp sáng lên, thì Thái Bình xoay người một tay che mặt, một tay ý đồ cản ở đối phương ống kính. Cùng người đấu giá đầu đội lục sắc lão đầu mũ, khuôn mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi tinh mang nở rộ con mắt, thì Thái Bình xem xét cái này nón xanh, lập tức nhớ tới tại Thái Bạch chợ quỷ bị đuổi đến tựa như chó nhà có tang chật vật tràng diệt. Không phải oan gia không gặp gỡ, cái này sát tinh làm sao lại tìm tới chính mình. Thì Thái Bình biết mình đánh không lại người ta, lúc này nghe được phương xa truyền đến tiếng người, Chu Nghĩa Vũ đám người kia lại tìm dấu vết đuổi theo, thì Thái Bình quyết tâm liều mạng, vậy mà quay người hướng cách đó không xa Tiểu Hà phóng đi, trần chuồng nhảy vào Tiểu Hà bên trong. Hứa Thuần Lương răng rắc đập không ngừng, thuận tiện tướng đỉnh đầu nón xanh ngã rơi lại xuống đất, mang theo thật sự là biệt khuất, mình đi đến đang ngồi đến thẳng. Cần gì phải che giấu tung tích. Chu Nghĩa Vũ dẫn một đám người đuổi tới bên này, thấy có người giơ máy chụp ảnh ở nơi đó đập, nhìn kỹ, người này hắn còn nhận biết, lại là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm cùng hắn lên tiếng chào, Tuần nhị trưởng quỹ trùng hợp như vậy a. Chu Nghĩa Vũ xanh mặt, giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai xưng hô như vậy qua mình, hắn nhìn qua Hứa Thuần Lương trong tay máy chụp ảnh, ngươi làm gì vậy? Không làm gì a, chụp ảnh. Chu Nghĩa Vũ lập tức nhớ tới thân trần đào tẩu Thì Thái Bình, nơi này có cái gì nhưng đập. Chẳng lẽ hắn đập tới Thì Thái Bình? Chu Nghĩa Vũ nói, có thấy hay không người trải qua? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, gặp được một cái chạy trần chuồng nam, ta còn đập không ít ảnh chụp. Hắn cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chu Nghĩa Vũ giúp đỡ đi bờ sông nhìn một chút, không thấy được trong sông có người, trở lại Chu Nghĩa Vũ bên người hướng hắn báo cáo một chút. Chu Nghĩa Vũ hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, đưa thẻ cho ta. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, dựa vào cái gì? Chu Nghĩa Vũ cố nén nộ khí, chuyện này phi thường kỳ quặc, hắn nguyên bản trong nhà đang cùng bằng hữu chơi mạt chược đâu, có người cho hắn cung cấp manh mối,
nói lão bà hắn tại Bắc Cổ Hiên trộm người, Chu Nghĩa Vũ cùng thì Thái Bình nhận biết có không ngắn ngủi thời gian, giữa bọn hắn một mực hợp tác vui vẻ, nói thật hắn căn bản không có đem thì Thái Bình để vào mắt, đối thì Thái Bình chỉ là lợi dụng thôi, coi trọng thì Thái Bình diệu thủ không không trộm cướp bản lĩnh, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến con hàng này chẳng những trộm đồ còn trộm người. Cõng hắn đem lão bà hắn cho trộm. Hứa Thuần Lương vì sao lại xuất hiện ở đây? Lại vừa vặn mang theo máy chụp ảnh. Chu Nghĩa Vũ độ cao hoài nghi chuyện này cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ, chưa chừng hắn chính là cái kia vạch trần người. Chu Nghĩa Vũ nói, ta mua lại. Hứa Thuần Lương nói, mua cái gì? Kẹt, ngươi đem kẹt bán cho ta. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có bị bệnh không? Ta thật vất vả đập nhiều như vậy tác phẩm, đang định cầm đi tham gia giải thi đấu nhiếp ảnh đâu, ngươi thế mà muốn làm của riêng. Chu Nghĩa Vũ nói, ta cho ngươi 1 vạn. Hứa Thuần Lương nói, đuổi ăn mày đâu. Chu Nghĩa Vũ cắn răng, 5 vạn. 5 vạn, thiếu một chút đi. Chu Nghĩa Vũ quyết tâm liều mạng, 10 vạn, ta cái này chuyển cho ngươi. Hắn sợ Hứa Thuần Lương đập tới cái gì, muốn đem tài liệu trực tiếp tất cả đều lấy tới. Chu Nghĩa Vũ hận không thể tướng thì Thái Bình nghiền xương thành cho, nhưng là đồng thời lại nghĩ che giấu cái này cái cọc chuyện xấu, dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hứa Thuần Lương không nói, không nói lời nào chính là ngầm đồng ý, Chu Nghĩa Vũ đem 10 vạn khối lúc này chuyển cho hắn. Hứa Thuần Lương chuẩn bị móc kẹt, Chu Nghĩa Vũ biểu thị để hắn đừng nóng vội, mình xem trước một chút. Chu Nghĩa Vũ tiếp nhận hơi đơn, hắn cũng là chụp ảnh kẻ yêu thích, ấn xuống chiếu lại. Muốn nói Hứa Thuần Lương cái này chụp ảnh kỹ thuật thật không ra thế nào địa, liên tiếp mấy chương đều đập khét, có thể nhìn thấy một cái trắng bóng cái bóng, người nói là người cũng được, nói Ukraine rõ ràng heo cũng có người tin. Chu Nghĩa Vũ cấp tốc về nhìn, nội tâm cái này nổi nóng a, hắn làm nửa đời người sinh ý chưa hề chưa làm qua như vậy lỗ vốn sinh ý, Hứa Thuần Lương đập không ít ảnh chụp là thật, nhưng không có một chương đập rõ ràng, đây là cái gì trình độ a, hắn hoa 10 vạn liền mua cái này phá ngoạn ý đây. Đây cũng quá hố. Chu Nghĩa Vũ nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương, ngươi chơi ta à? Hứa Thuần Lương nói, ta khẩu vị không có nặng như vậy. Ngươi đập đến cái dây bi. Hứa Thuần Lương cười nói, đã nhìn ra, Chu lão bản mắt sáng như đuốc a. Chu Nghĩa Vũ nổi trận lôi đình, đêm nay hắn có thể nói là mất cả trì lẫn chài, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Chu Nghĩa Vũ tính tình đi lên căn bản khống chế không nổi, vung tay lên tướng máy chụp ảnh ngã cái nhão nhoẹt. Chu Nghĩa Vũ cái này giận dữ chính giữ Hứa Thuần Lương ý muốn, dễ dàng để cho người ta đánh mất lý trí, người một khi mất lý trí làm việc liền sẽ không cân nhắc hậu quả. Chu Nghĩa Vũ vừa mới chuyển cho Hứa Thuần Lương 10 vì mua kẹt, nhưng không bao gồm máy chụp hình giá tiền. Người gầy cung cấp bộ này thiết bị, thân máy bay thêm ống kính cũng phải hơn 2 vạn khối. Hứa Thuần Lương đúng lý không tha người nói, Chu Tổng, người mua là kẹt, dựa vào cái gì quảng ta máy ảnh. Chu Nghĩa Vũ tự biết đối lý. Ngoài miệng lại không chịu thua, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi sáo lộ ta. Hứa Thuần Lương cười lạnh nói chuyện đến bằng lương tâm, là chính ngươi chủ động muốn mua, ta nhưng từng bước qua ngươi. Hôm nay ngươi nếu là không bồi ta máy ảnh, ta lập tức báo cảnh. Nghe nói hắn muốn báo cảnh, Chu Nghĩa Vũ trong nháy mắt bình tĩnh lại, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài lão bà bị người cho ngủ vốn là đủ mất mặt, nếu như lại đem cảnh sát đưa tới. Chỉ sợ hắn Chu Nghĩa Vũ liền muốn trở thành Tế Châu thành một cái chuyện cười lớn. Chu Nghĩa Vũ oán hận nhẹ gật đầu, đại khái đánh giá một chút máy ảnh cùng ống kính giá cả, lại chuyển 3 vạn cho Hứa Thuần Lương, hôm nay xem như không may thấu, trước khi đi muốn cầm đi ném hỏng máy ảnh, Hứa Thuần Lương lại đoạt trước một bước tướng cơ cùng ống kính nhặt lên, đem 2 tấm kẹt đưa cho Chu Nghĩa Vũ, 3 vạn là bồi thường, nhưng không có ý định đem máy ảnh bán cho hắn. Chu Nghĩa Vũ vội vàng đuổi theo thì Thái Bình tính sổ sách. Cũng không có thời gian cùng Hứa Thuần Lương dây dưa. Các loại đám người này đều rời đi về sau, Hứa Thuần Lương đi vào bên bờ, nhìn qua mặt sông, đột nhiên đưa tay ngăn chặn một chi dựng thẳng ở trên mặt nước cỏ lau, không bao lâu, dưới nước toát ra một viên ướt rầm rề đầu lâu, lại là thì Thái Bình cũng không có trốn xa con hàng này gãy rễ cỏ lau, lợi dụng trống giống cỏ lau cán thông khí, một mực tiềm phục tại dưới nước, thành công tránh thoát Chu Nghĩa Vũ nhóm người kia truy tung. Thì Thái Bình có thể giấu giếm được Chu Nghĩa Vũ nhưng không giấu giếm được Hứa Thuần Lương, lấy hơi thông đạo bị Hứa Thuần Lương ngăn chặn, hắn không thể không nổi lên mặt nước, đầu vừa mới lộ ra mặt nước, Hứa Thuần Lương liền tóm lấy tóc của hắn một tay lấy hắn nhấn trở về. Thì Thái Bình liều mạng giãy giụa, hai cánh tay ở trên mặt nước lung tung vung vẩy, đánh cho mặt nước rung động đùng đùng, không biết còn tưởng rằng Hứa Thuần Lương đổ tay nắm lấy một con cá lớn.
Hứa Thuần Lương đoán chừng con hàng này bị chơi đùa không sai biệt lắm, mới buông lỏng cánh tay, để thì Thái Bình trồi lên hít vào một hơi, ngay sau đó lại đem hắn nhấn xuống dưới, như thế vừa đi vừa về ba lần, thì Thái Bình đã bị lần mài đến tinh thần gần như sụp đổ. Hứa Thuần Lương lại thả hắn đi lên thời điểm, thì Thái Bình cầu xin ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa. Chu Tổng, ngài tha cho ta đi. Hứa Thuần Lương âm thầm bật cười, người này 89/10 tướng mình trở thành Chu Nghĩa Vũ người. Hứa Thuần Lương níu lấy thì Thái Bình tóc nói, người mở to hai mắt thấy rõ ràng, ta đến cùng là ai. Thì Thái Bình chăm chú nhìn lại, cái này mới nhận ra hắn là Hứa Thuần Lương, thì Thái Bình vẻ mặt đưa đám nói. Ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Hứa Thuần Lương nói, nửa giờ sau, ta tại cổ thành đồ nướng chờ ngươi. Tiện tay tướng kia đỉnh nón xanh đập vào thì Thái Bình đỉnh đầu. Cổ thành đồ nướng mở tại Tế Châu bên trong tòa thành cổ, Hứa Thuần Lương sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì nơi này bình thường kinh doanh đến rạng sáng 2 giờ. Trải qua đêm nay một phen dày vò hắn cũng đói bụng, về phần thì Thái Bình, hắn đoán chắc người này qua được tới. Nửa giờ sau, ăn mặc chỉnh tề thì Thái Bình đi tới cổ thành đồ nướng, nhìn ra được hắn phi thường cẩn thận, quan sát một chút hoàn cảnh, đầu tiên xác định chung quanh không có Chu Nghĩa Vũ người, cái này mới đi vào trong tiệm, đã tới gần nửa đêm, uống rượu khách nhân không nhiều. Ngồi ở trong góc Hứa Thuần Lương hướng Tặc Mi thử nhãn thì Thái Bình vẫy vẫy tay, thật không biết Chu Nghĩa Vũ lão bà cái nào gân dựng sai thế mà coi trọng hắn. Thì Thái Bình đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt hướng hắn cười cười. Hứa Thuần Lương nói, ngồi đi, ngươi đêm nay cũng đủ mệt. Thì Thái Bình nghe ra hắn là tại một câu hai ý nghĩa, thở dài nói, ta lúc đầu cũng định rời đi Tế Châu, nhưng đã cùng ngươi ước hẹn trước đây, tổng không tốt nuốt lời. Con hàng này cũng là mạo xưng là trang hảo hán, căn bản chính là Hứa Thuần Lương để hắn tới, hắn hoàn toàn có thể không đến, nhưng là hắn không dám, đã xác định Hứa Thuần Lương chính là cùng đập hắn nón xanh, vạn nhất Hứa Thuần Lương tướng hình của hắn tung ra ngoài. Hắn về sau cũng không mặt mũi trên giang hồ đi động, đừng quản làm gì nghề, đều vẫn là muốn chút mặt mũi. Đương nhiên thì Thái Bình cũng không rõ ràng Hứa Thuần Lương chụp ảnh trình độ phế vật, đêm nay đập đến ảnh chụp tất cả đều là hư, coi như tất cả đều phát ra ngoài, cũng không ai có thể nhận ra nhân vật chính là ai, thậm chí liền nhận ra là người đều rất khó. Hứa Thuần Lương để thì Thái Bình mình gọi món ăn, thì Thái Bình cũng đói bụng, Hứa Thuần Lương nói không sai, hắn đêm nay tiêu hao quá lớn. Thì Thái Bình mở một chai bia rót một chén, uống một hơi cạn sạch, thở dài nói đi, ngươi tìm ta làm gì? Hứa Thuần Lương nói, ngươi về sau chỉ sợ tại Tế Châu không tiếp tục chờ được nữa đi. Thì Thái Bình đắc tội Chu Nghĩa Vũ, lấy Chu Nghĩa Vũ tại Tế Châu thực lực, khẳng định phải để hắn lại không đất dung thân. Thì Thái Bình nói, việc này trách không được ta, là nữ nhân kia câu dẫn ta trước đây. Hứa Thuần Lương xem thường nhất loại người này, ăn vụng cũng ăn. Ăn xong thế mà đem trách nhiệm tất cả đều quy tội đến trên thân người khác, cười lạnh nói, ta đối chuyện của các ngươi không có hứng thú, loại lời này ngươi hẳn là cùng Chu Nghĩa Vũ đi nói. Thì Thái Bình mím môi, cũng biết mình nói loại lời này không có chút ý nghĩa nào. Hứa Thuần Lương nói, lúc trước đưa đi lân chính đường xương rồng bản dập, là ý của ngươi hay là Chu Nghĩa Vũ ý tứ? Đại ca hắn chỉ phải là Chu Nghĩa Văn, Chu Nghĩa Vũ nhưng không có cái này đầu óc. Chu Nghĩa Văn để thì Thái Bình lấy cái người thân phận tướng xương rồng mang đến lân chính đường, nó mục đích là muốn phao chuyên dẫn ngọc, dẫn xuất đằng sau trao đổi xương rồng cơ hội. Thì Thái Bình chỉ là một người trợ giúp, hắn cũng không biết xương rồng chân chính giá trị. Hứa Thuần Lương tin tưởng hắn đối với chuyện này không có nói láo, tiếp tục hỏi, Chu Nghĩa Văn những cái kia xương rồng là từ chỗ nào được đến. Thì Thái Bình nói, nhà bọn hắn mở tiệm thuốc, loại vật này cũng không hiếm lạ đi. Bất quá ta cảm thấy thật chính là muốn những này xương rồng hẳn là cái kia Hoàng Hữu Long. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, người gặp qua Hoàng Hữu Long. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thì Thái Bình gặp qua Hoàng Hữu Long mấy lần, bất quá lấy hắn đẳng cấp còn nhập không được Hoàng Hữu Long pháp nhãn, hắn cùng Hoàng Hữu Long cũng không có bất kỳ cái gì xâm nhập tiếp xúc. Thì Thái Bình cũng vô cùng gấp gáp Hứa Thuần Lương quay chụp những hình kia. Mặc kệ làm gì nghề cơ bản nhất mặt mũi vẫn là nên, mà lại hắn cùng Chu Nghĩa Vũ bình thường gọi nhau huynh đệ, ngủ huynh đệ lão bà tại đạo nghĩa bên trên nhưng không thể nào nói nổi, truyền đi cũng bị người khinh bỉ. Thì Thái Bình thấp giọng nói, người có thể hay không tướng những hình kia cho ta? Hứa Thuần Lương cười nói, trả lại cho ngươi ngược lại là có thể, nhưng là ngươi dù sao cũng phải biểu hiện một chút thành ý.
thì Thái Bình cắn răng nói, người nghĩ muốn bao nhiêu? Hứa Thuần Lương mỉm cười. Thì Thái Bình lại không phải người ngu, đương nhiên biết rõ Hứa Thuần Lương xem trọng không phải tiền tài, thở dài nói, xương rồng sự tình ta chỉ là dựa theo Chu Nghĩa Văn phân phó đi làm, ta cũng không biết vật kia có thể làm gì bất quá. Hắn hạ giọng nói, ta lưu lại chút nội tình. Hứa Thuần Lương trong lòng hơi động, bản dập. Ảnh chụp. Thì Thái Bình mặc dù không biết xương rồng có tác dụng gì, nhưng là từ anh em nhà họ Chu cùng Hoàng Hữu Long vì bộ lấy xích đạo vốn liếng có xương rồng dùng hết thủ đoạn, cũng có thể đánh giá ra xương rồng trọng yếu, căn cứ nhạn qua nhổ lông ý nghĩ, thì Thái Bình tướng mình có cơ hội nhìn thấy xương rồng tất cả đều chụp ảnh tồn tại. Hiện tại hắn vì đổi lấy mình bất nhã ảnh chụp, không tiếc dùng xương rồng ảnh chụp đến cùng Hứa Thuần Lương trao đổi. Hứa Thuần Lương nói, ta phải trước nhìn hàng có đáng giá hay không. Thì Thái Bình móc ra điện thoại di động của mình, mở ra lưới bản hộ khách bưng, người này cũng là phi thường cẩn thận. Hứa Thuần Lương nhìn mấy chương, hoàn toàn chính xác cùng xương rồng có quan hệ, trong đó có hai tấm chính là Lưu Hải Dư lúc trước từ Thái Bạch trợ quỷ đánh cắp xương rồng ảnh chụp. Thì Thái Bình nói cho Hứa Thuần Lương hết thảy có 9 cái, chỉ cần Hứa Thuần Lương tướng hình của hắn trả lại hắn, hắn sẽ đem 9 tấm hình tất cả đều giao cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nhìn qua người này không khỏi buồn cười. Đều đến loại tình trạng này hắn thế mà còn dám cùng mình bàn điều kiện, hai mắt run lên lạnh lùng nhìn qua thì Thái Bình nói, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi giao cho Chu Nghĩa Vũ. Thì Thái Bình tại Hứa Thuần Lương cường đại uy áp hạ nội tâm phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, trong lòng thầm nghĩ, chuyện cho tới bây giờ, cũng hoàn toàn chính xác không có cùng người ta có kè mặc cả vốn liếng, chỉ cầu cầm lại những hình kia, từ đây đi xa bay cao. Hắn tướng 9 tấm hình tất cả đều chuyển cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đã có được trong đó 4 tờ, còn lại 5 tấm đều chưa từng gặp qua. Ngày xưa hồi xuân đường thất lạc xương rồng đã dần dần bị hắn tìm về. Thì Thái Bình nói, người muốn ảnh chụp ta đã cho ngươi, ta đâu? Hứa Thuần Lương nói, ta vừa mới bán cho Chu Nghĩa Vũ. Thì Thái Bình trợn mắt hốc mồm, làm người tại sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, hắn bực tức nói, ngươi làm sao không nói tín nghĩa đâu? Hứa Thuần Lương cũng không cho rằng mình không nói tín nghĩa. Từ đầu tới đuôi đều là thì Thái Bình tại cho ra điều kiện, mình cũng không đáp ứng dùng ảnh chụp cùng hắn trao đổi. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, người cũng xứng sách tín nghĩa hai chữ này lúc trước các ngươi cõng ta đi chợ quỷ giao dịch nhưng từng nghĩ tới. Ta không đem ngươi giao ra đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thì Thái Bình chỉ có thể tự nhận không may, tác thủ ảnh chụp không có kết quả tiếp tục lưu lại đã không có ý nghĩa, thì Thái Bình dự định rời đi. Hứa Thuần Lương lại nói, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ngươi chẳng lẽ dự định từ nay về sau vĩnh viễn không trở về Tế Châu rồi? Thì Thái Bình bên trong bắt đầu lo lắng, Hứa Thuần Lương hiển nhiên nhìn ra nội tâm của hắn nhược điểm, hắn tại Tế Châu có gia có nghiệp, coi như hắn có thể đào tẩu, người nhà của hắn không thể chạy trốn, sự nghiệp của hắn nhân mạch cũng vô pháp mang đi, không có thể cân nhắc nhiều như vậy, rời đi trước một đoạn thời gian tránh đầu gió lại nói. Hứa Thuần Lương nói, tránh được nhất thời không tránh được một thế. Thì Thái Bình nói, người đến tột cùng muốn như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, liền xem như chạy trốn cũng cần dùng tiền, lúc đầu người cái này mấy tấm hình thay cái 100-200 vạn vẫn rất có khả năng, đáng tiếc a, người tùy tiện liền giao cho ta. Thì Thái Bình trong lòng cái này uất ức a, hắn làm sao lại quên, lúc trước Mặc Hàm đám người kia trọng kim cầu mua xương rồng, mình tướng ảnh chụp cầm đi bán cho bọn hắn tốt bao nhiêu, đêm nay thế mà đầu óc chập mạch, chủ động tướng ảnh chụp cho Hứa Thuần Lương. Cái này không phải là bạch bạch ném đi hơn mấy trăm vạn, ảo não quất chính mình cái tát tâm tư đều có. Hứa Thuần Lương nói, người cũng không cần hối hận, ta vẫn có thể coi như không có cái gì phát sinh, những hình này ta còn có thể giúp ngươi giới thiệu người bán, nhưng là ngươi đến tướng tự mình biết anh em nhà họ Chu cùng Minh Đức tập đoàn sự tình tất cả đều nói cho ta, nói đến càng nhiều, chỗ tốt của ngươi thì càng nhiều. Đến loại tình trạng này, thì Thái Bình cũng không có gì có thể giấu giếm. Hắn đem tự mình biết sự tình một đường tới, bao quát anh em nhà họ Chu cùng Minh Đức tập đoàn hợp tác quá trình, bọn hắn trợ giúp Hoàng Hữu Long thu mua cái khác y quán sự tình, thậm chí bao gồm Chu Nghĩa Vũ bên ngoài bao nuôi chuyện của nữ nhân. Hứa Thuần Lương nhẫn nại tính tình nghe hơn một giờ, thì Thái Bình nói những chuyện này có hắn biết đến, cũng có hắn không biết, tổng thể vẫn còn có chút giá trị. Thì Thái Bình nói xong, Hứa Thuần Lương cũng tin thủ hứa hẹn, liên hệ một chút Mặc Hàm, tướng 9 tấm hình bán cho Xích Đạo vốn liếng. Một ngụm giá 200 vạn, Mặc Hàm đáp ứng ngày mai buổi sáng liền đem tiền đánh vào thì Thái Bình tài khoản bên trong. Hứa Thuần Lương cùng thì Thái Bình cũng coi là đều có đoạt được, hai người tại cổ thành đồ nướng cổng chia tay,
đường ai nấy đi, nhìn qua thì Thái Bình vội vàng tan biến tại trong bóng đêm thân ảnh, Hứa Thuần Lương không khỏi cười thầm, người này xem ra muốn tại Tế Châu biến mất một đoạn thời gian rất dài. Thời gian đã là nửa đêm, Hứa Thuần Lương đi bộ hướng khách sạn đi đến, trên đường Lưu Hải Dư cho hắn chuyển đến nhiều bức ảnh chụp, tất cả đều là thì Thái Bình cùng Chu Nghĩa Vũ lão bà yêu đương vụng trộm hát đê đồ, rõ ràng không phải hôm nay, nhìn xem người ta đập đến rõ ràng rành mạch, nhìn lại mình một chút đập đến quỷ ảnh đồ, Hứa Thuần Lương có chút hổ thẹn, về sau phải thật tốt tu luyện một chút chụp ảnh kỹ thuật, bất quá từ Lưu Hải Dư phát cho hình của hắn đến xem, có ban ngày có buổi tối, có trong phòng có xe bên trong còn có dã ngoại hoang vu. Chứng minh lão Lưu để mắt tới thì Thái Bình đã có tương đối dài một đoạn thời gian. Đêm nay mình có đi hay không cùng đập đều không được tác dụng quá lớn, bất quá cũng coi là thu hoạch không nhỏ, chí ít nhiều đến 5 tấm xương rồng ảnh chụp. Hứa Thuần Lương đi vào trước tửu điếm thời điểm, nhìn thấy Chu Nghĩa Vũ từ một chiếc Mercedes bên trong xuống tới, đối diện ngăn lại đường đi của hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, Thuần nhị trưởng quỹ, đã trễ thế như vậy tìm ta có việc. Trong lòng tự nhủ người này nên sẽ không tới tìm mình đòi tiền a. Chu Nghĩa Vũ nhẹ gật đầu, trò chuyện hai câu. Hứa Thuần Lương phát hiện hắn rõ ràng tỉnh táo rất nhiều, xem ra đã tiếp nhận đội nón xanh sự thật, gật đầu nói, chỗ này trò chuyện. Chu Nghĩa Vũ uy hiếp nói, người đêm nay hành vi thuộc về bắt chẹt dọa dẫm, nếu như ta báo cảnh, chỉ sợ ngươi liền công chức đều không gánh nổi. Hắn không sợ dùng tiền, 13 vạn với hắn mà nói chỉ là tiền trinh, nhưng là tiền này hoa đến uất ức. Rõ ràng là bị Hứa Thuần Lương cho tính kế. Hứa Thuần Lương cũng không sợ hắn uy hiếp, cười nói, người một mực đi báo cảnh, nhìn xem cuối cùng xui xẻo là ai. Chu Nghĩa Vũ oán hận gật đầu nói, tiểu tử, tiền ta có thể không cần, nhưng là chuyện đêm nay ngươi dễ thực hiện nhất làm không có cái gì phát sinh, nếu như dám can đảm truyền đi, ta không tha cho ngươi. Hắn chân chính lo lắng phải là cái này, hắn là nhân hòa đường nhị đương gia, nếu như lão bà trộm người sự tình bị tuyên dương ra ngoài. Hắn về sau gương mặt này đặt ở nơi nào? Hứa Thuần Lương nói, đêm nay bắt gian nhiều người như vậy, ta coi như đáp ứng không nói, không có nghĩa là người khác không nói. Tuần nhị trưởng quỹ A, người lớn tuổi như vậy làm việc vốn hẳn nên ổn trọng một chút, đáng tiếc A, người làm việc quá xúc động A. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là giết người diệt khẩu, liền nhìn ngươi có hay không cái này quyết đoán. Ngươi tính là cái gì, không cần ngươi đến dạy ta làm sự tình. Chu Nghĩa Vũ thầm mắng Hứa Thuần Lương quá tổn hại. Hứa Thuần Lương nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, chính ngươi cũng không sạch sẽ, nếu như đều tuôn ra, cá nhân ngươi ném người hay là việc nhỏ, nhân hòa đường chiêu bài chỉ sợ muốn bôi đen. Chu Nghĩa Vũ lo lắng nhất chính là cái này, hắn bị Hứa Thuần Lương đâm trúng uy hiếp, cắn chặt hàm răng lại không biết như thế nào phản bác. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta hứa ra làm việc từ trước đến nay người không phạm ta, ta không phạm người. Con người của ta làm việc chính là ngươi làm lần đầu tiên ta làm 15, về sau ngươi chuẩn bị xuống tay với ta trước đó tốt nhất nghĩ lại mà làm sao. Chu Nghĩa Vũ lúc này phương mới ý thức tới người này hoàn toàn chính xác lợi hại, hắn cho rằng đêm nay bắt gian vở kịch chính là Hứa Thuần Lương một tay đạo diễn, thậm chí bao gồm cho hắn thông phong báo tin thần bí điện thoại. Chu Nghĩa Vũ nói, tiểu tử, đêm nay khoản nợ này ta nhớ kỹ. Hứa Thuần Lương nói, người này thật sự là không hề có đạo lý. Thì Thái Bình ngủ lão bà ngươi không tìm hắn tính sổ sách, ngược lại ghi tạc trên đầu ta, liền như ngươi loại này trí thông minh, lão bà ngươi trộm người cũng có thể lý giải. Chu Nghĩa Vũ nổi trận lôi đình, Hứa Thuần Lương là hết chuyện để nói, bất quá hắn lần này lại có thể ngăn chặn hỏa khí, gật đầu nói, chờ xem. Hứa Thuần Lương làm cái nhường đường thủ thế, nhanh chân hướng khách sạn đi đến. Chu Nghĩa Vũ nhìn qua Hứa Thuần Lương hơn người bóng lưng, hận không thể xông đi lên đấm. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có làm như thế. Trở lại Mercedes bên trong, ngồi kế bên tài xế một người đốt lên bật lửa, ánh lửa chiếu sáng hắn khuôn mặt tái nhợt, hắn chính là bây giờ nhân hòa đường gia chủ Chu Nghĩa Văn. Chu Nghĩa Văn nhóm lửa thuốc lá, hút một hơi, lại đưa cho Chu Nghĩa Vũ một điếu thuốc. Chu Nghĩa Vũ tiếp nhận, ghé vào bật lửa phía trên một chút đốt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thật muốn lộng chết hắn. Chu Nghĩa Văn nở nụ cười, cũng không phải thù giết cha đoạt vợ mối hận, không cần thiết ác như vậy đi. Đoạt vợ mối hận mấy chữ này lại đau nhói Chu Nghĩa Vũ nội tâm, hắn mím môi, đại ca, đêm nay chính là hắn một tay bày kế. Chu Nghĩa Văn lạnh nhạt nói, liền xem như hắn bày ra cũng không phải hắn để lão bà ngươi đi trộm người, con ruồi không đinh không có khe hở trứng, vẫn là phải từ tự thân tìm vấn đề. Chu Nghĩa Vũ nói, thì Thái Bình thế nhưng là ngươi khai ra. Chu Nghĩa Văn nhíu mày,
hắn người huynh đệ này gặp chuyện xúc động tính khí nóng này, từ nhỏ đến lớn gặp được phiền phức am hiểu nhất chính là trốn tránh trách nhiệm, hiện tại thế mà ngay cả mình cũng ỷ lại vào. Chu Nghĩa Văn nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, Nghĩa Vũ, việc này như là đã phát sinh, vẫn là tận lực không nên nháo lớn, để tránh ảnh hưởng tới Nhân Hòa Đường danh dự, đối cá nhân ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chu Nghĩa Vũ nói, bây giờ không phải là ta náo hay không vấn đề, hắn bày ra chuyện này, 8-9 phần 10 sẽ cầm chuyện này tiếp tục làm văn chương. Chu Nghĩa Văn nói, Hoàng Tiên Sinh đã sớm nói tiểu tử này không đơn giản, ta cũng nhắc nhở qua ngươi, ngươi vì sao nhất định phải trêu chọc hắn. Chu Nghĩa Vũ cả giận nói, ta không phải là vì Nhân Hòa Đường sao. Hắn khi dễ đến cửa nhà tới, ta cũng không thể ra vẻ đáng thương. Chu Nghĩa Văn đưa tay lộ ra cửa xe, gõ gõ khói bụi nói, ngươi bây giờ chú ý điểm không nên ở trên người hắn, trở về trước tiên đem ly hôn thủ tục làm, dặn dò ngươi kia đám bằng hữu, quản tốt miệng của bọn hắn, cái này sự kiện truyền đi tổn hại đến chỉ có ích lợi của chúng ta. Chu Nghĩa Vũ nói, ta lo lắng Hứa Thuần Lương sẽ nói lung tung. Chu Nghĩa Văn ý vị thâm trường nói, nên tới sớm tối đều sẽ tới, làm tốt sự tính xấu nhất. Chu Nghĩa Vũ nói, đúng rồi, chuyện này tận lực đừng cho lão gia tử biết, ta không muốn hắn bị kích thích. Chu Nghĩa Văn nói, người ngược lại là thật quan tâm hắn. Chu Nghĩa Vũ nói, dù sao đối với chúng ta có dưỡng dục tri ân. Chu Nghĩa Văn ha ha nở nụ cười, hồi lâu tiếng cười mới ngừng, chúng ta dù sao cũng là con nuôi, không có quan hệ máu mủ, người thật sự cho rằng Hứa Thuần Lương là tìm hắn muốn hồi Xuân Đường đồ vật. Chu Nghĩa Vũ trong lòng khẽ giật mình, lúc ấy Hứa Thuần Lương tìm phụ thân lấy muốn cái gì là hắn tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ hoàn hội hữu thác. Chu Nghĩa Văn nói, đừng đem lão gia tử nghĩ đến quá đơn giản. Những năm này những gì hắn làm rõ ràng để phòng chúng ta hỏi thăm rõ ràng, hắn cùng Hứa Thuần Lương đã không phải lần đầu tiên gặp mặt. Chu Nghĩa Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, người nói là lão gia tử cùng Hứa Thuần Lương liên thủ diễn trò cho chúng ta nhìn. Chu Nghĩa Văn nói, không bài trừ khả năng này. Không thể nào, lão gia tử cùng hồi Xuân Đường thù sâu như biển, hắn làm sao lại cùng Hứa Thuần Lương liên thủ. Thù sâu như biển cũng là chính hắn nói. Năm đó bọn hắn sư đồ ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, nếu như hắn như vậy hận hồi Xuân Đường, vì cái gì định ra quy củ không cho phép Nhân Hòa Đường tại Đông Châu mở phân bộ. Chu Nghĩa Vũ nhẹ gật đầu, Nhân Hòa Đường lần thứ nhất liên quan đủ Đông Châu vẫn là hai anh em họ tiếp nhận chuyện sau đó, cũng không phải chính thức mở phân bộ, chỉ là Chu Nghĩa sinh cái này thân thích lấy phương thức hợp tác tiến vào Trường Hưng Bệnh viện, bán hộ Nhân Hòa Đường sản phẩm, lão gia tử đối với cái này ngược lại là không nói gì. Đương nhiên cuối cùng Chu Nghĩa Sinh vẫn là bị khiến cho mất cả chỉ lẫn trài, thảm đạm kết thúc. Chu Nghĩa Vũ thấp giọng nói, người kiểu nói này ta cũng cảm thấy có chút vấn đề. Chu Nghĩa Văn nói, chúng ta cùng hắn dù sao không có quan hệ máu mủ, trong tay hắn đồ tốt không thiếu tướng đến không nhất định phải truyền cho chúng ta. Chu Nghĩa Vũ cả giận nói, không truyền cho chúng ta chẳng lẽ truyền cho Hứa Thuần Lương, dựa vào cái gì? Chu Nghĩa Văn nói, ta cũng muốn biết trong đầu hắn đến cùng đang tính toán cái gì. Chu Nghĩa Vũ nói, nếu không, chúng ta tìm thám tử Tư Hảo Hảo điều tra thêm hắn. Chu Nghĩa Văn nở nụ cười, kỳ thật hắn sớm liền bắt đầu làm như vậy, lắc đầu nói kia cũng không cần thiết. Hứa Thuần Lương sáng sớm hôm sau tỉnh lại, liền nhận được Lương Hinh điện thoại, hỏi hắn phải chăng đã rời đi Tế Châu, nghe nói Hứa Thuần Lương còn tại khách sạn không hề rời đi, hỏi hắn là có rảnh hay không đến bộ chỉ huy một chuyến. Lục chủ nhiệm đối với hắn hai cái đề nghị cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể hôm nay liền có thể cắm cọc tiêu một cái hiệp nghị. Đôi này Hứa Thuần Lương tới nói thế nhưng là một tin tức tốt, hắn vốn cho rằng chuyện này muốn qua trận mới có kết quả, nghĩ không ra Tế Châu hiệu suất làm việc cao như vậy, xem ra Lục Vân Kỳ đối với chuyện này tận tâm tận lực, dù sao cũng là bị mình bắt lấy bím tóc người. Hứa Thuần Lương cùng Lương Hinh ước định 10 giờ sáng đi Lục Vân Kỳ văn phòng. Hứa Thuần Lương lần này tới đến bộ chỉ huy đãi ngộ rõ ràng cùng lần trước khác biệt, giữ cửa bảo an xa xa liền nhận ra hắn, mau đem cỗ xe thông hành cửa tự động mở ra, hơi nghi ngờ khoa trương một điểm, không có cách nào người này quá ngang, cửa mở nhỏ đều dung không được hắn. Hứa Thuần Lương đi vào ký túc xá đại sảnh thời điểm, Lương Hinh đã đứng ở nơi đó chờ, trên mặt mang lấy lòng tiếu dung, Hứa chủ nhiệm, ngài thật đúng giờ Hứa Thuần Lương nói, con người của ta chẳng những đúng giờ còn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lương Hinh thầm nghĩ, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn đừng đem ta cùng Lục Vân Kỳ bí mật nói ra, bất quá nàng suy nghĩ kỹ một chút, giống như Hứa Thuần Lương không có ở phương diện này làm ra qua hứa hẹn,
Thừa thang máy lên lầu thời điểm, gặp Tế Châu Văn Lữ cục trưởng Tiếu Trường Ấn, hắn cũng là bộ chỉ huy đệ nhất thống lĩnh đạo, Tiếu Trường Ấn đang chỉ huy bộ là có văn phòng, bất quá hắn rất ít đến, bộ chỉ huy bên này công làm đều là từ Lục Vân Kỳ phụ trách. Lương Hinh tranh thủ thời gian chào hỏi một tiếng, Tiếu Trường Ấn hướng nàng cười cười, lại hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, Lương Hinh vì để tránh cho hiểu lầm, hướng Tiếu Trường Ấn giới thiệu nói, Tiêu cục, vị này là Đông Châu Văn Lữ cục cấp quốc gia độ giả khu công trình bộ chỉ huy Hứa chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương kỳ thật đến bây giờ còn không có đoạn dưới, trước mắt chỉ là Văn Lữ cục một cái môn phụ, công tác cụ thể là điều tạm đến Hồ Sơn trấn làm phó trấn trưởng. Tiếu Trường Ấn làm người khiêm tốn, hắn rất hòa ái hô, Hứa chủ nhiệm, hoan nghênh đến Tế Châu làm khách. Hắn hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, Hứa Thuần Lương duỗi ra hai tay cùng hắn đem nắm, biểu hiện ra tôn trọng đối với lãnh đạo. Tiếu Trường Ấn nói, ta đối với người có ấn tượng, Bá Vương biệt cơ biểu diễn coi như không tệ. Tiếu Trường Ấn cũng tham gia tại Thái Minh Hồ tổ chức cả nước văn lữ hội nghị, Hứa Thuần Lương cùng Tô Tình liên thủ biểu diễn Bá Vương đừng cơ cấp cho sẽ người lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, có thể nói lần kia Đông Châu tại cả nước đồng hành trước mặt lộ mặt. Hứa Thuần Lương về sau loạn nhập võ thuật biểu diễn cũng tương đương lợi hại, Tiếu Trường Ấn rất khó không nhớ kỹ tiểu tử này. Hứa Thuần Lương nói, Tiêu cục, ta cảm thấy nhìn ngài quen mặt đâu, nguyên lai chúng ta tại Thái Minh Hồ gặp qua, chẳng qua là lúc đó ngài rất được hoan nghênh, ta không có cơ hội cùng ngài nói chuyện. Tiếu Trường Ấn cười ha ha, người mới là Minh Tinh A. Hắn hướng Lương Hinh nói, mượn cơ hội này, các ngươi phải thật tốt hướng tiểu Hứa đồng chí học tập, hắn rất có năng lực A. Lương Hinh gật đầu, nàng đối Hứa Thuần Lương năng lực có thể nói là nhận biết đến tương đương khắc sâu, đem Lục Vân Kỳ cùng nàng chỉnh ngoan ngoãn. Hạ thang máy, Hứa Thuần Lương lễ phép cho Tiếu Trường Ấn nhường đường mời hắn đi đầu. Tiếu Trường Ấn nhớ tới Lục Vân Kỳ trước đây xin chỉ thị chính mình sự tình, lại hướng Hứa Thuần Lương nói, ngươi là đến ký tên hai hợp tác hiệp nghị A. Hứa Thuần Lương nói, đúng. Tiếu Trường Ấn nói, hai chúng ta thì gần như vậy, lại cộng đồng có được Nguy Sơn Hồ tài nguyên. Sớm nên tăng cường hợp tác, các ngươi lần này cần hảo hảo đàm, có khó khăn gì có thể trực tiếp đối Lục chủ nhiệm nói, Lục chủ nhiệm không giải quyết được, ngươi có thể tìm ta. Hứa Thuần Lương cười nói, có Tiêu cục câu nói này ta an tâm, Tiêu cục, ta đại biểu Đông Châu Thị Văn Lữ cục, hướng ngài phát ra mời, chào mừng ngài bớt thời gian đi chúng ta Đông Châu làm khách. Tiếu Trường Ấn nói, ta đang chuẩn bị đi đâu, cuối tuần ta liền đi các ngươi Đông Châu tham gia một hội nghị. Hứa Thuần Lương thừa cơ cùng Tiếu Trường Ấn lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, để Tiếu Trường Ấn tiến về Đông Châu thời điểm phải tất yếu liên hệ chính mình. Lương Hinh một bên nhìn xem, phát hiện Hứa Thuần Lương giao tế năng lực thật sự là không thể nói, khó trách còn trẻ như vậy liền có thể đạt được Đông Châu Văn Lữ cục trọng dụng. Bởi vì trên đường Tiếu Trường Ấn nhạc đệm, Hứa Thuần Lương so ước định thời gian chậm 5 phút đồng hồ tiến vào Lục Vân Kỳ văn phòng. Cùng Lục Vân Kỳ gặp mặt còn chưa kịp nói chuyện. Hứa Thuần Lương lại nhận được Chu Nhân Hòa điện thoại, Chu lão gia tử cũng hỏi hắn phải chăng còn tại Tế Châu, biết được hắn còn chưa rời đi, hẹn hắn giữa trưa đến lần trước dẫn hắn đi qua lão trạch tụ lại. Chu Nhân Hòa gần nhất tâm tình có phần không yên tĩnh, đánh xong cú điện thoại này, một người đứng tại lão trạch trong viện, viện này đã hồi lâu không có quản lý, hắn lắc đầu, không có khí lực cũng không có tâm tư, mình ở trên đời này thời gian đã không nhiều. Mở cửa phòng. Ánh nắng từ phía sau hắn bắn ra đến gian phòng bên trong, hồi xuân đường ba chữ một nửa dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, một nửa lưu tại trong bóng tối u ám không sáng. Đều nói người đến già năm rất nhiều chuyện đều sẽ nhìn thoáng được, nhưng Chu Nhân Hòa lại nhận chuyện cũ càng ngày càng nhiều bối rối, đời này của hắn lang bạt kỳ hồ, đời này của hắn cơ khổ không nơi nương tựa, hắn thường xuyên đang nghĩ, nếu như mình không đi tìm nơi nương tựa phụ thân, cũng sẽ không gặp được Hứa Trường Anh, cũng sẽ không sinh ra kia đoạn nghiệt duyên. Phụ thân bởi vì mình mà chết, nhưng hắn mỗi lần nhớ tới phụ thân lại vẫn có phàn nàn chi tâm, vì sao không sớm chút nói với mình chân tướng. Chính là phụ thân tự tư mới đúc thành trận này bi kịch. Chu Nhân Hòa nhìn qua hồi xuân đường ba chữ này, cái này đã từng gánh chịu lấy hắn hạnh phúc cùng thống khổ địa phương, hắn dùng hết cả đời muốn quên lại không thể quên địa phương. Hắn dự định tướng nơi này hết thảy giao cho Hứa Thuần Lương, thông qua đối hai cái con nuôi quan sát. Chu Nhân Hòa phát hiện bọn hắn dù sao không phải là của mình cốt nhục, hai người này thực chất bên trong chảy xuôi đều là tự tư tham lam huyết dịch, bọn hắn đối tôn trọng của mình cũng chỉ là lưu vu biểu diện. Chu Nhân Hòa chợt phát hiện phía đông màn che tại có chút đong đưa, nội tâm của hắn lập tức cảnh giác, ánh mắt bốn phía lục soát, tại bình phong hạ thấy được một chỉ lộ ra mũi chân, Chu Nhân Hòa nắm lên bên trong bình hoa ngoặt trượng, bỗng nhiên liền một cái bước xa xông tới,
giơ lên quải trượng hướng ẩn thân tại sau tấm bình phong người đánh tới. Đối phương sớm đã cảm thấy, một phát bắt được quải trượng, sau đó dụng lực tướng Chu Nhân Hòa hướng về sau đẩy đi, kia chui vào người thân thể khỏe mạnh, Chu Nhân Hòa dù sao tuổi già sức yếu, cái nào chịu nổi đối phương đại lực xô đẩy, lập tức mất đi cân bằng bạch 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 lui về phía sau, thân thể hướng về sau ngã sấp xuống quá trình bên trong đầu đâm vào bàn bát tiên góc cạnh phía trên, tiếp theo mềm nhũn ngã trên mặt đất. Chui vào người mang theo một đỉnh lão đầu mũ, chỉ lộ ra một đôi mắt, cũng là dưới tình thế cấp bách xuất thủ, nhìn thấy Chu Nhân Hòa té lăn trên đất, phản ứng đầu tiên muốn đi dìu hắn, bất quá hắn nhìn thấy Chu Nhân Hòa sau đầu rò rỉ lưu ra một vũng máu tươi, trong đôi mắt toát ra sợ hãi cùng áy náy phức tạp ánh mắt, hắn cuối cùng vẫn không có dừng lại, lựa chọn bước ra rời đi. Chu Nhân Hòa gắt gao tiếp cận người kia bóng lưng, hắn muốn đem cái bóng này một mực ấn ở trong lòng. Hứa Thuần Lương cùng Lục Vân Kỳ đàm đến phi thường vui sướng, bọn hắn cắm cọc tiêu hợp tác hiệp nghị, ký kết quá trình bên trong, Hứa Thuần Lương còn đặc địa bấm Đông Châu Văn Lữ Cục trưởng Phó Quốc Dân điện thoại, để hắn cùng Lục Vân Kỳ trò chuyện, cho thấy Đông Châu Văn Lữ Cục đối với song phương hợp tác coi trọng. Lục Vân Kỳ lần này chi như vậy ra sức, là bởi vì hắn nghĩ thông suốt một cái đạo lý, muốn Hứa Thuần Lương giúp hắn giữ vững bí mật này biện pháp tốt nhất chính là chỗ tốt quan hệ, muốn để Hứa Thuần Lương ý thức được mình đối với hắn hữu dụng. Chỉ cần Hứa Thuần Lương ý thức được mình giá trị lợi dụng, như vậy Hứa Thuần Lương mới sẽ không dễ dàng hủy đi lá bài này. Đương nhiên Lục Vân Kỳ cũng một lần nữa suy nghĩ một chút song phương hợp tác tiền cảnh, Hứa Thuần Lương nói lên hai cái đề nghị đối Tế Châu nhưng thật ra là lợi nhiều hơn hại, đối cá nhân hắn tới nói cũng là một cái tăng thêm chiến tích cơ hội tốt, đã lưỡng toàn tề Mỹ hắn lại cớ sao mà không làm đâu. Hứa Thuần Lương đi vào lần trước Chu Nhân Hòa dẫn hắn đi cổ trạch, nhìn thấy lớn cửa khép hờ. Coi là Chu Nhân Hòa chừa cho hắn lấy cửa, đẩy cửa đi vào, trong sân trăm hoa đua nở, gió xuân đưa tới trận trận hương hoa, cái này trong đó còn trộn lẫn lấy. Huyết tinh. Hứa Thuần Lương ngửi thấy trong gió mùi máu tanh, quanh thân thần kinh trong nháy mắt kéo căng, hắn bước nhanh đi vào nhà chính, nhìn thấy Chu lão gia tử nằm trong vũng máu hấp hối. Hứa Thuần Lương trong lòng chấn kinh, đi vào Chu lão gia tử bên người, thăm dò hơi thở của hắn, mặc dù hơi thở mong manh nhưng là còn có khí tại. Hứa Thuần Lương trước phong bế huyệt đạo của hắn vì hắn cầm máu, lại lấy một viên bí chế tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng của hắn. Cái này tiểu hoàn đan có kéo dài tính mạng hộ thể tác dụng, có trợ giúp ổn định Chu lão gia tử thương thế, giúp hắn vượt qua hung hiểm. Sau đó móc ra điện thoại báo cảnh, cũng kêu gọi 120. Thừa dịp cảnh sát cùng bác sĩ chạy tới khe hở, Hứa Thuần Lương ổn định lại tâm thần là Chu Nhân Hòa bắt mạch. Kỳ thật lần trước hắn trợ giúp Chu Nhân Hòa đã xem bệnh qua một lần, cũng là ở chỗ này. Đánh giá ra Chu Nhân Hòa bệnh nguy kịch, đương lúc hắn đoán chừng Chu Nhân Hòa nhiều nhất còn có nửa năm thọ nguyên, hiện tại đã qua 3 tháng, nói cách khác, coi như Chu Nhân Hòa không tao ngộ lần này ngoài ý muốn, tối đa cũng sống không quá 100 ngày. Mặc dù như thế, nhìn thấy vị trường bối này tao ngộ như thế điều xấu, Hứa Thuần Lương cũng là nội tâm khổ sở, hắn bắt lấy Chu Nhân Hòa tay phải, một cỗ chân khí chuyển vận đến trong cơ thể của hắn, thông qua loại phương pháp này tận lực duy trì hắn sinh mệnh lực. Chu Nhân Hòa lúc này có phản ứng, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, ngươi, rốt cuộc đã đến. Hứa Thuần Lương nói, ngài không cần nói, ta giúp ngài chữa thương. Chu Nhân Hòa chậm rãi lắc đầu nói, hai tử, đừng uổng phí sức lực. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu, ta sau khi đi, ngươi tướng cho cốt của ta táng tại, phụ thân ta, cùng, hắn vốn định nói Hứa Trường Anh nhưng nói đến bên môi cuối cùng không cách nào nói ra miệng. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta minh bạch. Chu Nhân Hòa từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Hứa Thuần Lương, nhuốm máu trên danh thiếp in Phương Văn Chính luật sư danh tự, bởi vì dự cảm mình ngày giờ không nhiều, hắn đã xem thân hậu sự an bài thỏa đáng, hôm nay hẹn Hứa Thuần Lương tới chính là muốn nói cho hắn biết chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, ngài chớ nói chuyện, ta là ngài chữa thương. Chu Nhân Hòa nói, không cần, coi như tránh thoát một kiếp, tối đa cũng không hơn 100 ngày có thể sống. Ta sớm đã chán ghét. Trong khoảng thời gian này, ta mỗi đêm đều mơ tới. Anh tử, là thời điểm tìm nàng gặp nhau. Hứa Thuần Lương trong lòng cảm giác nặng nề, vô luận cao minh đến đâu bác sĩ gặp được một lòng muốn chết người cũng vô kế khả thi. Chu Nhân Hòa chính là như thế, hắn những năm này một mực sống ở trong thống khổ, chết với hắn mà nói cũng không đáng sợ, phản ngược lại mang ý nghĩa giải thoát. Từ khi hắn chủ động tìm tới mình nói ra chuyện cũ, liền đã đang vì rời đi thế giới này làm lấy chuẩn bị. Gặp mặt hôm nay cũng là như thế. Bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, xe cảnh sát cùng xe cứu thương gần như đồng thời đuổi tới.
Chu Nhân Hòa dùng hết toàn lực hướng cảnh sát lớn tiếng nói, là kẻ trộm tướng ta đẩy ngã, cùng. Hắn không quan hệ. Hứa Thuần Lương âm thầm cảm động, lão già này đều đến nước này, đầu tiên nghĩ đến vẫn là vì chính mình rửa sạch hiềm nghi, dù sao mình chạy tới thời điểm chính là loại tràng diện này, nếu như lão gia tử không nói, hắn 10 phần 89 sẽ bị cảnh sát liệt vào người hiềm nghi. Chu Nhân Hòa bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện, Hứa Thuần Lương bị cảnh sát thông lệ tra hỏi, cảnh sát tại Chu Nhân Hòa lão trạch bên trong tìm được giám sát nội dung cùng Hứa Thuần Lương trần thuật sự thật tương xứng. Mặc dù hết thảy thuận lợi, nhưng Hứa Thuần Lương cũng bỏ ra nửa giờ, hắn chạy tới Tế Châu thành phố bệnh viện trên đường, cho Gia Gia gọi một cú điện thoại, để hắn nhanh chóng tìm Tế Châu một chuyến. Hứa Thuần Lương cũng là trải qua một phen châm trước phương mới làm ra quyết định này. Từ mạch tượng đến xem, Chu Nhân Hòa hẳn là tránh không khỏi một kiếp này, nhưng hắn cuối cùng muốn mai táng tại Hứa gia mộ viên yêu cầu, mình cũng không làm chủ được, nhất định phải trải qua Gia Gia đồng ý, muốn Gia Gia đồng ý liền không thể tiếp tục giấu giếm chân tướng. Hứa Trường Thiện hôm nay mới từ Nam Giang trở lại Đông Châu, trong điện thoại Hứa Thuần Lương cũng không có nói cho hắn biết tình huống cặn kẽ, chỉ nói cùng Hồi Xuân Đường có quan hệ, an bài Trịnh Bồi An lái xe hộ tống lão gia tử tới. Hứa Thuần Lương đuổi tới bệnh viện thời điểm, Chu Nghĩa Văn cùng Chu Nghĩa Vũ huynh đệ đều đã tới, Chu Nghĩa Vũ nhìn thấy Hứa Thuần Lương, thù mới hận cũ xông lên đầu, đỏ hồng mắt liền vọt tới, Hứa Thuần Lương, người mẹ nó giáp tâm làm gì? Đối với một lão nhân đều có thể hạ phải đi ngoan thủ. Chu Nghĩa Văn đem hắn ngăn lại sợ hắn xúc động chuyện xấu. Chu Nghĩa Vũ hướng về phía hiện trường cảnh sát giận dữ hét, bắt hắn, vì cái gì không bắt hắn, hắn liền là hung thủ. Hắn liền là hung thủ. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, người mù ồn ào cái gì? Nơi này là bệnh viện, không phải người khóc lóc om sòm địa phương. Chu Nghĩa Văn biết Hứa Thuần Lương đã có thể xuất hiện ở đây, liền chứng minh hắn đã rửa sạch hiềm nghi, đệ đệ kêu gào căn bản là cố tình gây sự. Hắn bình tĩnh nói, Hứa Thuần Lương, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại hung án hiện trường? Hứa Thuần Lương nói, ngươi không là cảnh sát, ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Lúc này một y tá đi tới, náo cái gì náo? Nơi này là bệnh viện, muốn đánh nghĩ náo đi bên ngoài, bên trong chính tiến hành khẩn cấp giải phẫu đâu, quấy nhiễu giải phẫu tiến hành các ngươi có thể phụ trách sao? Ai là Chu Nhân Hòa gia thuộc? Chu Nghĩa Văn cùng Chu Nghĩa Vũ xe tới. Y tá lườm bọn họ một cái, đi theo ta. Hai huynh đệ đi theo y tá đi câu thông thất. Lúc này Văn Chính luật sư sở sự vụ luật sư Phương Văn Chính chạy tới, hắn là tiếp vào Hứa Thuần Lương điện thoại chạy tới, tương hỗ giới thiệu về sau Phương Văn Chính yêu cầu nhìn Hứa Thuần Lương thẻ căn cước, xác định Hứa Thuần Lương thân phận. Phương Văn Chính nói, là như vậy, Chu Nhân Hòa lão tiên sinh một tháng trước đến chỗ của ta liệt một phần di chúc nội dung hơn phân nửa đều cùng ngươi có quan hệ. Bất quá tại hắn tạ thế trước đó vẫn là không tiện công bố. Coi như hắn hiện tại không công bố, Hứa Thuần Lương cũng đoán cái 89 phần 10, Chu Nhân Hòa phần này di chúc đối với hắn kia hai cái nghĩa tử chỉ sợ là kinh thiên đại lôi. Phương Văn Chính nói, lão gia tử hiện tại tình huống thế nào? Hứa Thuần Lương nói, trước mắt còn tại cứu giúp, hẳn là không thể lạc quan. Chu Nhân Hòa một lòng muốn chết, đã không có sống tiếp ý chí, coi như thần tiên cũng khó đem hắn cứu trở về. Hứa Thuần Lương cho hắn ăn vào tiểu hoàn đan hẳn là có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, đương nhiên nếu như Chu Nhân Hòa nguyện ý tiếp nhận hắn chuyển vận chân nguyên, có lẽ còn có thể sống lâu mấy ngày, nhưng là Chu lão gia tử căn bản không phối hợp, Hứa Thuần Lương cũng vô kế khả thi. Phương Văn Chính đã tới cũng không có tính toán lập tức rời đi, dứt khoát ở một bên ngồi xuống, chờ lấy Chu lão gia tử kết quả cuối cùng. Chu Nghĩa Văn cùng Chu Nghĩa Vũ hai huynh đệ từ phòng cố vấn ra, hai trên mặt người đều tràn đầy bi thương. Bác sĩ Minh xác nói cho bọn hắn Chu Nhân Hòa tình huống không thể lạc quan, để bọn hắn chuẩn bị hậu sự. Hai huynh đệ đi đến nơi xa, Chu Nghĩa Văn móc ra một hộp thuốc lá, Chu Nghĩa Vũ tiếp nhận một chi, trước giúp đại ca đốt, thấp giọng nói, lão gia tử thế mà cất giấu một bộ lão trạch, ngay cả chúng ta đều giấu giếm. Chu Nghĩa Văn ý vị thâm trường nói, chỉ sợ hắn giấu giếm chúng ta sự tình còn nhiều nữa. Hắn hướng Phương Văn Chính bên kia nhìn thoáng qua nói, người kia là Văn Chính luật sư sở sự vụ. Hắn tới làm gì? Chu Nghĩa Vũ nói, không nghe nói hắn cùng lão gia tử có quan hệ a. Chu Nghĩa Văn trong lòng hiện lên một tia điểm không may, có phải hay không lão gia tử liệt di chúc? Chu Nghĩa Vũ nói, sẽ không, chuyện lớn như vậy không có lý do giấu giếm chúng ta. Nhưng ngoại trừ lời giải thích này căn bản không nghĩ ra, luật sư xuất hiện ở đây lý do, Chu Nghĩa Vũ nói, coi như liệt di chúc, vì cái gì hắn cùng Hứa Thuần Lương ngồi cùng một chỗ?
Chu Nghĩa Văn thấp giọng nói, lão gia tử đối chúng ta không có nói thật, lúc trước hắn liền cùng Hứa Thuần Lương đã gặp mặt, giữa bọn hắn có không ít bí mật. Không phải cừu gia sao? Chu Nghĩa Vũ có chút lăng loạn. Hai huynh đệ nội tâm cực kỳ thấp thỏm, Phương Văn Chính xuất hiện để bọn hắn ý thức được lão gia tử 89/10 sớm liệt tốt di chúc, mà chương này di chúc quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích. Lão gia tử mặc dù từ Nhân Hòa Đường lui xuống dưới, nhưng là Nhân Hòa Đường nhãn hiệu người nắm giữ là hắn. Nhân Hòa Đường ở các nơi bất động sản hơn phân nửa cũng đều là tên của hắn, mặc dù bọn hắn đã sớm muốn cho lão gia tử tướng Nhân Hòa Đường nhãn hiệu thay đổi đến bọn hắn danh nghĩa, nhưng lão gia tử kiểu gì cũng sẽ tìm ra lý do đùn đỡ. Thậm chí nói chờ mình chết còn không đều là bọn hắn. Anh em nhà họ Chu hiện tại phương mới ý thức tới lão gia tử vẫn luôn tại phòng lấy bọn hắn, chưa chừng một viên đại lôi cho bọn hắn. Chu Nghĩa Vũ nhịn không được, ta đi hỏi một chút. Chu Nghĩa Văn nói, bình tĩnh. Chu Nghĩa Vũ nói, bình tĩnh cái giám a, vạn nhất lão đầu tử làm yêu, người ta vất vả lập nên sự nghiệp đều là của người khác. Chu Nghĩa Văn mặc dù tâm loạn như ma, nhưng vẫn là ra vẻ bình tĩnh, không sao, chúng ta nắm giữ Nhân Hòa Đường 70% cổ phần. Cổ phần tính là gì? Nhãn hiệu không tại trong tay chúng ta, nếu như lão đầu tử đem nhãn hiệu cho người khác, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Nghĩa Vũ thật sự là nhìn không nổi nữa, hắn đi vào Phương Văn Chính trước mặt, móc ra khói gạt ra nụ cười nói, Phương luật sư đi, hút thuốc. Phương Văn Chính lắc đầu, tạ ơn, ta sẽ không. Chu Nghĩa Vũ thừa cơ ngồi xuống, Phương luật sư, ngài cũng là vì phụ thân ta sự tình tới. Phương Văn Chính nhẹ gật đầu. Chu Nghĩa Vũ nói, di chúc sự tình. Phương Văn Chính lại gật đầu một cái, một bên Hứa Thuần Lương thầm suy nghĩ cười, con hàng này khẳng định là khẩn trương. Chu Nghĩa Vũ nói, ta cùng ta đại ca là phụ thân ta di sản hợp pháp người thừa kế, có cái gì di chúc có thể cho chúng ta công bố một chút không? Phương Văn Chính nói, căn cứ Chu Nhân Hòa tiên sinh yêu cầu, hắn di chúc nhất định phải các loại hắn tạ thế sau mới có thể công bố. Chu Nghĩa Vũ nói, di chúc nội dung nhiều ít có thể cho ta lộ ra một chút sao? Phương Văn Chính lắc đầu, hắn vẫn rất có nguyên tắc. Chu Nghĩa Vũ nói, vừa rồi bác sĩ đã để chúng ta chuẩn bị hậu sự. Cha ta tám thành là không được. Hứa Thuần Lương nói, người ước gì hắn đi nhanh lên đúng không? Chu Nghĩa Vũ nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương, chúng ta Chu ra chuyện làm ngươi chuyện gì? Ngươi bớt ở chỗ này mèo khóc con chuột giả từ bi. Hứa Thuần Lương thở dài nói, ta cũng không muốn quản, nhưng Phương luật sư nói, di chúc nội dung có liên quan tới ta không thể làm gì khác hơn là lưu lại. Chu Nghĩa Vũ nghe nói di chúc nội dung cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ. Phổi đều muốn tức nổ tung, Phương luật sư, có chuyện này. Phương Văn Chính nhẹ gật đầu. Chu Nghĩa Vũ cả giận nói, dựa vào cái gì a? Hắn cùng ta cha không có bất cứ quan hệ nào, cha ta di chúc bên trong tại sao muốn nâng lên hắn? Người có lầm hay không? Phương Văn Chính nói, Chu tiên sinh, người có thể hay không nhiều chút kiên nhẫn, kia phần di chúc ta sớm tối đều sẽ công bố, hiện tại mọi người vẫn là Chu lão cầu nguyện hắn bình an vô sự. Chu Nghĩa Vũ tức giận đứng dậy trở lại Chu Nghĩa Văn bên người, hạ giọng nói, đại ca, hỏng, lão đầu tử di chúc bên trong cũng có Hứa Thuần Lương danh tự. Chu Nghĩa Văn mặt âm trầm, ta liền biết. Chu Nghĩa Vũ nói, không thể, ta quyết không cho phép một ngoại nhân đến phân đi chúng ta Chu gia sản nghiệp. Chu Nghĩa Văn nói, tỉnh táo, hiện tại còn không biết di chúc nội dung là cái gì. Hắn trên miệng khuyên Chu Nghĩa Vũ tỉnh táo, nhưng mình đã không bình tĩnh. Hứa Thuần Lương đứng dậy đi xuống lầu, tại tiếp vào thông báo của hắn về sau, Trịnh Bồi An mang theo Hứa lão gia tử chạy tới Tế Châu thành phố bệnh viện, Hứa Trường Thiện không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, trên đường đi đều đang lo lắng bảo bối cháu trai, nhìn thấy Hứa Thuần Lương không việc gì phương mới yên lòng. Người tiểu tử này, nhất kinh nhất xạ, đem ta dọa cho phát sợ. Trịnh Bồi An một bên cũng giúp đỡ nói, lần sau có chuyện gì nhất định phải nói rõ ràng, gia gia ngươi lớn tuổi có thể không chịu nổi dạng này dày vò. Hứa Thuần Lương nói, có một số việc trong điện thoại không tiện nói, hắn đem ra ra mời đến nơi yên tĩnh, tướng chuyện này từ đầu tới đuôi nói một lần. Hứa Trường Thiện đối Chu Nhân Hòa cùng Hứa ra quan hệ hoàn toàn không biết gì cả, nghe Hứa Thuần Lương nói xong, cũng như sấm sét giữa trời quang, kỳ thật những chuyện này đều là hắn năm đó kinh nghiệm bản thân, hắn cũng nghĩ không thông vì sao phụ thân phải kiên quyết phản đối Chu Nhân Hòa cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, trải qua cháu trai kiểu nói này, nhiều năm qua mê hoặc trong nháy mắt đạt được giải đáp. Chu Nhân Hòa là mình cùng cha khác mẹ ca ca chuyện này hẳn là không hề nghi ngờ.
Hứa Thuần Lương nói cho Gia Gia hồi Xuân Đường tấm biển vẫn luôn bị Chu Nhân Hòa bảo tồn tại Lão Trạch bên trong còn có không ít năm đó chứng cứ. Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu, bỗng nhiên cảm giác hai chân một trận như nhũn ra, hắn ngồi xổm xuống, Hứa Thuần Lương nhìn Gia 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 bị kích thích, vội vàng đỡ hắn đi một bên liền ghế dựa ngồi xuống, Hứa Trường Thiện thở phào nói, còn có thể cứu sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu biểu thị giữ nhiều lành ít. Hứa Trường Thiện nói, mang ta đi nhìn xem, có phải hay không còn có gặp hắn một lần cuối cơ hội. Hứa Thuần Lương bồi tiếp lão gia tử đến bên ngoài phòng giải phẫu đã làm xong Chu Nhân Hòa não bộ ngoại thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là bản thân hắn liền có hệ thống tính tật bệnh, hiện tại xuất hiện nhiều cái tạng khí suy kiệt, bác sĩ để bọn hắn chuẩn bị hậu sự, đoán chừng cũng chính là 1-2 giờ sự tình, đại khái suất là không hồi tỉnh tới, để người nhà đi phòng quan sát gặp một lần cuối. Chu Nghĩa Vũ cùng Chu Nghĩa Văn làm trực hệ đương nhiên có thể đi vào, nhưng là bọn hắn yêu cầu người không có phận sự không được đi vào. Hứa Trường Thiện hai ông cháu mặc dù cùng Chu Nhân Hòa có quan hệ máu mủ, nhưng là chuyện này dù sao không có công khai, cũng không có pháp luật bên trên tán thành, viện phương cũng không có khả năng để bọn hắn đi vào. Luật sư Phương Văn Chính lúc này nói, ta đề nghị vẫn là đều vào xem một chút đi, dựa theo Chu Nhân Hòa tiên sinh yêu cầu, ta có thể công khai di chúc, ta tuyên bố di chúc thời điểm, tất cả nhân viên tương quan đều hẳn là ở đây. Chu Nghĩa Vũ còn muốn phản đối, nhưng Chu Nghĩa Văn lặng lẽ kéo hắn một cái cánh tay, gặp một lần cũng sẽ không thay đổi cái gì, trước nghe một chút di chúc nội dung lại nói. Một đám người đều đi khôi phục thất, đôi này bệnh viện tới nói cũng là phá lệ, cũng bởi vì viện phương cho rằng Chu Nhân Hòa đã không có bất luận cái gì thức tỉnh hy vọng. Tiến vào khôi phục thất, Chu Nghĩa Văn run giọng nói cha. Hai hàng nước mắt liền rơi xuống. Chu Nghĩa Vũ không có khóc, hắn khóc không được, hiện tại trong lòng tất cả đều là phụ thân tướng di sản phân cho Hứa Thuần Lương sự tình, nếu như lão gia tử làm như vậy, vậy hắn liền quá không có suy nghĩ. Phương Văn Chính lại trưng cầu ý kiến một chút bác sĩ, quyết định công bố di chúc. Chu Nghĩa Văn, Chu Nghĩa Vũ hai huynh đệ lực chú ý tất cả đều tại Phương Văn Chính trên thân, ngược lại là Hứa Trường Thiện hai ông cháu vây quanh ở Chu Nhân Hòa bên người. Hứa Trường Thiện là Chu Nhân Hòa bắt mạch về sau cũng triệt để hết hy vọng, Chu Nhân Hòa tuổi thọ đã hết, mình cũng không hồi thiên chi lực. Phương Văn Chính lấy ra Chu Nhân Hòa trước đó viết xong di chúc nói, Chu Nhân Hòa tiên sinh một tháng trước tìm tới ta, liệt một phần di chúc phần này di chúc bên trong nhân viên tương quan có Chu Nghĩa Văn, Chu Nghĩa Vũ cùng Hứa Thuần Lương trước sinh. Chu Nghĩa Vũ cả giận nói, Hứa Thuần Lương căn bản không phải chúng ta người Chu gia, hắn dựa vào cái gì có phần xâm cho, cái này không hợp pháp. Phương Văn Chính lạnh lùng nói, Chu tiên sinh là đang chất vấn chuyên nghiệp của ta tính vẫn là đang chất vấn luật pháp quyền uy cùng công chính. Chu Nghĩa Văn để Chu Nghĩa Vũ trước nghe một chút di chúc nội dung lại nói, người này luôn luôn không giữ được bình tĩnh. Hứa Thuần Lương vẫn cầm Chu Nhân Hòa tay, Chu lão gia tử còn là ở vào gây tê sau trạng thái ngủ đông, dựa theo bác sĩ thuyết pháp, hắn hẳn là không thể nào tỉnh lại, Hứa Thuần Lương vẫn là không có từ bỏ hy vọng, tướng một cỗ chân khí lặng lẽ đưa vào Chu Nhân Hòa thể nội. Chờ mong tỉnh lại Chu Nhân Hòa, để hắn cùng Gia Gia gặp được một lần cuối. Phương Văn Chính nói, lập di chúc người, Chu Nhân Hòa, nam. Thông lệ giới thiệu xong Chu Nhân Hòa thân phận cùng người ủy thác thân phận về sau, lại công kỳ di chúc hợp quốc gia pháp luật, là tại Chu Nhân Hòa thân thể khỏe mạnh thần trí thanh tỉnh tình huống dưới định ra, lúc này mới bắt đầu công bố nội dung cụ thể. Ta danh nghĩa tất cả phòng ốc từ Hứa Thuần Lương kế thừa. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái thứ nhất di sản phân phối phương án liền để anh em nhà họ Chu rất là nổi giận, Chu Nghĩa Vũ giận dữ hét, dựa vào cái gì? Chúng ta mới là con trai ruột của hắn a. Phương Văn Chính cải chính, theo ta được biết hai vị là Chu Nhân Hòa tiên sinh con nuôi, giữa các người cũng không cái gì quan hệ máu mủ. Chu Nghĩa Văn cũng không nhìn được, chúng ta không có quan hệ máu mủ, chẳng lẽ hắn cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ máu mủ? Phương Văn Chính nói, hai vị an tâm chớ vội, nghe ta đem di chúc niệm xong. Hắn tiếp lấy công bố một chút Hứa Thuần Lương giấy căn cước số, đây cũng là vì phòng ngừa hai huynh đệ hung hăng càn quấy, nói cho bọn hắn, Chu Nhân Hòa chỉ định phòng ốc người thừa kế chính là Hứa Thuần Lương. Phương Văn Chính nói, ta danh hạ tất cả tiền tiết kiệm công trái, tổng cộng 1.600 vạn, về Hứa Thuần Lương kế thừa. Chu Nghĩa Vũ đã không thể nhịn được nữa, giả, các ngươi một đám thông đồng tốt đến mưu đoạt gia sản của chúng ta. Phương Văn Chính nghĩa chính ngôn từ nói, Chu tiên sinh. Chú ý người tìm từ, người đã dính líu chửi bới là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Chu Nghĩa Văn chân chính quan tâm vẫn là Nhân Hòa Đường thuộc về,
mặc dù hai người bọn họ huynh đệ nắm giữ Nhân Hòa Đường 70% cổ phần, nhưng là Nhân Hòa Đường nhãn hiệu người nắm giữ là lão gia tử, nếu như lão đầu tử tướng nhân cùng Đường nhãn hiệu cũng cho Hứa Thuần Lương, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Ta tướng Nhân Hòa Đường nhãn hiệu cùng tất cả đăng ký đơn thuốc, cùng nắm giữ Nhân Hòa Đường 30% cổ phần lưu cho Hứa Thuần Lương, điều kiện tiên quyết là hắn sinh thời không được đem Nhân Hòa Đường nhãn hiệu chuyển nhượng cho bất luận kẻ nào. Anh em nhà họ Chu nghe đến đó đã triệt để phá phòng, lão gia tử trên tay có giá trị nhất chính là Nhân Hòa Đường nhãn hiệu, hiện tại hắn đem nhãn hiệu cho Hứa Thuần Lương, tương đương với Hứa Thuần Lương nắm mạch máu của bọn họ nắm giữ 70% cổ phần, dù là 90% cũng không nhiều lắm tác dụng, Hứa Thuần Lương hoàn toàn có thể cấm chỉ bọn hắn sử dụng Nhân Hòa Đường nhãn hiệu. Lão đầu tử đủ hung ác a, liền đăng ký đơn thuốc đều cho Hứa Thuần Lương, đây rõ ràng là đem hắn hai huynh đệ đẩy vào tuyệt lộ tiết tấu. Chu Nghĩa Văn nói, Phương luật sư ngươi có lầm hay không, phụ thân của chúng ta làm sao có thể tướng gia sản cho một ngoại nhân. Phương Văn Chính nói, ta đã liên tục tuyên bố qua, phần này di chúc là tại Chu Nhân Hòa tiên sinh thân thể khỏe mạnh thần trí thanh tỉnh tình trạng hạ sắp xếp, hoàn toàn hợp lý hợp pháp, hai vị tốt nhất đừng chất vấn chuyên nghiệp của ta tính. Chu Nghĩa Vũ cả giận nói, cầu thí chuyên nghiệp tính, trong thiên hạ nào có làm cha đem gia sản không cho nhi tử lưu cho ngoại nhân đạo lý. Ngươi mang theo ngươi kia phần giả di chúc cút ra ngoài cho ta, chúng ta Chu gia sự tình không tới phiên ngươi tới làm chủ. Chu Nghĩa Văn nói, Hứa Thuần Lương, ngươi cũng ra ngoài. Chúng ta Chu gia sự tình không nhọc ngoại nhân hao tâm tổn trí. Lúc này Chu Nhân Hòa lại chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm mặc dù suy yếu có thể nói đến chữ chữ rõ ràng, Chu gia sự tình làm sao đến phiên các ngươi làm chủ. Ngoại trừ Hứa Thuần Lương, ai cũng không nghĩ tới Chu Nhân Hòa thế mà còn có thể tỉnh lại. Từng cái giật mình không nhỏ. Bác sĩ cùng y tá nghe hỏi chạy đến, chuẩn bị là Chu Nhân Hòa kiểm tra thân thể, Chu Nhân Hòa chậm rãi lắc đầu nói, không cần, ta có mấy câu nói. Hắn nhìn qua Hứa Trường Thiện, trong lúc nhất thời không phải nói cái gì, Hứa Trường Thiện có thể xuất hiện ở đây kỳ thật đã rất nói rõ vấn đề, huynh đệ ở giữa, một ánh mắt liền đã truyền đạt hết thảy, Hứa Trường Thiện chủ động nắm chặt tay của hắn, run giọng nói, đại ca. Một tiếng đại ca bao hàm khó mà nói rõ cảm xúc, Hứa Trường Thiện cái mũi chua chua, nhiệt lệ rì rào mà rơi, Chu Nhân Hòa càng là nước mắt tuôn đầy mặt, đời này của hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ nhận tổ quy tông, bị người nhà thừa nhận, nhiều năm như vậy một mực sống ở hiểu lầm cùng ủy khuất bên trong, Lâm Trung trước đó rốt cục nghe được đồng bào huynh đệ gọi hắn một tiếng đại ca, hắn chết cũng không tiếc. Chu Nghĩa Văn cùng Chu Nghĩa Vũ hai người huynh đệ trợn mắt hốc mồm. Lão đầu tử không phải cùng Hồi Xuân Đường là cửu nhân không đội trời chung sao? Làm sao Hứa Trường Thiện vậy mà gọi hắn đại ca, loạn, triệt để lộn xộn. Chu Nhân Hòa mím môi nói, huynh đệ, những năm này ủy khuất ngươi. Hứa Trường Thiện nói, đại ca, chịu nhục chính là ngài đây này. Chu Nhân Hòa vui đến phát khóc, chuyển hướng Phương Văn Chính nói, Phương luật sư, thêm một cái nữa, Hứa Thuần Lương là ta cháu trai ruột, là ta duy nhất hợp pháp người thừa kế. Chu Nghĩa Vũ giận dữ hét, lão già, người nói cái gì? Hứa Trường Thiện bỗng nhiên đứng dậy, trở tay giúp Chu Nghĩa Vũ một cái bạt tai, cái này bàn tay đánh cho Chu Nghĩa Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, che lấy gương mặt nói, ngươi. Ngươi đánh ta. Hứa Trường Thiện cả giận nói, đánh chính là ngươi đổ hỗn chứng này, dưỡng dục tri ân lớn hơn trời, nếu như không có ta đại ca, hai người các ngươi sao lại có hôm nay, các ngươi không những không nhớ dưỡng dục tri ân, ngược lại nói lời ác độc, đánh ngươi đều là nhẹ. Chu Nghĩa Văn nói, nhị đệ, người vẫn không rõ, người ta đã sớm thông đồng tốt mưu đoạt gia sản của chúng ta. Chu Nhân Hòa cười lạnh nói, Nghĩa Văn a, người thông minh như vậy chẳng lẽ còn nhìn không thấu, đối hai người các ngươi lũ sói con, ta một mực đề phòng, lúc đầu ta còn đọc cái này mấy chục năm tình phụ tử, cho các ngươi có lưu chỗ trống, nhưng các ngươi đã như vậy tuyệt tình, ta cũng không có gì đáng lưu luyến, Phương luật sư. Làm phiền ngươi sẽ giúp ta khởi thảo một phần tuyên bố, ta cùng Chu Nghĩa Văn Chu Nghĩa Vũ hai người kể từ hôm nay đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Chu Nghĩa Văn lạnh hừ một tiếng nói, ngươi liền không lo lắng cho mình không người tống chung. Chu Nhân Hòa nhìn một chút Hứa Trường Thiện lại nhìn một chút Hứa Thuần Lương nói, không lo lắng, ta có thân huynh đệ còn có cháu trai ruột. Chu Nhân Hòa nói, phiền phức giúp ta tướng hai người bọn họ đuổi đi ra. Hứa Thuần Lương đi hướng anh em nhà họ Chu nói, hai vị mời đi. Chu Nghĩa Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, họ Hứa, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hứa Thuần Lương lạnh nhạt cười nói, thừa dịp ta không có ý định cùng ngươi so đo trước đó mau chóng rời đi, không phải ta sẽ để cho ngươi biết vậy chẳng làm.
Chu Nghĩa Văn hướng Chu Nghĩa Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hiện tại lưu lại nháo sự cũng náo không ra kết quả gì, bọn hắn vẫn là nhanh đi về chuẩn bị sớm. Hai người huynh đệ đến đi ra bên ngoài, Chu Nghĩa Vũ đã mất đi lý trí, đại ca, không thể dạng này coi như xong, chúng ta Chu gia đồ vật tại sao có thể tiện nghi bọn hắn Hứa gia. Lão đầu tử hồ đồ rồi, nhà mình đồ vật đều cho ngoại nhân, hắn di chúc không thể giữ lời. Chu Nghĩa Văn lạnh hừ một tiếng nói, lão già sớm liền chuẩn bị xong bầy chúng ta một đạo, di chúc phương diện chúng ta là tìm không ra mau bệnh, hiện tại chỉ có thể tưởng tượng như thế nào bổ cứu. Hai người huynh đệ đều phi thường rõ ràng, Chu gia trọng yếu nhất tài sản không phải phòng ở cũng không phải tiền mặt, mà là nhân hòa đường chiêu bài, theo bọn hắn nghĩ chiêu bài này chẳng những thuộc Vu lão đầu tử, có rất lớn một phần là bọn hắn, nhân hòa đường thế nhưng là tại trên tay của bọn hắn phát triển lớn mạnh, lão đầu tử làm như vậy chẳng khác gì là tại trong lòng của bọn hắn thịt. Chu Nghĩa Vũ nói, lão đầu tử cùng Hứa Trường Thiện là huynh đệ. Chu Nghĩa Văn thở dài nói, hiện tại xem ra cũng không giả, ta nghìn tính vạn tính không có tính tới tầng này. Chu Nghĩa Vũ nói, lão già từ vừa mới bắt đầu liền đem chúng ta mơ mơ màng màng, chưa hề cũng không có đem chúng ta xem như là hắn con ruột. Chu Nghĩa Văn nói, vốn cũng không phải là thân sinh. Kia phần di chúc để trong lòng còn sót lại điểm này thân tình không còn sót lại chút gì. Hai huynh đệ đứng tại bãi đỗ xe không có lập tức rời đi, Chu Nhân Hòa vừa rồi tỉnh lại đến tột cùng vượt qua nguy hiểm vẫn là hồi quang phản chiếu, bọn hắn hẳn là như thế nào làm mới có thể thay đổi cục diện. Ứng Chu Nhân Hòa yêu cầu, hắn cùng Hứa Trường Thiện nói riêng hơn mấy câu, những người khác lui ra ngoài. Chu Nhân Hòa từ đầu đến cuối bắt lấy Hứa Trường Thiện tay, Trường Thiện, ta xin lỗi Hứa gia a. Hứa Trường Thiện thở dài nói, đại ca, sự tình đều đi qua, nếu như không phải ngươi, cũng không giữ được Hứa gia hồi xuân đường. Chu Nhân Hòa dưng dưng nói, nếu như không phải ta xuất hiện, Trường Anh sẽ không phải chết, cha cũng sẽ không chết, ta là Hứa gia tội nhân. Hứa Trường Thiện nói, đại ca, ngài đừng nghĩ như vậy, thế sự vô thường, trời xui đất khiến, hết thảy đều là mệnh chung chú định. Hắn đã từ Hứa Thuần Lương nơi đó biết được hết thảy, khi nhìn đến Chu Nhân Hòa làm hết thảy về sau đã triệt để minh bạch, tỷ tỷ bi kịch suy cho cùng vẫn là phụ thân một tay tạo thành, nếu như hắn sớm một chút nói ra chân tướng, nhận đại ca, cũng sẽ không phát sinh đến tiếp sau hết thảy. Phụ thân sau tới chọn tự vận, cũng là bởi vì hắn cảm thấy thẹn với nhi nữ. Hắn dùng loại phương thức này bảo vệ hồi xuân đường, bồi thường Chu Nhân Hòa, chỉ là phụ thân cũng không nghĩ ra hắn làm hết thảy cũng không để Chu Nhân Hòa đến giải thoát, ngược lại để hắn mang theo lòng áy náy thống khổ cả đời. Chu Nhân Hòa nói, Trường Thiện, ta lần này lập hạ di chúc có thể sẽ mang cho Thuần Lương một chút phiền toái. Hứa Trường Thiện nói, người đây có thể yên tâm, tiểu tử này đủ kiên cường, có thể giải quyết bất cứ phiền phức gì. Chu Nhân Hòa khóe môi lộ ra một tia hiểu ý tiếu dung, người ngày thường tốt tôn nhi a. Hứa Trường Thiện nói, cũng là cháu trai của ngài, người cũng rất thương hắn. Chu Nhân Hòa nói, thật hâm mộ người a, con cháu cả sảnh đường, ta mặc dù thu dưỡng hai cái, nhưng đều là lòng lang dạ thú đổ vật. Hứa Trường Thiện khuyên giải nói, phụ tử một trận ngươi cũng không cần quá hà khắc rồi. Chu Nhân Hòa thở dài nói, Trường Thiện, hai người bọn họ sở tác sở vi ta đều nhìn ở trong mắt. Ta hôm nay gặp chi kẻ trộm kỳ thật. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại. Hứa Trường Thiện ý thức được cái gì, thấp giọng nói, chẳng lẽ là bọn hắn. Chu Nhân Hòa nói, việc này không nói cũng được, Trường Thiện, thời gian của ta không nhiều lắm, đã Thuần Lương tướng hết thảy đều nói cho ngươi, ta cũng không ngại mặt dày cầu ngươi một sự kiện, sau khi ta chết nghĩ táng tại phụ thân bên người. Hứa Trường Thiện kỳ thật minh bạch tâm ý của hắn chân chính nghĩ làm bạn chính là tỷ tỷ Hứa Trường Anh. Sự tình qua đi nhiều năm như vậy, nghĩ không ra trong lòng của hắn vẫn là không qua được đạo khảm này. Hứa Trường Thiện gật đầu nói, người một nhà nguyên ứng táng cùng một chỗ, đại ca, ngài yên tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng. Chu Nhân Hòa cầm thật chặt Hứa Trường Thiện tay, ta cả đời này lại không tiếc nuối. Hứa Trường Thiện cảm giác hắn nắm chặt mình tay dần dần nới lỏng, lại nhìn thời điểm, Chu Nhân Hòa đã mỉm cười mà qua. Hứa Trường Thiện nhìn qua vị này một mực bị mình coi là cửu nhân đại ca. Ngẫm lại hắn những năm này tao ngộ, trong lúc nhất thời buồn từ tâm đến, nước mắt tuôn đầy mặt. Hứa Thuần Lương biết được Chu Nhân Hòa đã qua đời tin tức, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là cảm thấy khổ sở, trưng cầu ý của gia gia, hắn quyết định đến xử lý lần này tang lễ. Dựa theo Chu Nhân Hòa mình nguyện vọng, Hứa Trường Thiện quyết định tại Tế Châu nơi đó thiết linh đường, sau khi hỏa táng tướng cho cốt của hắn mang về Đông Châu an táng.
cân nhắc đến Chu Nghĩa Văn, Chu Nghĩa Vũ hai huynh đệ dù sao cũng là Chu Nhân Hòa con nuôi, Hứa Trường Thiện cái này đương thúc thúc tự mình cho bọn hắn gọi điện thoại, nghĩ không ra cái này hai huynh đệ cực kỳ tuyệt tình, lớn tiếng lão đầu tử đã cùng bọn họ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, đã di sản đều cho hắn cái gọi là cháu trai ruột Hứa Thuần Lương, như vậy tang lễ liền nên là Hứa gia xử lý. Hứa Trường Thiện cũng không nghĩ tới hai người này tuyệt tình như thế, vì di sản vậy mà không niệm phụ thân dưỡng dục tri ân, Hứa Trường Thiện là đại ca cảm giác sâu sắc không đáng. Hứa Thuần Lương đối kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, anh em nhà họ Chu hai nguyên bản là lương bạc người, bọn hắn không muốn xử lý, mình đến xử lý, khẳng định để lão gia tử nở mày nở mặt đi. Hứa Thuần Lương trước hướng Hồ Sơn Trấn xin phép nghỉ, Tần Chính Dương nghe nói Hứa Thuần Lương nhà bá tổ phụ đi, lập tức cho hắn phê giả, hỏi rõ linh đường sở thiết địa điểm, biểu thị ngày thứ hai sẽ chạy tới phúng viếng. Hứa Thuần Lương tại Tế Châu nơi đó không có nhiều bằng hữu, nhưng là Phương Văn Chính tại, Phương Văn Chính giúp hắn liên hệ chuyên nghiệp quản linh cữu và mai táng nhân viên. Hứa Thuần Lương phải làm lớn đặc biệt xử lý, muốn cho anh em nhà họ Chu nhìn xem, không có bọn hắn so có bọn hắn càng thêm phong quang. Hứa Trường Thiện lần này cho ba đứa con cái hạ tử mệnh lệnh, tất cả mọi người cần phải có mặt bọn hắn bá phụ tang lễ, không phải về sau cũng đừng nghĩ lại vào trong nhà. Hắn ba đứa con cái đều có chút mơ hồ, sống nửa đời người đột nhiên xuất hiện một cái bá phụ, mà lại cái này bá phụ còn là đã đi qua hồi xuân đường cửu nhân, nhưng là cha mệnh không dám cãi, ngoại trừ Hứa Gia Hiên chưa xác định khi nào gấp trở về bên ngoài, Hứa Gia An cùng Hứa Gia Văn đều trước tiên chạy tới Tế Châu. Hứa Trường Thiện nhìn thấy Chu Nhân Hòa bảo tồn nhiều năm hồi xuân đường bảng hiệu, nhìn vật nhớ người, khó tránh khỏi lại là thương tâm khổ sở, những năm gần đây đại ca vì bảo trụ hồi xuân đường chịu nhục, thậm chí đưa tới lao ngục tai ương, mình còn một mực đem hắn coi là thế bất lưỡng lập cửu nhân. Hứa Thuần Lương lo lắng ra ra thân thể, để hắn nghỉ ngơi, thủ linh sự tình chủ động nhận lãnh đến, loại chuyện này không thể thiếu nhân thủ, Hứa Thuần Lương đem Trương Hải Đào, Đinh Tứ những người này đều gọi đi qua. Phổ Kiến nghe nói chi sau cùng ngày liền từ Kinh Thành đi Tế Châu, hắn năng ngôn thiện đạo, phụ trách quản lý. Văn Lữ Cục Phương Diện cũng nhận được tin tức, Phạm Lý Đạt trước tiên đuổi tới, hắn nói cho Hứa Thuần Lương ngày mai Cục trưởng Phó Quốc Dân sẽ đích thân tới phúng viếng. Bên này vừa mới dựng lên lều chứa linh cữu, Lục Phân Kỳ đã nghe tin tức chạy tới, Chu Nhân Hòa tại Tế Châu nơi đó có được tương đương sức ảnh hưởng lớn, hắn tạ thế bản thân liền là một cái lớn tin tức. Huống chi anh em nhà họ Chu Tuyên Dương khắp trốn gia sản của bọn hắn bị ngoại nhân chiếm đoạt, đã bắt đầu chuẩn bị thư kiện. Nhân Hòa Đường lão trưởng quỹ đem gia sản để lại cho hồi xuân đường thiếu đông gia, chuyện này phi thường truyền kỳ, dẫn tới rất nhiều người đều muốn tìm dễ dò xét đáy. Càng kỳ quái hơn chính là, Chu Nhân Hòa qua đời, hai đứa con trai không muốn ra mặt xử lý tang lễ, là Hứa Thuần Lương người ngoài này xử lý. Lục Vân Kỳ ban sơ từ Lương Hinh nơi đó nghe được tin tức này. Còn tưởng rằng có người cùng Hứa Thuần Lương trùng tên, về sau mới làm rõ ràng Chu Nhân Hòa chỉ định người thừa kế chính là Hứa Thuần Lương, lần này hắn cũng ngồi không yên, Hứa Thuần Lương trong nhà có việc tang lễ, mình không thể giả bộ như không biết, nhất định phải trước tiên đuổi tới. Hứa Thuần Lương hôm nay là hiếu tử hiền tôn, làm đủ lễ tiết, nhìn thấy Lục Vân Kỳ tới hắn cũng là muốn quỳ đi xuống, Lục Vân Kỳ không đợi hắn quỳ xuống liền xông đi lên nâng hắn, nén bi thương a, Chu lão gia tử diệu thủ nhân tâm. Đức cao vọng trọng, ta đi qua cũng nhận được qua lão nhân gia ông ta ân huệ. Lục Phân Kỳ lời này không giả, cha mẹ của hắn đều là Nhân Hòa Đường bệnh cũ hào. Hứa Thuần Lương đơn giản tướng Chu Nhân Hòa nguyên nhân cái chết nói một lần, Lục Phân Kỳ chân chính quan tâm là Hứa Thuần Lương cùng Chu Nhân Hòa quan hệ, nghe nói là Hứa Thuần Lương bá tổ phụ, lần này sáng tỏ, lại đi an ủi Hứa Trường Thiện lão gia tử. Phổ Kiến chính cùng Đinh Tứ bọn hắn trò chuyện, gặp được loại chuyện này không có khả năng phổ thiên cùng buồn. Mấy người bọn hắn chính là hỗ trợ tham gia náo nhiệt, chính cắt tỉa Hứa Thuần Lương trong nhà đoạn này quan hệ. Phổ Kiến có chút buồn bực a, vì cái gì Chu Nhân Hòa qua đời hắn hai đứa con trai không ra mặt xử lý, ngược lại là Hứa Thuần Lương, liền xem như bá tổ phụ cũng không tới phiên hắn. Ninh Tứ đã nghe ngóng, thấp giọng nói, ta nghe nói Chu lão gia tử lập xuống di chúc tướng tất cả di sản đều lưu cho Hứa Thuần Lương, hắn hai đứa con trai kia khẳng định không vui a, trong cơn tức giận không nguyện ý ra mặt xử lý tang lễ. Trương Hải Đào nói, cũng quá không phải thứ gì, đem bọn hắn nuôi dưỡng thành người không chịu cho lão gia tử dưỡng lão Tống Trung, lại nói cũng không ít cho bọn hắn a, Nhân Hòa Đường hơn phân nửa cổ phần không phải cho bọn họ. Ninh Tứ nói, người biết cái gì, Chu lão gia tử là nhãn hiệu người nắm giữ, hắn đem Nhân Hòa Đường nhãn hiệu cho Hứa Trấn Trưởng. Phổ Kiến nói, ngoại tào,
Hứa Thuần Lương cũng quá có phúc phần nhân hòa đường cái này nhãn hiệu không được gặp mấy ức. Đinh Tứ nói, người ta Hứa trấn trưởng không thiếu chút tiền ấy. Phổ Kiến nói, tổ tiên tích đức, tổ tiên tích đức a, ta thế nào liền không có cái số ấy. Phạm Lý Đạt bên kia hô mấy người bọn hắn đi hỗ trợ, Đinh Tứ đi trước, Phạm Lý Đạt giao đời mấy người bọn hắn hai ngày này nhìn kỹ chút, đề phòng có người nháo sự. Đinh Tứ nói, ai mẹ nó dám nháo sự ta phế đi hắn. Phạm Lý Đạt nói, đừng hơi một tí kêu đánh kêu giết, xã hội pháp trị, có chuyện tìm cảnh sát nhân dân. Phổ Kiến nói, Phạm Cục, ngài là lo lắng anh em nhà họ Chu hai nháo sự. Phạm Lý Đạt nói, ta vừa cùng Phương luật sư nói một chút, không bài trừ loại khả năng này. Phổ Kiến nói, bọn hắn ăn hùng tâm báo tử đàm. Ta xem bọn hắn dám. Phạm Lý Đạt nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cân nhắc Chu Toàn một điểm luôn luôn chuyện tốt. Đốt giấy để tang Hứa Thuần Lương đi tới, đem Lục Vân Kỳ giới thiệu cho Phạm Lý Đạt nhận biết, lại để cho Trương Hải Đào đi một chuyến tòa báo, đem Chu lão gia tử cùng hai cái bất hiếu tử đoạn tuyệt phụ tử quan hệ tuyên bố san phát ra tới. Chính lời nhắn nhủ thời điểm, Hứa Trường Thiện đến đây, để hắn tạm thời đừng phát cái này tuyên bố, dù sao cũng là mấy chục năm phụ tử, hiện tại Chu Nhân Hòa đi, tái phát cái này tuyên bố cũng quá tuyệt tình. Hứa Thuần Lương minh bạch ra ra không muốn huyên náo quá cương. Nhưng là Chu Nghĩa Văn Chu Nghĩa Vũ hai huynh đệ bởi vì di sản vấn đề phân phối, liền Chu lão gia tử tang sự đều cự tuyệt xử lý, đủ để chứng minh nhân phẩm của bọn hắn, cùng cái này hai cái rác rưởi đoạn tuyệt quan hệ cũng không có gì có thể tiếc. Chu Nghĩa Văn Chu Nghĩa Vũ hai huynh đệ cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn sau khi rời bệnh viện liền liên hệ luật sư, nhìn xem phải chăng có thể lật đổ lão đầu tử phần này di chúc. Luật sư nghe nói là Phương Văn Chính trợ giúp sắp xếp di chúc. Lập tức phụng khuyên bọn họ hai huynh đệ không muốn si tâm vọng tưởng, Phương Văn Chính người này chuyên nghiệp trình độ rất cao, tại Tế Châu pháp luật giới danh khí cũng rất lớn. Vấn đề mấu chốt nhất là, phần này di chúc là Chu Nhân Hòa khi còn sống tự mình sắp xếp, nghĩ muốn lật đổ di chúc, một là chứng minh Chu Nhân Hòa lập xuống di chúc thời điểm thần trí không rõ hay là bị người bức hiếp. Anh em nhà họ Chu kỳ thật nghiệp vụ nghiên cứu qua pháp luật tương quan điều lệ, bọn hắn cho rằng nên bắt đầu từ hướng này. Mặc dù bọn hắn nguyện ý ra trọng kim đến đánh trận này kiện cáo, nhưng là Tế Châu không có luật sư chịu tiếp nhận, dù sao hơi có đầu não người đều rõ ràng quan này ti không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ngay tại hai người vô kế khả thi thời điểm, Minh Đức tập đoàn Hoàng Hữu Long chủ động thân xuất viện thủ, hắn là hai người tìm được một đại luật sư Trần Nguyên, cùng ngày từ Kinh Thành chạy tới Tế Châu, trợ giúp hai người xử lý di chúc phương diện sự tình. Mặt ngoài nhìn Chu Nhân Hòa di chúc là nhà bọn hắn nội bộ sự tình. Nhưng trên thực tế lại quan hệ đến Minh Đức tập đoàn lợi ích, bởi vì Minh Đức tập đoàn cùng Nhân Hòa Đường là xâm nhập quan hệ hợp tác, Nhân Hòa Đường tương lai biến động khẳng định cùng Minh Đức tập đoàn lợi ích cùng một nhịp thở. Chu Nhân Hòa qua đời đêm đó hạ một đêm mưa phùn, Hứa Thuần Lương để cho người ta tại Linh Đường phát lên chậu than, cung cấp trước đến giúp đỡ bằng hữu chống lạnh. Mặc dù Hứa Thuần Lương khuyên ra ra đi trong phòng nghỉ ngơi, nhưng Hứa Trường Thiện cũng là trắng đêm chưa ngủ. Một đêm này hắn kiểm lại một chút đại ca những năm này bí mật cất giữ tại lão trạch đồ vật, đọc qua đi qua tập ảnh, trong lòng càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hồi Xuân Đường có thể may mắn còn sống sót đến hôm nay, chủ yếu là phụ thân hy sinh, đại ca chịu nhục, nếu không phải có bọn hắn nỗ lực, chỉ sợ Hồi Xuân Đường sớm đã bị hủy bởi thời năm 1970, buồn cười mình một mực lấy Hồi Xuân Đường cản vệ người tự cho mình là... Hứa Gia An cùng Hứa Gia Văn hai tỷ muội đều tại tối hôm qua chạy tới Tế Châu, cái này đột nhiên xuất hiện đại bá để cho hai người cũng là cực kỳ chấn kinh, kỳ thật hai tỷ muội đối vị này đại bá cũng không quá sâu ấn tượng, chỉ có một chút giải cũng là liên quan tới Chu Nhân Hòa cùng Hồi Xuân Đường ở giữa ân oán. Bởi vì Hứa Trường Thiện không nghĩ những thứ này ân oán kéo dài tiếp, cho nên hắn cũng chưa từng tướng nội tình nói cho con cái. Tại Hứa Gia An bọn hắn xem ra Hứa Gia cùng Chu Gia nên là cả đời không qua lại với nhau. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hiện tại hai nhà quan hệ tới cái 180 độ lớn dễ ngoặt. Chu Nhân Hòa thế mà biến thành phụ thân thân ca ca. Liền tang lễ cũng là bọn hắn Hứa Gia ra mặt xử lý. Mặc dù hai cái nữ nhi đều đã trở về, nhưng là Hứa Trường Thiện vẫn là cho rằng nàng nhóm không đủ coi trọng, nhất là đại nữ nhi Hứa Gia An, bình thường nàng không trở lại coi như xong, hiện tại là đại bá qua đời, trưởng phu nàng nhi nữ đều hẳn là qua tới tham gia tang lễ. Lão gia tử không vui hai cái nữ nhi đều nhìn ở trong mắt, Hứa Gia Văn dù sao thận trọng, tướng tỷ tỷ lặng lẽ gọi qua một bên, nhắc nhở nàng tận lực vẫn là thông chi người nhà tại tang lễ ngày đó đuổi tới Tế Châu. Hứa Gia An cảm giác sâu sắc không giải,
nhỏ giọng nói, cũng không biết cái nào ra như thế một vị đại bá, chúng ta chỗ chống nữ tới không được sao, bọn nhỏ công việc học tập bận rộn như vậy, còn muốn bọn hắn chuyên đến một chuyến. Hứa Gia Văn nói, cha rất ít chủ động yêu cầu chúng ta làm cái gì, lần này hắn coi trọng như vậy, chúng ta tuyệt đối không nên vi phạm với hắn ý tứ, đừng để lão gia tử thương tâm, hiện tại giao thông như thế thuận tiện, bọn nhỏ hướng trở lại tối đa cũng chính là 2 ngày, chậm trễ không có bao nhiêu chuyện. Hứa Gia An bất đắc dĩ, chỉ có thể cho trưởng phu, người thân gọi điện thoại, trưởng phu Lương Thụ Đức bên kia còn dễ nói, hắn nguyện ý tại tang lễ cùng ngày chạy tới, nhưng nhi tử Lương Lập Nam nữ nhi Lương Lập Hân đều nói mình bận quá không có thời gian. Hứa Gia An đem tình huống nói cho phụ thân, coi là có thể đến lão gia tử thông cảm. Chưa từng nghĩ Hứa Trường Thiện chỉ là hờ hững nói một câu, bọn hắn lần này không chịu đến các loại ta thời điểm chết cũng không cần tới. Hứa Gia An thế mới biết phụ thân là sao mà quan tâm đại bá tang lễ, tranh thủ thời gian lại cho người thân gọi điện thoại hết lời ngon ngọt cuối cùng khuyên bọn họ cho chính mình cái này mặt mũi. Hứa Trường Thiện sáng sớm hướng linh đường đi một chuyến, cho đại ca hóa vàng mã dâng hương, nhìn qua đại ca ảnh chụp, trong lòng lại khó chịu, mình sống nhanh cả một đời, phút cuối cùng mới biết được vẫn luôn có vị cùng cha khác mẹ ca ca, còn một mực coi hắn là cửu nhân nhìn, ngẫm lại cũng có chút áy náy. Hứa Thuần Lương đi vào Gia Gia bên người khuyên nhủ, Gia Gia, người chết không có thể sống lại, bá tổ phụ trước khi lâm chung có thể cùng ngài nhận nhau đã được đền bù tâm nguyện, hắn đời này bảo hộ hồi xuân đường, sáng tạo nhân hòa đường, hiện tại lại đem hồi xuân đường đồ vật giao cho trên tay của ta, tin tưởng bá tổ phụ đã không tiếc nuối. Hứa Trường Thiện gật đầu nói, chính vì vậy, ta mới vì hắn cảm thấy ủy khuất. Hắn cả đời này chịu nhục, lưng đeo nhiều như vậy bêu danh. So với hắn ta căn bản không có là hồi xuân đường làm cái gì. Ngài tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, bá tổ phụ ở trước mặt ta đối với ngài khen không dứt miệng đâu, nói ngài nhân phẩm chính trực, làm việc quang minh lỗi lạc. Hứa Trường Thiện mím môi, nắm chặt Hứa Thuần Lương tay nói, Thuần Lương a, ra ra đời này không thể cho ta vị đại ca kia làm một chuyện gì, ta liền nghĩ để hắn nở mày nở mặt đi, ngươi hiểu chưa? Hứa Thuần Lương liên tục gật đầu, trên thực tế hắn cũng chính là tại làm như vậy. Gia Gia ngài yên tâm, hết thảy đều giao cho ta, ngài một mực bảo trọng tốt thân thể, ta có nhiều như vậy bằng hữu, chỗ nào không hiểu ta có thể thỉnh giáo hai vị cô cô. Hứa Trường Thiện thở dài, hai cái nữ nhi, tiểu nữ nhi còn tốt, đại nữ nhi là không trông cậy được. Còn tốt chính mình có cái hiểu chuyện bảo bối cháu trai, hắn nhớ tới nhi tử Hứa Gia Hiên, cha ngươi đuổi về được sao? Hứa Thuần Lương nói, có liên lạc, hắn nói sẽ bài trừ ngàn khó vạn hiểm gấp trở về. Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu, hắn đối Hứa Gia Hiên đứa con trai này lúc đầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao có cháu trai ở chỗ này chủ trì đại cục là được. Lúc này có người tặng hoa vòng đến đây, một đoàn người áo đen các loại người đều có, tại Cơ Giai Giai dẫn đầu hạ đến đây phúng. Hứa Thuần Lương nhìn Phổ Kiến một chút, Phổ Kiến tranh thủ thời gian lắc đầu, không có quan hệ gì với mình, hắn cùng Cơ Giai Giai cũng không có nhiều giao tình. Hứa Thuần Lương đều không nghĩ ra Cơ Giai Giai là làm sao mà biết được, sư phụ gặp đồ đệ cũng không thể dập đầu, Cơ Giai Giai gặp Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian cúi đầu, sư phụ, ngài bớt đau buồn đi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đến thêm cái gì loạn a? Hắn độ cao hoài nghi là Hoa Trục Nguyệt nói cho Cơ Giai Giai, bất quá hỏi qua mới biết được, Cơ Giai Giai là từ Phó Học Đông nơi đó đạt được tin tức, Phó Học Đông là Phó Quốc Dân nhi tử, mấy ngày nay Phó Học Đông cùng hắn mẹ cùng đi Đông Châu thăm viếng phụ thân. Biết được Hứa Thuần Lương trong nhà có tang sự, hắn cùng Cơ Giai Giai vị sư tỷ này vẫn luôn là có liên hệ, thuận tiện nói cho Cơ Giai Giai. Cơ Giai Giai vốn là thích tham gia náo nhiệt, nghe nói sư phụ nhà có việc tang lễ, thế là mang theo một bang quốc tế bạn bè tới cổ động, dù sao nàng xuất tiền, đám người này đều đi theo đến đây. Hứa Thuần Lương quan tâm nàng khi nào thì đi, Cơ Giai Giai biểu thị mình nhất định phải tham gia xong tang lễ lại rời đi, không cần sư phụ an bài, nàng toàn bộ hành trình tự trả tiền. Đi đánh dấu chỗ trực tiếp rút 10 vạn tiền biếu, Phạm Lý Đạt cái nào gặp qua như thế lớn chiến trận, 10 vạn A, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, Hứa Thuần Lương hiện tại tốt xấu cũng coi như cán bộ quốc gia, nếu là nhận lấy chỉ sợ về sau sẽ có phiền phức. Hắn mau đem Hứa Thuần Lương kêu đến, trưng cầu ý kiến của hắn, Hứa Thuần Lương từ vừa mới bắt đầu liền cân nhắc đến, yêu cầu vượt qua 500 tiền biếu không thu, đem Cơ Giai Giai hô qua một bên, Giai Giai, ngươi cũng đừng cho ta thêm loạn. Ta là thể chế bên trong người, không thể nhận nhiều như vậy tiền biếu, ta cũng không thiếu tiền. Cơ Giai Giai cười nói, khẩu khí rất lớn ngài so ta còn có tiền sao?
Hứa Thuần Lương nói, đừng đem ta một cái đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng cán bộ quốc gia cùng như ngươi loại này không làm mà hưởng phú nhị đại đánh đồng. Xem thường ai đây, đúng vậy, ngài không muốn cũng không cần, ta không giúp được tiền trận ta liền giúp cái nhân chàng đi. Hứa Thuần Lương để Phổ Kiến an bài bọn hắn đám người này, Phổ Kiến cũng chế nhạo, trực tiếp mỗi người phát một đỉnh nón tang, đối Cơ Giai Giai đặc biệt chiếu cố, cho nàng một thân đồ tang, lý do là Hứa Thuần Lương là sư phụ nàng tương đương là cha nàng. Đương sư phụ đều đốt giấy để tang, làm đồ đệ khẳng định cũng phải học theo. Cơ Giai Giai cha ruột truyền ra tin chết thời điểm đều không có đốt giấy để tang, ở chỗ này đuổi kịp, nàng lúc này mới ý thức được không phải cái gì náo nhiệt đều thích hợp góp, bất quá nàng cũng không có làm trái Phổ Kiến ý tứ, quyền đương thể nghiệm sinh sống, còn để cùng với nàng tới đám kia quốc tế bạn bè tất cả đều đem nón tang đeo lên. Một bang màu da khác nhau ra hỏa tất cả đều đem nón tang mang trên đầu. Đinh Tứ nhìn thấy trước mắt chàng diện thực sự nhìn không được chạy đến cửa ngõ bên trong ngồi xổm cười trộm một hồi, Trương Hải Đào cũng nín cười ra, hai người thầm than cái này Phổ Kiến thật sự là quá độc ác, bất qua từ một góc độ khác đến xem, Hứa Thuần Lương giao thiệp hoàn toàn chính xác có thể, Cơ Giai Giai mang đến một cái nhỏ liên hiệp quốc, có chút cử thế đồng bi hương vị. Lại có người tặng hoa vòng tới, lần này là Xích Đạo Vốn Liếng, Xích Đạo Vốn Liếng tổng giám đốc Loan Ngọc Xuyên tự mình đến đây, Mạc Hàm cùng Bạch Mộ Sơn cũng đều tới. Hứa Thuần Lương tiến về nghênh đón, Loan Ngọc Xuyên cũng đoạt tại hắn quỳ xuống trước đó đỡ lấy hắn, Hứa tiên sinh, nén bi thương a. Đinh Tứ cùng Trương Hải Đào cảm giác chàng diện này thật đúng là càng lúc càng lớn, liền Xích Đạo Vốn Liếng tổng giám đốc đều tự mình đến đây, bất quá bọn hắn cho là nên là Mạc Hàm nguyên nhân, dù sao Mạc Hàm cùng Hứa Thuần Lương quan hệ có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hứa Thuần Lương cho rằng Loan Ngọc Xuyên hôm nay tới phúng viếng 89 phần 10 cũng là vì xương rồng. Nhất là bá tổ phụ tướng Nhân Hòa Đường truyền cho mình, chuyện này đã truyền đi xôn xao, khó tránh khỏi không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Loan Ngọc Xuyên đem người hóa vàng mã dâng hương, Bạch Mộ Sơn chuyên môn đi an ủi Hứa lão gia tử, hai người bọn họ là quen biết cũ. Loan Ngọc Xuyên cũng không dừng lại quá lâu, đến đi vội vàng, Loan Ngọc Xuyên chỉ chuẩn bị 500 tiền biếu, nhưng là hắn đưa lên một bức chuyên môn mời thư pháp đại gia Thiên Chỉ tiên sinh viết câu đối phúng điếu, ba kính lạnh lỏng hàn lộ khóc. Nửa sáng tạo tàn trúc mang gió hào. 2. Phạm Lý Đạt nhìn thấy lạc khoản, liền minh bạch cái này câu đối phúng điếu có giá trị không nhỏ, Thiên Chỉ tiên sinh mặc bảo có thể nói là một chữ ngàn vàng, dù sao cũng là Xích Đạo Vốn Liếng tổng giám đốc, xuất thủ thật là hào phóng. Hắn vốn cho rằng Hứa Thuần Lương tại dị địa xử lý việc tang lễ có khả năng hội trường bột quạnh quẽ, nhưng là từ tình trạng trước mắt đến xem chàng diện nhỏ không được. Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào đem câu đối phúng điếu phủ lên. Mạc Hàm cũng hộ tống Loan Ngọc Xuyên rời đi, nhìn qua Hứa Thuần Lương trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ý vị thâm trường, nàng còn nhớ rõ tại Thái Bạch Cư nhìn thấy Hứa Thuần Lương cùng Chu Nhân Hòa ngồi cùng bàn uống trà tình cảnh, ngày đó hai người bọn họ không hài lòng, chẳng qua là lúc đó Mạc Hàm làm sao đều sẽ không nghĩ tới Hứa Thuần Lương cùng Chu Nhân Hòa là loại quan hệ này, hiện tại hết thảy sáng tỏ về sau, có loại bị Hứa Thuần Lương đùa bỡn cảm giác. Nhưng nàng suy nghĩ kỹ một chút, mình giống như cũng không ăn làm sao thua thiệt. Gần nhất Hứa Thuần Lương còn đưa cho nàng không ít nhân tình, tương đương với tướng Thái Bạch trợ quỷ chưa thể đạt được xương rồng tất cả đều giúp nàng tìm trở về. Mặc dù như thế, Mạc Hàm trong lòng vẫn còn có chút u cục, nói khẽ không nghĩ tới Chu lão gia tử lại là người bá tổ phụ. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, cái này còn phải may mắn mà có ngươi. Có quan hệ gì với ta? Lần trước ngươi mời ta đi Thái Bạch Cư mới gặp lão nhân gia ông ta, không phải chúng ta cũng sẽ không nhận nhau. Mạc Hàm trong lòng tự nhủ ngươi lý do này cũng quá gượng ép một chút, bất quá Hứa Thuần Lương đang làm tang sự cũng không cần thiết đối với chuyện này cùng hắn chăm chỉ, thở dài nói, ngươi cũng không cần quá thương tâm, lão nhân gia cũng coi là thọ hết chết già. Hứa Thuần Lương lắc đầu, nếu không phải gặp được chui vào kẻ trộm, hắn cũng sẽ không đi được đột nhiên như thế, hắn mặc dù cũng không tại trước mặt ra ra nhắc qua, nhưng hắn sớm đã quyết định, nhất định phải tìm ra cái này chui vào lão trạch tặc tử, để hắn đạt được vốn có trừng phạt. Hứa Thuần Lương trong lòng kỳ thật đã khóa chặt mấy cái nhân vật khả nghi, chờ xong xuôi tang lễ hắn sẽ phải tay giải quyết chuyện này. Lúc này lần lượt người tới, Lục Minh Lục Kỳ huynh đệ, Phó Quốc Dân mang theo nhi tử Phó Học Đông cùng nhau tới. Theo đến đây phúng viếng khách quý càng ngày càng nhiều, Chu lão gia tử tang lễ lực ảnh hưởng cũng biến thành càng lúc càng lớn. Tần Chính Dương tới thời điểm, nhìn thấy hai bên đường ngừng nhiều như vậy xe sang trọng, vốn cho rằng Nhân Hòa Đường tại Tế Châu lực ảnh hưởng rất lớn. Chu lão gia tử ngay tại chỗ đức cao vọng trọng, dù sao Hứa Thuần Lương là cái người bên ngoài tại đương không có nhiều bằng hữu,
nhưng về sau chú ý tới, biển số xe hơn phân nửa đều đến từ nơi khác, trong đó lấy Đông Châu chiếm đa số. Sau khi xuống xe mới biết, lần này Chu Nhân Hòa tang lễ, hắn hai đứa con trai đều không có ra mặt, là Hứa Thuần Lương xử lý. Đông Nghiễm Sinh cùng Tần Chính Dương trước sau chân đến, Tần Chính Dương lúc xuống xe nhìn thấy Đông Nghiễm Sinh, nhanh đi cùng hắn lên tiếng chào, Đông Tổng cũng tới, nói sớm chúng ta cùng nhau tới. Đông Nghiễm Sinh nói, ta từ Đông Châu tới, hắn là cùng chiến hữu cũ Cao Tân Hoa cùng đi. Vương Kim Vũ cùng Thư Viễn Hàng cũng tại tới trên đường, chủ yếu là Thư Viễn Hàng hôm nay có một đài giải phẫu, Vương Kim Vũ muốn chở hắn làm xong cùng một chỗ tới. Cao Tân Hoa lần này tới còn mang đến không ít đồng sự phúng viếng kim, đại biểu Trường Hưng bệnh viện đưa lên vòng hoa, Hứa Thuần Lương mặc dù rời đi Trường Hưng, nhưng là Trường Hưng tại lễ mấy phương diện vẫn là phải làm được. Triệu Phi Dương không có tự mình tới, ủy thác Cao Tân Hoa thăm hỏi Hứa Thuần Lương. Cao Tân Hoa giúp không ít người mang đến phúng viếng kim, ở trong đó có ít người là có chuyện, có ít người là cảm thấy Tế Châu vẫn là quá xa, dù sao qua đời là Hứa Thuần Lương bá tổ phụ. Đưa lên phúng viếng kim liền đủ cấp bậc lễ nghĩa. Hứa Thuần Lương cũng không có ý tưởng gì, quan hệ có thân cận xa mỏng, không thể cua đũa cả nắm, kỳ thật nếu như không phải là vì an ủi ra ra, cũng sẽ không làm như thế cảnh tượng hoành tráng. Sự tình tại cùng ngày buổi trưa phát sinh biến hóa, một cỗ Đông Châu bảng số màu đen Audi đi tới hiện trường, kỳ thật một chiếc Audi A6 tại hiện trường đông đảo hào trong xe cũng không đáng chú ý, nhưng là chiếc xe này xe bài lại là đến từ Đông Châu tiểu hào xe. Từ trên xe bước xuống chính là Đông Châu Chu Thư Ký, cái này để sự tình trở nên không giống bình thường. Chu Thư Ký hai ngày này ngay tại Tế Châu tham gia một cái giang hoài địa khu 3 tỉnh 7 thị một cái liên quan tới kinh tế gia tăng hợp tác hội nghị, nghe nói Hứa Thuần Lương trong nhà có việc tang lễ, làm sơ cân nhắc liền quyết định tự mình đến đây phúng viếng, lấy thân phận của hắn tự mình đến đây cũng là có nguyên nhân, đến một lần hắn đối Hứa Thuần Lương người trẻ tuổi này phi thường thưởng thức, thứ hai, Hứa Thuần Lương ở kinh thành cho hắn giúp đại ân. Chính là bởi vì tiểu tử này trợ giúp, Đông Châu tàu điện ngầm hai kỳ mới thuận lợi lấy được phê. Cuối cùng còn có một nguyên nhân chính là con trai bảo bối của hắn Chu Đức Minh cùng Hứa Thuần Lương biểu muội chân thuần tại yêu đương, hai nhà về sau rất có thể trở thành nhi nữ thân gia. Tổng hợp cân nhắc Chu Thư Ký vô luận như thế nào đều có cần phải đến một chuyến. Chu Thư Ký xuất hiện không khác tại Đông Châu bên trong thể chế những quan viên này trong lòng bỏ ra một viên bom. Từ một phương diện khác cũng đã chứng minh Hứa Thuần Lương tại Chu Thư Ký trong lòng địa vị, cùng giữa bọn hắn mật thiết quan hệ. Chu Thư Ký thăm hỏi Hứa Trường Thiện, Hứa Trường Thiện cầm Đông Châu quan phụ mẫu tay cũng kích động dị thường, hắn cũng không nghĩ tới đi ở trong lòng cao không thể chạm đại quan lại là như thế bình dị gần gũi. Chu Thư Ký nói, lão tiên sinh a, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể nhiều một chút a. Hứa Trường Thiện có chút kích động, Chu Thư Ký, ngài công việc bận rộn như vậy, còn đặc biệt tới. Tạ ơn, thật sự là thật cảm ơn. Chu Thư Ký nói, lão tiên sinh a, hai chúng ta nhà không nói lời nói với người xa lạ, có cái gì chỗ cần hỗ trợ ngài chỉ cần phân phó. Hứa Trường Thiện liên tục gật đầu. Người ở chung quanh nghe, tâm bên trong từng cái nghĩ thầm nói thầm, hai nhà này quan hệ thế nào a? Tần Chính Dương cách mặc dù xa, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, hai nhà này tám thành muốn kết thân nhà, Hứa Thuần Lương hôm nay mặt mũi này cũng lớn đi. May mắn mình chuyên đến chuyến này, Chu Thư Ký đều đến, chúng ta nhất định phải được đến a. Phó Quốc Dân cũng nghĩ như vậy, đứng ở một bên, Chu Thư Ký cũng nhìn thấy hắn, hướng hắn nhẹ gật đầu, cũng không cùng hắn nắm tay, Chu Thư Ký cũng không có ý định ngốc quá lâu thời gian, dù sao ngốc đến thời gian quá dài dễ dàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lục Minh, Phạm Lý Đạt bọn hắn đều tại Phó Quốc Dân đứng bên người, một đám đến từ Đông Châu quan viên chờ đợi lãnh đạo kiểm duyệt. Chu Thư Ký nói, các người đều là tiểu Hứa hảo bằng hữu, mấy ngày nay nhiều vất vả a. Mấy người chăm miệng một lời đáp, không khổ cực. Chu Thư Ký đến đi vội vàng, rời đi thời điểm, Hứa Thuần Lương đem hắn đưa đến trước xe. Chu Thư Ký vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai nói, chiếu cố tốt lão nhân gia, chuyện công tác trước thả một chút. Ta minh bạch, tạ ơn Chu Thư Ký. Lúc này một cỗ Maybach dừng ở cách đó không xa. Từ trên xe bước xuống một vị thân hình cao lớn khí vũ hiên ngang nam tử, lại là chủ trì hoa đầu kiểm tra kỷ luật công tác Kiều Như Long. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Kiều Như Long, trước cùng Chu Thư Ký nói một tiếng, để hắn hơi dừng lại một chút, sau đó đem Kiều Như Long mời đi qua, cấp hai người bọn họ làm một cái tương hỗ giới thiệu. Kiều Như Long hôm nay là ứng muội muội Mai Như Tuyết yêu cầu chuyên tới phúng viếng, mặc dù Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết còn chưa tới nói chuyện cưới gả tình trạng. Nhưng Kiều gia đều hiểu đây cũng là chuyện sớm hay muộn,
Hứa gia có bạch sự tình, Kiều gia cũng không thể không lộ diện. Chu thư ký là biết Kiều Như Long, nhưng là cũng không có cùng hắn đã từng quen biết, thân thiết cùng Kiều Như Long nắm tay, hai người đứng tại bên cạnh xe đàm trong chốc lát. Phạm Lý Đạt có chút hiếu kỳ, Chu thư ký liền văn lữ cục trưởng phó quốc dân tay đều không có nắm, thế mà cùng một người trẻ tuổi nắm tay, còn biểu hiện được khách khí như vậy, không khỏi thấp giọng hỏi thăm phó quốc dân. Phó quốc dân nhỏ giọng nói cho hắn biết, người đến là Kiều Như Long, hoa đầu nhân tài mới nổi lấy tuổi của hắn cùng bối cảnh, không dùng đến mấy năm khả năng liền sẽ trở thành hoa đầu người cầm lái. Phạm Lý Đạt trong lòng cảm thán, đây mới là quan hệ, mình nhiều năm như vậy nghĩ thăng cấp đều khó như lên trời, nhìn xem người ta, có ít người trời sinh chính là thể chế sủng nhi. Lục Minh dùng cùi trỏ đảo đảo Phạm Lý Đạt nói, người bây giờ ý thức được mình quan nhỏ đi. Phạm Lý Đạt nói, bàn sổ sách, đi, bàn sổ sách đi. Kiều Như Long cùng Chu thư ký trò chuyện đến thời gian mặc dù không dài, thế nhưng là hai người đối lẫn nhau ấn tượng cũng không tệ. Chu thư ký mời Kiều Như Long đi Đông Châu khảo sát, Kiều Như Long biểu thị mau chóng sẽ tổ chức hoa đầu tiến về Đông Châu nhìn nhìn. Chu thư ký không đã lâu lưu cùng Kiều Như Long lẫn nhau lưu phương thức liên lạc về sau, lên xe rời đi, Kiều Như Long đưa mắt nhìn Chu thư ký xe đi xa, mới hướng Hứa Thuần Lương nói tiểu tuyết ban đêm mới có thể tới, để cho ta tới trước. Hứa Thuần Lương nói, ta đều không có nói với nàng. Kiều Như Long nói, đó chính là đem chúng ta Kiều gia làm ngoại nhân. Không phải, ta cân nhắc đến nàng còn ở bên ngoài ra học tập, không muốn ảnh hưởng nàng. Kiều Như Long nói, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, ngươi cho là mình vì tốt cho nàng, khả năng nàng không cho là như vậy. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thật giống như rất hiểu nữ nhân giống như. Kiều Như Long thở dài, đi trước trên linh đường hương. Kiều Như Long mặc dù thân phận bất phàm, nhưng là hắn biểu hiện được phi thường điệu thấp, tại Chu lão gia tử di ảnh trước quỳ lại dập đầu, làm đủ lễ tiết. Hứa Thuần Lương đối vị này tương lai đại cứu tử cũng sinh lòng hảo cảm, Kiều Như Long lần này cho bọn hắn hứa ra mặt mũi, đương nhiên đây hết thảy phía sau còn chủ yếu là Mai Như Tuyết tác dụng. Kiều Như Long an ủi qua Hứa Trường Thiện đi bên trên sổ sách thời điểm, nghe nói không thể vượt qua 500 quy củ. Không khỏi điều khản Hứa Thuần Lương một câu, người nhỏ như vậy quan cũng biết tránh hiểm nghi. Hứa Thuần Lương nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, kinh tế bên trên tốt nhất cẩn thận. Kiều Như Long bổ sung một câu, sinh hoạt tác phong bên trên phải cẩn thận hơn. Đến thời gian không dài, hắn đã thấy tại hiện trường hỗ trợ Mặc Hàm cùng Cơ Dai Dai. Kiều Như Long sau lưng là điều tra qua Hứa Thuần Lương, biết quay chung quanh tại nữ nhân bên cạnh hắn cũng không ít. Bất quá Kiều Như Long cũng không cho rằng có vấn đề quá lớn, một cái xuất sắc nam bên người thân chắc chắn sẽ không thiếu đi mỹ nữ quay chung quanh, chính hắn cũng là như thế nào nắm chắc phân tấc mới là mấu chốt, đàn ông thông minh không nên ở phương diện này phạm sai lầm. Canh thứ hai đưa lên, vẫn là câu nói kia, mọi người nhiều một chút kiên nhẫn nhiều một chút lý giải, bạch tuộc tại có điều kiện tiên quyết nhất định sẽ hết sức hoàn thành đổi mới. 1. Chu thư ký tới mặc dù điệu thấp, tại Tế Châu bản địa cũng không gây nên quá lớn chú ý, nhưng là chuyện này lại cấp tốc truyền đến Đông Châu. Đầu tiên không ngồi yên chính là văn lữ cục các lãnh đạo khác, phó cục trưởng Lý Ngọc Sơn, Tiếu Đông nguyên bản không chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng là nghe nói Chu thư ký tự mình đi hiện trường phúng viếng, bọn hắn văn lữ cục trưởng phó quốc dân, mới làm phó cục trưởng Phạm Lý Đạt đều tại hiện trường hỗ trợ, hai nhân mã bên trên liền ý thức được đối với chuyện này nhất định phải coi trọng, không có thể giả câm vờ điếc. Văn lữ cục mới thành lập không lâu, phó quốc dân là Chu thư ký chỉ định không hàng, nhưng là hắn tại văn lữ cục cũng không có căn cơ, trước mắt còn chưa làm ra cái gì công trạng, Lý Ngọc Sơn cùng Tiếu Đông đối phó quốc dân cũng chỉ là mặt ngoài phục tùng, đáy lòng đối với hắn cũng không phục, bọn hắn phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương cùng Phạm Lý Đạt đều là phó quốc dân thành viên tổ chức. Hai người đối Hứa Thuần Lương loại này hàng tiểu bối chưa nói tới bài xích, cũng không sẽ chủ động thân cận. Nhưng là nghe nói Chu thư ký tự mình đi hiện trường phúng viếng về sau, hai người trong nháy mắt liền làm ra một cái quyết định, nhất định phải đi, mà lại phải nhanh một chút đi, liền Chu thư ký như thế lớn lãnh đạo đều xuất động, bọn hắn tính là gì, giả vờ không biết. Một đơn vị người trang cái gì trang? Hai người tương hỗ ở giữa cũng không có chào hỏi, đều tìm cái cớ trước tiên vận dụng xe buýt đi Tế Châu. Trường Hưng bệnh viện phương diện cũng nghe nói tin tức này, đây là Cao Tân Hoa cố ý tiết lộ cho Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương nghe nói sau cũng có chút hối hận, hắn cùng Hứa Thuần Lương ở giữa mặc dù gần nhất có chút không nhanh, nhưng là hai người cũng không minh xác trở mặt, cho tới nay bọn hắn mặt ngoài công phu làm được đều cũng không tệ lắm,
Triệu Phi Dương kết cưới thời điểm Hứa Thuần Lương là phù rể, phụ thân hắn qua đời thời điểm, Hứa Thuần Lương cũng đích thân đến phúng viếng. Đương nhiên lần này chết là Hứa Thuần Lương bá tổ phụ, quan hệ bên trên tựa như là xa một chút, Triệu Phi Dương cũng ủy thác Cao Tân Hoa mang phúng viếng kim đi qua, cũng không tính mất cấp bậc lễ nghĩa, nhưng mấu chốt là Chu thư ký tự mình đi. Cái này đã nói lên một vấn đề, Chu thư ký cùng Hứa Thuần Lương quan hệ tương đương mật thiết, căn cứ Cao Tân Hoa nói, lần này đi phúng viếng không ít người, Hứa Thuần Lương hiện tại chỗ văn lữ cục, điều tạm Hồ Sơn trấn chính phủ nhân vật có mặt mũi trên cơ bản đều xuất động, Trường Hưng bệnh viện là Hứa Thuần Lương đi qua đơn vị làm việc, trước mắt mà nói chỉ có Cao Tân Hoa lấy tư nhân thân phận có mặt. Triệu Phi Dương không biết Cao Tân Hoa là không phải cố ý làm như vậy, hắn rõ ràng có thể thông chi công sẽ ra mặt, Triệu Phi Dương càng nghĩ càng thấy được bản thân đối với chuyện này cách cục hơi nhỏ. Bùi Lâm đều nhìn ra hắn có chuyện trong lòng, hỏi rõ tình huống về sau cho hắn một cái đề nghị, vẫn là nên tự mình đi một chuyến, thường nói có qua có lại, Hứa Thuần Lương cũng không quan tâm điểm này phúng viếng kim, người người đi mới có thể cho thấy thành ý. Trong khoảng thời gian này mặc dù bọn hắn cùng Hứa Thuần Lương huyên náo có chút không thoải mái, nhưng là cuối cùng, là Hoa Niên vứt bỏ Hứa Thuần Lương trước đây, Triệu Phi Dương vừa dễ dàng mượn cơ hội này cùng Hứa Thuần Lương tu bổ một hạ quan hệ. Hồ Sơn trấn phương diện mặc dù nhưng đã đồng ý tướng giám thị 5.000 vạn chuyển nhượng kim làm tan, nhưng là số tiền kia một ngày không có đến bọn hắn Trường Hưng Trương Mục một ngày còn không nỡ. Dựa theo Bùi Lâm thuyết pháp, Hứa Thuần Lương người này có thù tất báo. Nếu như trong lòng của hắn khó chịu lập tức liền sẽ có phản kích. Triệu Phi Dương không thể không thừa nhận thê tử đối Hứa Thuần Lương hiểu rõ so với mình muốn càng thêm thấu triệt, cái này khiến hắn sinh ra một tia không nhanh, mặc dù hắn cũng không cho rằng Bùi Lâm cùng Hứa Thuần Lương ở giữa có cái gì mập mờ, nhưng là hắn luôn cảm thấy Bùi Lâm sâu trong đáy lòng đối Hứa Thuần Lương thưởng thức quá nhiều mình, huống chi Hứa Thuần Lương so với mình muốn trẻ tuổi, năng lực cũng không kém, phát triển tiền cảnh càng là một mảnh tươi sáng. Loại này giấm khô hắn chỉ có thể yên lặng hướng đáy lòng nuốt, thông chi công hội đại biểu Trường Hưng bệnh viện hiện trường phúng viếng, chính hắn cũng quyết định lập tức xuất phát loại chuyện này gấp sớm không kín muộn. Phạm Lý Đạt lớn hơn vài tuổi, cân nhắc sự tình vẫn là Chu Toàn, đương trời lúc chiều Chu gia người tới nháo sự, gây chuyện là Chu gia một bang thân thích, chừng hơn 30 người, dẫn đầu người là Chu Nghĩa Sinh, người này đi qua nhận thầu qua Trường Hưng bệnh viện Trung Y Khoa, tại Hứa Thuần Lương trên tay cắm té ngã. Huyên náo mất cả chỉ lẫn trài, hắn còn có cái thân phận là Chu Nhân Hòa bà con xa chất tử. Chu Nhân Hòa là theo họ mẹ, Chu Nghĩa Sinh mang theo nhà mẹ đẻ một đám người khí thế hung hăng đi vào lão trạch. Trong đó một cái tự xưng là Chu Nhân Hòa đường thúc lão đầu, ở bên ngoài liền mắng lên, cháu ta chết các ngươi đều không đến nhà báo tang, là khi dễ chúng ta Chu gia không người sao. Bên này Phổ Kiến cùng Đinh Tứ đã dẫn người đem bọn hắn cản lại, Đinh Tứ nói, kêu la cái gì a? Có biết hay không cái gì gọi là người chết là lớn? Người có phải hay không già mà không kính đâu? Chu Nghĩa Sinh chỉ vào Đinh Tứ nói, Đinh Tứ, chúng ta Chu gia sự tình cùng ngươi quan hệ thế nào? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Bọn hắn tại Trường Hưng bệnh viện thời điểm liền nhận biết, mặc dù biết Đinh Tứ là Đông Châu địa đầu xa, nhưng nơi này là Tế Châu, lại thêm phía sau có nhiều như vậy thành viên gia tộc, lá gan tự nhiên lớn hơn rất nhiều, dám công khai cùng Đinh Tứ gọi miệng. Đinh Tứ một mặt hung tướng, Chu Nghĩa Sinh, người mẹ nó muốn chết a. Chu gia đến đây tộc nhân phần phật một chút xông tới, Đinh Tứ bên này người rõ ràng ở vào yếu thế. Cơ Dài Dài mang tới đám người kia đang lo không có chuyện làm đâu, nhìn thấy động tĩnh từng cái mang theo nón tang liền vọt lên, Cơ Dài Dài không tìm được gậy tròn, tiện tay cầm lên một cây khốc tang bổng, ăn hùng tâm báo tử mật, dám tới chỗ này nháo sự. Chu Nghĩa Sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chu gia tộc người bên trong lập tức ra mấy cái lão nương môn, gào khóc lớn lấy đi đến sông. Cơ Dài Dài dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều, cái nào gặp qua loại này trận thế. Đinh Tứ cùng Phổ Kiến liếc mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu, đám người này là muốn đem hiện trường cho nhiễu loạn. Đinh Tứ hận đến nghiến răng, vén tay áo lên liền muốn xông tới đánh Chu Nghĩa Sinh. Chu Nghĩa Sinh lúc này cũng bịch một tiếng quỳ xuống, thúc a. Người chết được thật thê thảm a. Hắn cái này vừa khóc. Hơn 30 người cùng một chỗ khóc mở, trong lúc nhất thời tiếng khóc chấn thiên. Phổ Kiến đầu óc mặc dù linh hoạt lúc này cũng mộng bức, đám người này đều là chuyên nghiệp khóc tang, khóc đến hoa dạng gì đều có, người xử lý việc tang lễ, cũng không thể ngăn đón không cho người ta khóc đi. Hứa Thuần Lương chính cùng Kiều Như Long nói chuyện phiếm đâu, nghe được Hoa Văn chồng chất tiếng khóc, mới ý thức tới có người đến nháo sự. Kiều Như Long nhíu mày, cảm giác Hứa Thuần Lương chuyện lần này chưa hẳn có thể thuận lợi.
thấp giọng nói, muốn hay không cùng nơi đó ngành công an lên tiếng kêu gọi. Hứa Thuần Lương lắc đầu, không cần, Như Long ca, ngài cũng đừng quan tâm, nhanh đi mau lên, ta có thể giải quyết. Kiều Như Long nhẹ gật đầu quay người rời đi. Đám người kia đã đi tới Hứa Thuần Lương trước mặt, Hứa Thuần Lương liếc mắt liền thấy được Chu Nghĩa Sinh. Chu Nghĩa Sinh chỉ vào Hứa Thuần Lương hướng cái kia vị thúc gia ra nói gì đó, lão đầu kia nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương, tựa hồ nghĩ trên khí thế tướng Hứa Thuần Lương áp đảo, Hứa Thuần Lương mới mặc sắc hắn, khinh thường nhìn qua hắn. Lão đầu cả giận nói, ngươi là ai a? Cháu của ta thân hậu sự cái nào chuyển động lấy ngươi đến lẫn vào. Hứa Thuần Lương nói, nha, ngài không biết ta, ta còn là tự giới thiệu mình một chút đi, ta gọi Hứa Thuần Lương, Chu lão gia tử là ta bá tổ phụ. Gia gia của ta thân ca ca, hắn là chúng ta giả Hứa gia nhân, tuân theo hắn nguyện vọng, chúng ta Hứa gia nhân đến xử lý phía sau hắn sự tình, về sau cũng táng tại chúng ta Hứa gia mộ tổ, ngài là vị nào a? Lão đầu xì một tiếng khinh miệt, miệng đầy hoang ngôn, ta là Chu Nhân Hòa đường thúc, hắn tạ thế chuyện lớn như vậy các ngươi đều không cho chúng ta biết Chu gia, các ngươi đem chúng ta Chu gia đưa ở chỗ nào? Hứa Thuần Lương nói, ngài là lớn tuổi vẫn là nghe không rõ ràng. Chúng ta đây là Hứa ra cửa làm việc, không phải Chu gia, ngài nếu là muốn tìm mau bệnh, tìm Chu Nghĩa Văn cùng Chu Nghĩa Vũ hai vương bát đản đi, bọn hắn phàm là có điểm lương chi, ở chỗ này đều có bọn hắn đốt giấy để tang một chỗ cắm rùi. Hứa Thuần Lương nói chuyện có lý có cứ, dăm ba câu liền đem đối phương nghẹn đến nói không ra lời, chuyện này xác thực anh em nhà họ Chu không chiếm lý, lại thế nào ủy khuất, cha ngươi chết ngươi không ở nơi này thủ linh đều không thể nào nói nổi. Chu Nghĩa Sinh lại nháy mắt. Mấy cái chuyên nghiệp khóc tang lão nương môn kêu khóc lấy hướng Hứa Thuần Lương vây lại, ta đại gia chính là ngươi hại chết. Hứa Thuần Lương xem xét mấy vị này đều là chuyên nghiệp tố dưỡng cực cao bát phụ, các nàng là dự định hướng trên người mình sinh nhào a. Lúc này Mặc Hàm đi tới, ngăn cản mấy vị chỉ xét đánh trời mưa bát phụ, nàng cũng không có xuất thủ đánh người, trực tiếp hướng mỗi trong tay người lấp một xấp tiền, mỗi người một vạn. Mấy tên chuyên nghiệp khóc tang lão nương môn bị cử động của nàng cho làm mơ hồ. Mặc Hàm nói, khóc như thế dùng sức cũng không dễ dàng, nhưng là công kích quấy nhiễu sự tình liền đừng làm nữa, vì người khác cho hai giày xéo tiền, đừng đem mình cho cả cục cảnh sát bên trong đi, mỗi người một vạn, đi quỳ hảo hảo khóc 10 phút đồng hồ khóc xong đi nhanh lên người, khóc đến tốt, ta mỗi người tái phát một vạn. Không đánh mà thắng chi binh, mấy cái này chuyên nghiệp khóc tang lão nương môn cái nào gặp qua chiến trận này a? Chu Nghĩa Sinh bên kia không có cho nhiều như vậy a? Khóc xong còn có một vạn. Từng cái đem tiền tranh thủ thời gian thăm dò trong ngực, quỳ gối linh đường trước khóc lên, một cái so một cái khóc đến kính nghiệp. Chu Nghĩa Sinh triệt để ngất xỉu, thật vất vả mới nghĩ ra được chiêu cứ như vậy bị người ta hời hợt hóa giải, lão tử cũng là dùng tiền mời tới, đám này lão nương môn cũng quá không có thương nghiệp đạo đức, các ngươi trước thu tiền của ta, mặc dù ít một chút, có thể tin nghĩa đâu. Nhân vô tín bất lập. Đưa mắt xem xét, mấy cái lão nương môn cả đám đều quỳ. Người ta là quả thực là quỳ rơi lệ đem hai vạn khối cho kiếm. Hứa Thuần Lương hai mắt nghiêm nghị nhìn qua Chu Nghĩa Sinh nói, Chu Nghĩa Sinh, người đến phúng viếng ta không nói cái gì, nhưng người nếu là bị người giật dây tới nháo sự, ta tuyệt không khách khí, người là ai ta rõ ràng, ta là người như thế nào ngươi cũng từng được lĩnh giáo. Chu Nghĩa Sinh đáy lòng vụng trộm giật cả mình, hắn đối Hứa Thuần Lương oán hận chất chứa rất sâu, vốn cho rằng có một cái trả thù cơ hội, có thể thấy Hứa Thuần Lương về sau. Cũng có chút sợ hãi, Hứa Thuần Lương lời nói này cho thấy đã nhìn thấu động cơ của hắn, Chu Nghĩa Sinh lần này tới nháo sự khẳng định là anh em nhà họ Chu giật dây. Chu Nghĩa Sinh cố giả bộ trấn định nói, ta thúc chết rồi, ta đến hóa vàng mã có lỗi sao? Hứa Thuần Lương nói, không sai, xin cứ tự nhiên. Tới Chu gia tộc người đều nhìn ra Chu Nghĩa Sinh dẫn đầu sợ, bọn hắn trước khi đến vốn cho rằng một cái người bên ngoài tại Tế Châu không có khả năng có người nào mạch. Nhưng đi vào về sau nhìn thấy hiện trường chiến trận, trong lòng đầu tiên liền thấp ba phần, lại nhìn thấy Hứa Thuần Lương khí thế cùng nhân mạch, Mặc Hàm xuất thủ, từng cái liền bắt đầu đánh lên chống lui quân, cho Chu Nghĩa Văn Chu Nghĩa Vũ hai huynh đệ làm bia đỡ đạn cũng không sáng suốt, chủ yếu là đạo lý bên trên cũng đứng không vững chân. Cái này anh em nhà họ Chu bản thân cũng không phải là đồ chơi, cha chết các ngươi cũng không tới, chờ lấy bị thiên lôi đánh xuống sao.